một đám người dòng chính đường ra lập tức vây lấy xung quanh, bọn họ nhanh tay nhặt lấy những tấm hình rơi vãi dưới nền đất lên tỉ mỉ quan sát. Những hình ảnh rõ nét phía trên khiến cho những cô gái con dòng chính đường ra đều phải đỏ mặt tía tai, còn phía bên nam thì chỉ biết âm thầm líu lưỡi. Những tấm hình bên trên căn bản không hề cho chút dấu vết Photoshop nào, hơn nữa ngày tháng trên tấm hình cũng được hiển thị rõ ràng. Hơn nữa còn có hai bảng báo cáo kết quả xét nghiệm của bệnh y viện, chuyện này căn bản không thể là giả được, từng bằng chứng đều chứng tỏ được việc Đường Hạo ngoại tình. Trên thực tế, tất cả mọi người đều biết những trò ăn chơi bên ngoài của Đường Hạo, chỉ là bọn họ trong lòng tự hiểu rõ mà thôi. Có điều, chơi gái bên ngoài còn đem bệnh truyền nhiễm cho chính vợ của mình, điều này khiến cho người khác không cách nào nhẫn nhịn được. Thật không nghĩ đến Đường Hạo vậy mà lại loại người này, thật sự khiến người khác thất vọng. Một người phẫn nộ bất bình lên tiếng. Giống như việc Đường Hạo gây ra này khiến cho cả Đường gia đều phải chịu xấu hổ, khiến cho cả đám người bọn họ không có chút mặt mũi nào nhìn người khác. Phì, Đường Hạo, anh cũng thật kinh tởm, anh như thế nào lại có thể làm ra loại chuyện như thế này? Thân là người của Đường gia, tôi thật sự thay anh cảm thấy xấu hổ, đem bệnh truyền nhiễm cho chính vợ của anh như thế nào lại không cần mặt mũi như vậy? Đối diện với sự chỉ trích của tất cả mọi người ở Đường gia, cả khuôn mặt Đường Hạo trắng bệch đến cùng cực. Hắn hốt hoảng giải thích, không phải như những gì các người đang tưởng tượng đâu, có người muốn hãm hại tôi, nhất định có người muốn hãm hại tôi. Chát, Lưu Hải vung tay tát lên một bên sườn mặt Đường Hạo, hung hăng nói, có người muốn hãm hại mày có phải không? Mẹ mày không quản được bản thân, ở bên ngoài chơi gái đến mức nhiễm bệnh còn quay về còn truyền nhiễm bệnh giang mai cho em gái tao, vậy mà còn luôn miệng nói là do người khác hãm hại mày, không lẽ mày muốn nói người Lưu gia bọn tao đang muốn hãm hại mày hay sao? Bị Lưu Hải tát một cú trên mặt, Đường Hạo lúc nào có chút không nhịn được muốn phun một ngụm máu. Chính vào ngay giây phút này, trong cổ họng Đường Hạo toàn là máu tươi, vừa rồi bị Lưu Mộng Lị đánh rớt vài chiếc răng. Anh vợ, em không có ý đó. Đường Hạo không rét mà run nói. Chat, cập nhật bởi chuyên chấm ngoan. Lưu Giang lại một lần nữa hung hăng tát lên khuôn mặt Đường Hạo, Đường Hạo chỉ cảm thấy bản thân giống như bị một chiếc xe tải cán ngang, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Giây phút này, Lưu Hải Lưu Giang cáu kỉnh đến cùng cực, hắn dốc toàn lực giáng một bàn tay xuống, đừng nhắc đến tư vị này có bao nhiêu chua xót. Phù, Đường Hạo bị đánh đến muốn bật khóc. Hắn không dám nhiều lời, chỉ sợ rằng lại lần nữa bị hai anh em Lưu Hải, Lưu Giang tàn nhẫn đánh một trận. Đường Lão Thái Thái sau khi nhận được tin tức, nhanh chóng chạy đến. Khi tận mắt chứng kiến Đường Hạo bị người khác ép quỳ trên nền đất, bà vô cùng phẫn nộ nhanh chân bước lên trước khiển trách, Lưu Hải, Lưu Giang, Lưu Mộng Lị, ba anh em nhà các người đây là muốn là gì? Nhìn Đường Lão Thái Thái một bộ dạng lo lắng không yên chạy đến, Lưu Hải chỉ vào những tấm hình sắc nét cùng bảng báo cáo kết quả xét nghiệm nói, Đường Lão Thái Thái, tôi kính bà là bậc trưởng bối nên không ở nơi này mắng bà cứ xem thử tên cháu nội Đường Hạo này của bà đã làm ra chuyện gì tốt này. Đường Lão Thái Thái liếc mắt nhìn xuống những tấm hình sắc nét trên nền đất. Những hình ảnh sắc nét phía trên khiến cho cả khuôn mặt Đường Lão Thái Thái chấn động, tiếp tục liếc mắt nhìn sang bảng báo cáo, cả người của bà đều cảm thấy chết lặng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Đường Lão Thái Thái, chuyện này có phải bà nên đưa ra một lời giải thích với chúng tôi hay không? Vào ngay thời điểm này, một chiếc xe Mercedes-Benz G-Class dừng ngay trước cửa tập đoàn y dược Đường Nhân, chỉ nhìn thấy gia chủ Lưu gia Lưu Hàn cả khuôn mặt tối sầm bước xuống. Sau khi biết được con gái ruột của mình chịu ủy khuất, Lưu Hàn đến cả hợp đồng cũng không muốn tiếp tục ký kết, ngay lập tức lái xe đuổi giết đến tận tập đoàn y dược Đường Nhân. Cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người Lưu Hàn, Đường Hạo sợ đến mức toàn thân run rẩy. Bà nội cứu cháu, bà nội, mau cứu cháu. Đường Hạo vô cùng rõ ràng, hiện tại người có thể cứu được hắn chỉ có thể là Đường Lão Thái Thái. Bản thân dù sao cũng là cháu ruột của Đường Lão Thái Thái. Bà nhất định sẽ bảo vệ hắn. Cả khuôn mặt Đường Lão Thái Thái vô cùng khó coi, bà quả thực không ngờ đến Đường Hạo vậy mà lại có thể hồ đồ như vậy. Ở bên ngoài chơi đùa phụ nữ còn bị người khác bắt được bằng chứng, hiện tại bằng chứng đầy đủ, dù cho muốn chối cãi cũng không có chút sức lực nào. Hơn nữa, đáng hận nhất chính là, bản thân Đường Hạo nhiễm bệnh, vậy mà còn truyền nhiễm sang cho chính vợ của mình, đây căn bản chính là chuyện khiến người khác không cách nào tha thứ được. Trong lòng Đường Lão Thái Thái cũng vô cùng tức giận, chỉ có điều bà vẫn lựa chọn bảo vệ Đường Hạo, ai bảo rằng hắn ta chính là đứa cháu nội đích tôn duy nhất của bà chứ.
Đường Hạo lúc này thật sự khóc không ra nước mắt, hắn thật sự không ngờ rằng bản thân mình vậy mà lại bị người khác chơi khăm. Khi gặp được Nhiễm Trinh Trinh, Đường Hạo vẫn cho rằng bản thân đã nhặt được bảo bối, ai ngờ rằng bản thân lại đụng phải một trái bom định giờ, là một trái bom định giờ đến thời khắc quan trọng sẽ phát nổ chết hắn. Hắn càng không cách nào nghĩ được trên người Nhiễm Trinh Trinh vậy mà lại mang căn bệnh đó, không những truyền nhiễm sang cho hắn, hơn nữa còn trong tình huống hắn không biết rõ mọi chuyện truyền nhiễm sang cho Lưu Mộng Lị. Chính vào giây phút này, lòng dạ của Đường Hạo chỉ cảm thấy hối hận khôn cùng. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn tuyệt đối không đụng đến Nhiễm Trinh Trinh, chuyện này so với trò chơi bát giờ càng đáng sợ hơn. Dương Tiêu ẩn mình đứng giữa dòng người lạnh lùng quan sát tất cả mọi chuyện, trên khuôn mặt để lộ ra nụ cười sáng lạn rực rỡ. Đường Hạo, anh đừng cho rằng có Đường Lão Thái Thái bảo vệ anh, thì tôi đây sẽ không có bất kỳ biện pháp nào để xử lý anh. Lần này, chỉ đơn giản cho anh một bài học nhỏ mà thôi, lần sau nếu còn dám có suy nghĩ lệch lạc đối với Đường Mộc Tuyết, vậy thì mọi chuyện không có đơn giản như vậy đâu. Đường Mộc Tuyết hai mắt nhìn chăm chú vào Đường Hạo tràn ngập căm ghét đến cực điểm, không những ở bên ngoài lăng nhăng với người phụ nữ khác, còn đem bệnh truyền nhiễm cho chính vợ của mình, loại thủ đoạn này quả thực khiến cho người ta điên cuồng chán ghét. Có điều Đường Mộc Tuyết có thể nhận thấy cả khuôn mặt Dương Tiêu tràn ngập nụ cười, cô không tự chủ được mà suy đoán, có khi nào chuyện này có liên quan đến Dương Tiêu hay không. Lưu Hàn trầm giọng nói, Đường Lão Thái Thái, con gái của tôi ở Đường ra các người chịu uất ức, bà có phải nên có một lời công đạo giải thích với chúng tôi? Đường Lão Thái Thái sắc mặt âm u, bà cuối cùng nặng nề thở dài một tiếng, Lưu gia chủ này, xảy ra chuyện như thế này, lão thân cũng cảm thấy vô cùng bi thương, ở nơi này lão thân thay mặt Đường gia gửi lời xin lỗi sâu sắc đến Lưu gia. Đừng giở trò này, xin lỗi liền xong chuyện hay sao? Lưu Hàn lạnh giọng gần từng tiếng. Đường Lão Thái Thái nhìn Lưu Hàn chậm chạp nói, người các người cũng đã đánh rồi, Lưu gia các người còn muốn như thế nào? Hạo Hạo tất nhiên cũng có chỗ làm sai, nhưng các người đánh người càng không đúng, theo như tôi thấy, phần tình cảm của hai người bọn họ cũng đã đi đến bước đường cùng rồi. Ly hôn vậy? Cái gì? Ly hôn? Không ai có thể ngờ được rằng, Đường Lão Thái Thái vậy mà lại có thể nói ra những lời nói như vậy. Ai mà không biết, năm đó Đường Lão Thái Thái đồng ý cho Đường Hạo cùng Lưu Mộng Lị kết hôn, cũng vì muốn treo cao, có được sự ủng hộ từ Lưu gia dành cho Đường gia. Nhưng hiện tại, Đường gia phát triển cường mạnh, đến mức Đường gia hiện tại so với Lưu gia chỉ có mạnh hơn chứ không hề thua kém, Đường Lão Thái Thái hiện tại căn bản không xem Lưu gia vào mắt. Lại nói Lưu Mộng Lị không có khả năng sinh con, bà sớm đã không vừa mắt Lưu Mộng Lị rồi. Không thể không nói, nếu không phải vì nể tình ân nghĩa ngày trước, Đường Lão Thái Thái cũng sẽ không đồng ý cho Đường Hạo cùng Lưu Mộng Lị ly hôn. Tiên hiệp hay. Nhưng trước đây Đường Lão Thái Thái cũng đã từng dặn dò qua với Đường Hạo, nếu như bên ngoài gặp được người thích hợp, cứ trực tiếp bao nuôi bên ngoài sau đó nhanh chóng sinh một nam một nữ. Cũng vì vậy Đường Hạo bình thường ở bên ngoài ăn chơi đàng điềm, cho nên Đường Lão Thái Thái cũng khó tránh thoát khỏi liên quan. Nghe thấy câu nói này của Đường Lão Thái Thái, Đường Hạo lập tức kích động lên nói, đúng vậy, ly hôn. Tôi phải ly hôn với ả tiện nhân này, tôi phải nói tạm biệt với ả tiện nhân này. Hắn đã sớm chơi chán Lưu Mộng Lị, trước đây vốn dĩ muốn cùng Lưu Mộng Lị ly hôn, nhưng Lưu gia vẫn còn giá trị lợi dụng nên việc ly hôn đành tạm gác lại. Hiện tại mọi chuyện đã bị bại lộ, Đường Hạo cũng không có ý che giấu, hắn chính là hận không thể lập tức cùng Lưu Mộng Lị ly hôn. Chỉ cần ly hôn, vậy thì từ nay về sau hắn có thể tùy tiện ăn chơi đàn đúm, căn bản không cần phải qua loa có lệ với Lưu Mộng Lị. Nói thật lòng, hắn hiện tại qua loa với cô ta đến mức không muốn qua loa nữa. Lưu Hải giận tím mặt, Đường Lão Thái Thái, bà vừa nói cái gì? Ly hôn sao? Bà già này, cháu đích tôn của bà ức hiếp em gái tôi, bây giờ bà nói muốn ly hôn liền ly hôn. Lưu Giang càng không để lại chút mặt mũi nào cho Đường Lão Thái Thái. Lưu gia gia chủ Lưu Hàn híp mắt, uy nghiêm nói, Đường Lão Thái Thái, bà đã chắc chắn chưa? Bà có biết hay không sau này bà có thể vì lời nói của mình mà trả giá? Sự việc dù sao cũng đã bê bối đến mức này, Đường Lão Thái Thái cũng không có dự định tiếp tục tranh cãi, bà vẫn nên dứt khoát rạch nát lớp màn ngăn cách giữa hai bên. Lưu gia chủ này, lão thân nguyện chấp nhận vì sự lựa chọn của mình mà trả giá, nếu như tình cảm của hai đứa trẻ đã rạn nứt, vậy không bằng cứ ly hôn đi. Đường Lão Thái Thái trầm giọng nói. Đường Lão Thái Thái sớm đã không vừa mắt Lưu gia. Chuyện đến hôm nay có hay không có Lưu gia cũng không có gì đáng trở ngại. Đường gia hiện tại đã có quan hệ hợp tác với Đông Hải Lý gia,
dù sao lợi ích từ một đơn đặt hàng của Đông Hải Lý gia cũng đã bằng 10 đơn hàng Lưu gia dành cho Đường gia. Đường Hạo điên cuồng hét lên, đúng, tôi muốn ly hôn, tôi muốn nói tạm biệt với ả tiện nhân này. Hai cánh mũi của Lưu Mộng Lị tức giận đến mức muốn bốc khói, cả khuôn mặt oán hận nhìn Đường Hạo, được. Tạm biệt thì tạm biệt, người kế tiếp càng ngoan ngoãn hơn. Cô chính là không tin, dựa vào tư sắc của bản thân, dựa vào gia thế của mình chẳng lẽ không tìm được người tốt hơn Đường Hạo. Nhìn thấy con gái của mình cũng đã biểu hiện thái độ rõ như vậy, Lưu Hàn hung ác nhìn chằm chằm vào Đường lão thái thái. Vậy thì ly hôn, bà già này, bà sẽ vì sự bao che ngày hôm nay của mình mà cảm thấy hối hận, cứ chờ đến ngày Đường gia phá sản đi. Huyền, Lưu Hàn đã hạ quyết tâm, hắn nhất định không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải đòi lại công đạo cho con gái của mình, khiến cho Đường gia phải trả giá đắt. Bà già bất tử này, bà sẽ vì quyết định của mình mà cảm thấy hối hận. Hai anh em Lưu Hải, Lưu Giang hai người đều oán hận nói. Lưu Mộng Lị bị chọc tức đến điên lên, cô căm tức nhìn Đường lão thái thái hét lên, bà già này, bà vậy mà lại bao che cho tên xúc sinh Đường Hạo như vậy, bà không lẽ không sợ giảm thọ hay sao? Cứ chờ đó, sớm hay muộn gì bà cũng gặp báo ứng, bà sẽ phải chịu trời đánh, bà sống không thọ đâu. Sắc mặt Đường lão thái thái khó coi đến cực điểm, bị người khác sỉ nhục như vậy, còn bị nguyền rủa giảm thọ, điều này khiến bà phẫn nộ đến cùng cực. Chỉ đáng tiếc, cháu nội của bà làm sai, bà chỉ có thể cứng rắn chống chọi lại. Hai người nhanh chóng cầm giấy đăng ký kết hôn xuất phát đến cục dân chính, kết thúc tình cảm vợ chồng những năm nay. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Đường Hạo căm hận nhìn Lưu Mộng Lị, tiện nhân, cô mẹ nó cứ chờ đó cho tôi. Nỗi sỉ nhục hôm nay lão tử phải nhận ông đây sẽ ghi nhớ, cái tát mà cô đã đánh, tôi sớm muộn gì cũng sẽ trả lại cả vốn lẫn lời. Với thân phận là thiếu chủ Đường gia, Đường Hạo trước giờ chưa từng bị người khác đối xử qua như vậy. Ê, hôm nay mặt mũi hắn xem như đã mắt sạch, mắt thể diện mắt đến nhà bà ngoại luôn rồi. Anh dám uy hiếp tôi, sắc mặt Lưu Mộng Lị méo mó, cô phẫn nộ hét lên, anh cả anh hai người mau bắt hắn lại cho y mồ. Lưu Hải Lưu Giang không chút chần chừ ngay lập tức áp chế Đường Hạo, Đường Hạo hoảng hốt hét lên, Lưu Mộng Lị cô thứ đồ tiện nhân này muốn làm gì? Tôi có thể báo cảnh sát, chúng ta hiện tại đã ly hôn rồi, nếu như cô dám động tay động chân với tôi, vậy đây chính là hành vi cố ý gây thương tích, tôi có thể báo cảnh sát bắt cô. Đến đây, mau báo cảnh sát đến bắt tôi đi. Nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Đường Hạo, Lưu Mộng Lị hận không thể ngay lập tức giết chết hắn ta. Cô cả khuôn mặt oán hận đến trước mặt Đường Hạo, hung dữ đạp một cú xuống thân dưới của hắn. Đau! Bị một cú đạp xuống thân dưới, Đường Hạo trong phút chốc chết lặng, hai hàng nước mắt đau đớn không kìm được mà tuôn ra. Loại tư vị này, thật sự như muốn đòi mạng người khác, e rằng bất kỳ người đàn ông nào trên đời đều không có cách nào chịu đựng được. Đường Hạo bị đánh thảm đến mức không nỡ nhìn, gãy một chiếc xương sườn lồng ngực, răng rụng đến 5-6 chiếc. Đáng sợ hơn nữa suýt chút nữa mất đi năng lực đàn ông. Náo loạn một hồi, dưới ánh mắt thương xót của Đường lão thái thái, Đường Hạo được xe cấp cứu 120 đưa đi, sau đó liền nhập viện. Quyền lực của công ty nhất thời toàn bộ đều rơi vào tay của Đường Mộc Tuyết, chuyện này vừa trùng khớp với ý muốn của Dương Thiêu. Lưu gia cũng không phải là gia đình hiền lành gì, sau khi về đến nhà, Lưu gia gia chủ Lưu Hàn lập tức cắt đứt tất cả các mối làm ăn liên quan đến Đường gia. Dẫn đến việc giá cổ phiếu Đường gia trên thị trường tổn hại lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Đồng thời, Lưu gia cũng đi khắp nơi phát tán tin tức về các hành vi đáng kinh tởm của Đường Hạo. Sau khi nghe thấy những tin tức này, các danh gia vọng tộc tại thành phố Trung Nguyên đều khịt mũi khinh thường với Đường Hạo. Bị Lưu gia chỉnh một phen như vậy, khiến cho danh tiếng Đường Hạo triệt để lụn bại, cho dù hắn có ý định tái hôn, e rằng cũng không có con gái gia tộc nào nguyện ý lấy hắn. Đối với chuyện lần này, tập đoàn y dược Đường Nhân mặc dù không tổn hại đến gân gốc, nhưng nhất thời bốc hơi mất hơn chục triệu nhân dân tệ tiền tài sản, điều này cũng khiến Đường gia khó chịu không thôi. Ít nhất, một đám người dòng chính Đường gia muốn nhân cơ hội đục nước béo cò cũng không dám lộ liễu trắng trợn giống như trước đây. Cả một đám người dòng chính Đường gia tràn ngập oán hận, nếu như không phải có Đường lão thái thái đứng ra chủ trì đại cục, e rằng sớm đã có người đến ăn tươi nuốt sống Đường Hạo rồi. Nhưng phía Đường lão thái thái lại không cho rằng như vậy, chỉ cần Đường gia có thể giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với Đông Hải Lý gia, mắt vài chục triệu nhân dân tệ căn bản không được tính là gì. Hơn nữa, chỉ cần cùng Đông Hải Lý gia xử lý tốt các mối quan hệ, việc Đường gia có thể vươn mình lên vị trí gia tộc hạng nhất tại thành phố Trung Nguyên là chuyện có thể hy vọng được. Có điều,
nhất thời thành kiến giữa Đường lão thái thái đối với Đường Mộc Tuyết càng lớn hơn. Bà đã hạ quyết tâm, nhất định phải tìm mọi cách để trục xuất Đường Mộc Tuyết ra khỏi Đường gia, sau đó móc nói quan hệ tốt với Lý Minh Hiên, hợp đồng hợp tác với Đông Hải Lý gia tuyệt đối không thể để một mình Đường Mộc Tuyết nắm chặt trong tay, như vậy đối với địa vị của bà cùng Đường Hạo đều không có lợi. Mặc dù bà hiện tại là gia chủ của một gia tộc, nhưng nói cho đến cùng thì vẫn phải suy nghĩ đến cảm nhận của những người dòng chính Đường gia. Cụ Đường lão thái thái hiểu rõ, nếu như cả đám người dòng chính Đường gia cùng liên hợp bắt tay với nhau, e rằng dù cho bà nắm quyền quyết định, nhưng nếu như đám người đó không hài lòng nhất định sẽ hợp lực đối phó với bà. Đường Mộc Tuyết à, thật sự cho rằng bà lão này không còn cách nào đối phó với cháu hay sao? Ánh mắt Đường lão thái thái lóe lên một tia hung ác. Bà quyết định phải đích thân tìm Lý Minh Hiên tiến hành bàn bạc, cho dù chỉ kiếm lời được một chút, nhưng tuyệt đối không thể để hạng mục hợp tác quan trọng liên quan đến Đường gia cứ rơi vào tay Đường Mộc Tuyết. Chuẩn bị xe, ta phải đến gặp Lý Minh Hiên, Đường lão thái thái lạnh giọng nói. Bà không tin rằng lần này mình đích thân ra mặt, tên Lý Minh Hiên kia lại không để cho bà chút mặt mũi nào. Hơn nữa, bản thân bà tuổi tác cũng đã cao, cùng lắm thì đành cậy già lên mạnh, chỉ cần có một cơ hội xoay chuyển tình huống bà tuyệt đối không bỏ qua. Đường Mộc Tuyết sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện, cô nhìn sang Dương Tiêu lúc này vẫn đang ung dung nói, chuyện này có phải lại là tác phẩm của anh hay không? Dương Tiêu không chút che giấu nói, vợ của anh phải chịu ủy khuất như vậy, người làm chồng như anh dù như thế nào cũng, không thể trở mắt ra nhìn. Mặc dù không trực tiếp nói ra sự thật, nhưng Dương Tiêu đây cũng xem như đã thừa nhận tất cả những chuyện này đều do một tay hắn dàn xếp. Nghe câu nói thừa nhận này của hắn, trong lòng Đường Mộc Tuyết dâng lên một dòng nước ấm, cô biết rằng tất cả những chuyện này đều do Dương Tiêu vì thay cô chút giận mà dàn xếp. Nhưng, chuyện này có phải có chút không tốt? Chuyện này không phải là đang phá hoại gia đình người khác hay sao? Đường Mộc Tuyết ngập ngừng nói. Dương Tiêu không cho rằng như vậy nói, Mộc Tuyết, anh đây là đang làm một chuyện tốt, như thế nào lại trở thành phá hoại gia đình người khác rồi? Làm chuyện tốt sao? Những việc anh làm cũng được tính là chuyện tốt hay sao? Đường Mộc Tuyết dở khóc dở cười nói. Người ta cũng đã đi đến con đường ly hôn rồi, chuyện này rốt cuộc xem như là chuyện tốt gì chứ? Dương Tiêu dịu dàng nói, Mộc Tuyết, em cũng biết rằng tên Đường Hạo này bình thường này hay lấy danh nghĩa ra ngoài làm việc, ăn chơi thâu đêm suốt sáng không về, ở bên ngoài ăn chơi trác táng, chuyện này rất có lỗi với Lưu Mộng Lị. Lại nói, cuộc hôn nhân của bọn họ căn bản chính là cuộc hôn nhân thương mại. Hiện tại Đường gia cũng đã trở thành gia tộc đứng đầu trong những gia tộc hạng hai tại thành phố Trung Nguyên, Lưu gia trong mắt Đường gia sớm đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào rồi. Ngừng một lát, Dương Tiêu tiếp tục nói, thử hỏi nếu như Lưu gia vẫn còn giá trị lợi dụng, vậy thì tên Đường Hạo có qua loa lấy lệ với Lưu Mộng Lị hay không? Nếu như anh nhớ không sai, ban đầu hai người bọn họ vừa kết hôn với nhau, tên Đường Hạo còn yêu thương Lưu Mộng Lị vô cùng, nhưng hiện tại... Hơn nữa... Thái độ của bà nội em cũng đã nhìn thấy rồi đó, cũng vì Lưu Mộng Lị không thể sinh con, nên bà nội đối với cô ấy sớm đã có thành kiến. Việc Đường Hạo cùng Lưu Mộng Lị ly hôn là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chỉ có điều vì chuyện này mà diễn ra sớm hơn dự kiến mà thôi, đổi một góc nhìn mà nói, đối với Lưu Mộng Lị mà nói đây cũng là một sự giải thoát, anh có phải đã làm chuyện tốt hay không? Dương Tiêu tất nhiên phải đem gốc gác tất cả mọi chuyện giải thích rõ ràng với Đường Mộc Tuyết. Lỡ đầu Đường Mộc Tuyết đem hắn trở thành kẻ xấu xa tội ác tày trời chuyên đi phá nát hạnh phúc gia đình người khác vậy thì không phải càng nghiêm trọng hơn hay sao? Đường Mộc Tuyết là một người con gái băng tuyết thông minh, Dương Tiêu vừa dứt lời, cô cũng không nói thêm bất kỳ điều gì khác. Cũng vì những điều Dương Tiêu nói đều vô cùng có lý. Là một người phụ nữ, điều mà bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận được chính là một nửa kia của mình lừa gạt cùng phản bội, hai điều này Đường Hạo đều đã làm vô cùng đặc sắc. Không còn gì có thể nghi ngờ rằng Lưu Mộng Lị chính là một người phụ nữ mệnh khổ, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp bị chôn vùi trong cuộc liên hôn thương mại này, việc ly hôn đối với cô ấy mà nói chính là một sự giải thoát. Dương Tiêu dịu dàng nói, Mộc Tuyết, Đường Hạo hiện tại đã nhận được cảnh cáo, nhất thời cũng không thể gây nên bất kỳ sóng gió nào, có lẽ trong hai ngày này em cũng không có thời gian rảnh rỗi, bà nội tuổi tác cũng đã cao, nhất định không có đủ sức chủ trì đại cục. Tàn cục bên phía Lưu gia kia có lẽ phải cần em bỏ công tốn sức rồi. Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết gật đầu đồng ý. Những việc còn lại Dương Tiêu cũng không có cách nào giúp đỡ được, dù sao hắn cũng chỉ là chồng của Đường Mộc Tuyết, hiện tại lại không phải là nhân viên của Đường gia, nếu như làm trợ lý hỗ trợ một tay cho Đường Mộc Tuyết,
e rằng đám người dòng chính Đường gia sẽ lại có thành kiến với cô. Hiện tại, việc Dương Tiêu cần phải làm chính là tạo dựng danh tiếng tốt đẹp cho Đường Mộc Tuyết tại Đường gia, nhằm chuẩn bị cho việc nắm giữ đại quyền Đường gia sau này. Nói thật lòng Dương Tiêu không thiếu tiền, chỉ cần hắn muốn thu mua lại Đường gia, chuyện này hoàn toàn nằm trong khả năng. Có điều Dương Tiêu cũng hiểu rõ Đường Mộc Tuyết là loại người như thế nào, nếu như hắn đột nhiên thu mua lại Đường gia, sau đó cho cô lên làm đồng sự trưởng, vậy thì Đường Mộc Tuyết nhất định sẽ khó lòng chấp nhận được. Ngôn tình ngược. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn hy vọng có thể thông qua nỗ lực của bản thân giành lấy những thứ thuộc về mình. Nếu như bản thân đột ngột nói cho Đường Mộc Tuyết biết cô chính là đồng sự trưởng của tập đoàn Y Dược Đường Nhân, e rằng trong lòng Đường Mộc Tuyết nhất định sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng cùng đau lòng. Giống như việc chơi trò chơi vậy, thông qua niềm vui khi thông qua nỗ lực của bản thân chơi đến mãn cấp chỉ có thể do bản thân tự chiêm nghiệm. Nếu như là một người chơi mua tài khoản mãn cấp, vậy thì trò chơi đó đã mất đi ý nghĩa của nó rồi. Từ trong tận sâu trong xương cốt của Đường Mộc Tuyết là một người mạnh mẽ, cô sẽ cho rằng việc Dương Tiêu mua lại tập đoàn Y Dược Đường Nhân đối với cô ấy chính là một sự bố thí. Dương Tiêu chỉ mong muốn trải qua một cuộc sống bình đạm, ở bên cạnh Đường Mộc Tuyết từ từ già đi. Nếu như Đường Mộc Tuyết khi còn trẻ tuổi đã làm đồng sự trưởng, nhất định công việc sẽ vô cùng bận rộn, thời gian cùng hắn đơn độc bên nhau sẽ càng ngày càng ít đi, đây là việc mà Dương Tiêu không muốn nhìn thấy nhất. Trong lòng Dương Tiêu tất nhiên cũng có chút lòng riêng, hắn hy vọng cả gia đình có thể vui vẻ bên nhau, người một nhà có thể tụ họp càng nhiều càng tốt, như vậy cũng đã đủ thỏa mãn rồi. Còn những thứ như kim tiền, danh lợi, Dương Tiêu thật sự không để tâm đến. Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết đều không biết được rằng, vào lúc này Đường Lão Thái Thái đã đến chỉ nhánh Đông Hải Lý Gia ở thành phố Trung Nguyên. Sau khi biết được Đường Lão Thái Thái đến tìm mình, Lý Minh Hiên chỉ biết nhíu mày trầm tư, vướng phải chuyện liên quan đến Dương Tiêu, Lý Minh Hiên chỉ có thể thông báo cho bảo vệ cho phép Đường Lão Thái Thái tiến vào bên trong. Đường Lão Thái Thái khi nhìn thấy Lý Minh Hiên bày ra khuôn mặt đăm chiêu khó chịu, bà đành có nặn ra một nụ cười nói, lão thân đột nhiên đăng môn bái phỏng, có lẽ không làm phiền đến Lý công tử đâu. Đường Lão Thái Thái mời ngồi, nếu có việc gì cứ trực tiếp nói đừng ngại. Lý Minh Hiên lễ phép bày ra một tư thế mời. Nữ thư ký trong văn phòng trong lòng ngầm hiểu, lập tức rót một ly trà cho Đường Lão Thái Thái. Mắt thấy Lý Minh Hiên đối xử khách khí với mình như vậy, trong lòng Đường Lão Thái Thái càng thêm nắm chắc phần thắng. Bà nhìn Lý Minh Hiên thành khẩn nói, Lý công tử, lần này lão thân đích thân đến đây, cũng vì chuyện hợp tác của hai nhà chúng ta. Hợp tác xảy ra vấn đề gì hay sao? Lý Minh Hiên kinh ngạc thốt lên. Đường Lão Thái Thái trực tiếp nói, Lý công tử, vậy lão thân chỉ đánh nói thẳng ra, theo như lão thân quan sát được Đường Mộc Tuyết căn bản không cách nào đảm nhiệm được chức vụ người phụ trách hợp tác của hai nhà chúng ta, lão thân hy vọng Lý công ty có thể suy nghĩ đến việc thay đổi người phụ trách cho hợp đồng này. Giây phút này, đôi mắt già nua của Đường Lão Thái Thái lóe lên một tia nham hiểm hung ác. Lần này, người phụ trách cho hợp tác của hai gia tộc nhất định phải thay đổi. Đường Mộc Tuyết nhất định phải bị trục xuất ra khỏi Đường gia. Thân là chủ nhân của một gia tộc, bà nhất định phải vì cháu nội đích tôn của mình lưu tính lợi ích. Bà trước đây vốn dĩ muốn hãm hại Đường Mộc Tuyết, nhưng ai có thể ngờ được tên Vương Thiên Long kia lại ngu ngốc đến như vậy, thời điểm mấu chốt lại bị Lý Thần Chiến xuống tay hạ gục. Chuyện này chưa giải quyết êm thắm được bao lâu thì vài ngày sau bên Đường Hạo lại xảy ra chuyện, dẫn đến Đường gia thiệt hại ít nhất đến hơn chục triệu nhân dân tệ. Hơn nữa sức ảnh hưởng của Đường Mộc Tuyết tại công ty càng lúc càng lớn mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ ổn thỏa. Bà lúc này chỉ có thể coi trọng Đường Hạo, ai biểu rằng Đường Hạo chính là cháu ruột đích tôn của bà chứ. Trong mắt Đường Lão Thái Thái, Đường Mộc Tuyết chính là một người phụ nữ hạ tiện, gả cho một người đàn ông vô dụng cũng không nói đi, còn lợi dụng nhan sắc xinh đẹp của mình để dụ dỗ đám người Lý Minh Hiên để giành được lợi ích. Chỉ cần người phụ trách được thay đổi, việc làm đầu tiên của bà chính là trục xuất cả gia đình Đường Mộc Tuyết ra khỏi Đường gia, sau đó thay đổi gia phả dòng họ, Đường gia từ nay về sau sẽ không có nhân vật như Đường Mộc Tuyết. Thay đổi người phụ trách dự án, sắc mặt Lý Minh Hiên trong nhất thời trở nên vô cùng thâm trầm. Lý Minh Hiên lúc này có chút bối rối, Đường Lão Thái Thái là heo hay sao? Không lẽ không thể nhìn ra tài năng của Đường Mộc Tuyết sớm đã vượt qua cả Đường Hạo? Trong vùng đất Đông Hải này, Lý Minh Hiên sớm đã hiểu rõ, trong một gia tộc tài năng có thể vượt lên tất cả mọi thứ. Các gia tộc ở khu vực Đông Hải này sản nghiệp vô cùng phong phú, mỗi một gia chủ đương nhiệm đều rất sáng suốt,
vị trí gia chủ đời kế tiếp luôn truyền cho người có tài năng đức độ vẹn toàn nhát. Nếu như chỉ truyền cho dòng chính, vậy nếu như người dòng chính đó là một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng, vậy thì gia tộc đó sớm muộn gì cũng tiêu đời. Đều nói không ai giàu quá ba đời, sản nghiệp gia tộc cũng có cùng đạo lý như vậy. Có rất nhiều sản nghiệp gia tộc của vực Duyên Hải có thể phát triển đến hơn trăm năm, cũng chính vì quy luật chọn người hiền tài này mới có thể khiến cho gia tộc không ngừng phồn vinh. Lý Minh Hiên giây phút này có chút bối rối không ngưng, Đường Hạo lần trước đã chủ đến tìm tận cửa, sau đó bị hắn vô tình tống cổ ra ngoài. Không thể ngờ đến hiện tại thời gian vẫn chưa trôi qua được bao lâu, Đường Lão Thái Thái lại đích thân đến tận nơi yêu cầu hắn thay đổi người phụ trách. Nếu không phải nể tình Đường Lão Thái Thái đã lớn tuổi, Lý Minh Hiên lúc này cũng không muốn ngó ngàng gì đến bà. Dù sao gia sản Đông Hải Lý gia gần 100 tỷ nhân dân tệ, còn Đường gia này miễn cưỡng lắm cũng chỉ là một gia tộc nhỏ giá trị tài sản chưa đến 100 triệu nhân dân tệ mà thôi. Nếu như không phải vì Dương Tiêu, hắn có đến 8 xào gậy cũng không đánh tới một chút quan hệ nào với Đường gia. Lại nói, Dương Tiêu đối với Đông Hải Lý gia mà nói, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nói một cách không khách sáo chính là, toàn bộ Đông Hải Lý gia bọn họ đều là người hầu kẻ hạ của Dương Tiêu, nếu như không có Dương Tiêu, cũng sẽ không có Đông Hải Lý gia của hiện tại. Hiện tại Đường Lão Thái Thái này muốn động đến người phụ nữ của Điện Hạ, đây không phải là không có chuyện gì tự gây chuyện hay sao? Đường Lão Thái Thái liên tục gật đầu, trong lời nói mang theo ý ôn hòa, không sai. Lý công tử, không bằng ngài suy xét một chút. Sau khi biết được ý định khi đến đây của Đường Lão Thái Thái, Lý Minh Hiên căn bản không cho bà chút sắc mặt tốt nào, Đường Lão Thái Thái, bà đang nói đùa với tôi hay sao? Bà muốn đổi người phụ trách thành kẻ nào? Là do bà đích thân phụ trách hay là Đường Hạo hoặc là vị anh tài hậu bối kiệt xuất nào trong Đường gia nhà các người? Mắt thấy Lý Minh Hiên đã trực tiếp đặt câu hỏi, Đường Lão Thái Thái liền trịnh trọng nói, Hạo Hạo chính là nhân tài kiệt xuất trong lớp vãn bối Đường gia chúng tôi, cũng là cháu nội đích tôn của tôi, chỉ cần đem người phụ trách thay đổi thành Đường Hạo, tôi thay mặt Đường gia đảm bảo có thể ra 10% lợi nhuận. Đường Hạo, Lý Minh Hiên khít mũi cười một tiếng, vô cùng khinh bỉ nói, Đường Lão Thái Thái, bà cũng thật hài hứa. Xê Đường Hạo tính là thứ đồ gì chứ? Hiện tại danh tiếng thối tha nổi vang khắp thành phố Trung Nguyên, vậy mà bà còn muốn tôi đem vị trí người phụ trách đổi thành hắn ta. Bà chính là muốn Đông Hải Lý gia chúng tôi cũng trở thành trò cười trong mắt người khác hay sao? Cảm nhận được lửa giận phừng phừng từ Lý Minh Hiên, trên trán Đường Lão Thái Thái không ngừng tuôn ra từng trận mồ hôi lạnh. Bà thật sự không nghĩ đến chỉ vừa nhắc đến việc phải thay đổi người phụ trách, cảm xúc của Lý Minh Hiên lại có thể trở nên nóng nảy như vậy. Đường Lão Thái Thái cho rằng Đường Mộc Tuyết sớm đã mê hoặc Lý Minh Hiên, cho nên Lý Minh Hiên lúc này mới giúp cô ta nói đỡ lời. Trước khi đến đây, Đường Lão Thái Thái sớm đã chuẩn bị đối sách vẹn toàn, bà cố nặn ra một nụ cười thành ý nói, Lý công tử, lão thân vẫn còn một đứa cháu gái đích tôn, nhỏ hơn Đường Mộc Tuyết 2 tuổi, dung mạo xinh đẹp như hoa, tên là Đường Dĩnh. Nếu như Lý công tử có hứng thú, lão thân lát nữa sẽ sai Đường Dĩnh đến đây hầu hạ cậu. Lý Minh Hiên tuổi trẻ khí thịnh, nhất định sẽ rất ưa thích những cô gái xinh đẹp. Dung mạo Đường Mộc Tuyết quả thật xinh đẹp, được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân thành phố Trung Nguyên. Nhưng cháu gái đích tôn Đường Dĩnh của bà tư sắc cũng không hề kém cạnh, hơn nữa lại còn trẻ tuổi, những điều này đều là ưu thế. Đường Lão Thái Thái chính là không tin tên Lý Minh Hiên này chơi đùa với Đường Mộc Tuyết lâu như vậy mà vẫn chưa cảm thấy chán, chỉ cần Đường Dĩnh đến đây, dựa vào thủ đoạn của Đường Dĩnh, muốn tóm chặt lấy trái tim của Lý Minh Hiên cũng là chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Rầm. Sau khi nghe những lời này, Lý Minh Hiên nổi trận lôi đình, tức giận vỗ mạnh tay lên mặt bàn, hung dữ nhìn Đường Lão Thái Thái, Đường Lão Thái Thái, lời này của bà có ý gì? Tôi là người có gia đình. Bà đây chính là đang sỉ nhục nhân cách của tôi hay sao? Nhìn khuôn mặt đầy lửa giận của Lý Minh Hiên, Đường Lão Thái Thái nghẹn họng nhìn chân trời, Lý công tử, cậu trước đây có bảo vệ Đường Mộc Tuyết đến như vậy không phải vì cô ả có thể thỏa mãn được những yêu cầu của cậu hay sao? Tư sắc của Đường Dĩnh cũng không tệ, nhan sắc thượng hạng, chỉ cần Lý công tử yêu thích, làm vợ lẽ cho Lý công tử cũng không phải là chuyện không thể. Lý Minh Hiên tuổi trẻ tiền tài dư giả, nếu như Đường Dĩnh có thể làm vợ bé cho Lý Minh Hiên, đối với Đường gia mà nói đây cũng là một việc đáng vui mừng. Lý Minh Hiên lúc này tức giận đến mức hai cánh mũi muốn thở ra khói, Đường Lão Thái Thái này vậy mà có thể liên tưởng đến việc bản thân hắn có quan hệ mờ ám với Đường Mộc Tuyết, thật sự là quá hoang đường. Hắn trước đây luôn đứng về phía Đường Mộc Tuyết cũng vì Đường Mộc Tuyết chính là vợ của Dương Tiêu,
còn Đông Hải Lý gia bọn họ cũng chỉ là người hầu của Dương Tiêu mà thôi. Không nghĩ đến, Đường lão thái thái này tâm địa không những ác độc, mà còn có thể suy nghĩ về cháu nội của mình là Đường Mộc Tuyết như thế. Dù cho Đường Mộc Tuyết không phải cháu nội ruột của bà, trong mắt Lý Minh Hiên lúc này, Đường lão thái thái quả thật không thể ngông cuồng phán đoán như vậy được. Lý Minh Hiên lúc này có chút nghi ngờ, Đường Mộc Tuyết sốt cuộc có phải là người của Đường gia hay không, thật sự là có chung gốc gác với nhau đúng không? Đường lão thái thái, tôi cảnh cáo bà, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì không được ăn nói lung tung, tôi từ trước đến nay công nhận Đường Mộc Tuyết cũng vì thái độ nghiêm túc trong việc của cô ấy đánh động đến tôi, hơn nữa hoàn toàn không có liên quan đến bất kỳ giao dịch cá nhân nào. Đường lão thái thái, tôi cảm thấy thất vọng về bà, cũng như cảm thấy thất vọng về Đường gia. Tiểu nhã, tiễn khách, Lý Minh Hiên mười phần khinh thường nói. Đường lão thái thái, xin mời. Thư ký tiểu nhã đi đến trước mặt Đường lão thái thái không nóng không lạnh nói. Đường lão thái thái triệt để đờ đẫn cả người, bà thật sự không ngờ đến Lý Minh Hiên vậy mà lại nổi cơn thịnh nộ như vậy, không để cho bà chút mặt mũi nào. Lý công tử, sắc mặt Đường lão thái thái trắng bệch. Lúc này chỉ muốn níu kéo lại chút hảo cảm từ Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên đối với Đường lão thái thái cảm thấy vô cùng thất vọng, tiễn khách. Giọng nói của hắn vang lên vang vọng khắp nơi, không chút nghỉ ngờ nào. Cảm nhận được ngọn lửa tức giận đang không ngừng bốc lên từ Lý Minh Hiên, Đường lão thái thái sợ đến mức không dám nói thêm bất kỳ câu nào, toàn thân run rẩy nhanh chóng rời khỏi. Bà cũng biết rằng nếu như còn tiếp tục dùng răng, chỉ e rằng Lý Minh Hiên có khả năng hủy luôn hợp đồng hợp tác giữa hai nhà. Đường lão thái thái sau khi bị từ chối cảm thấy vô cùng mất mặt, sắc mặt trầm ngâm đáng sợ, đáng chết. Đường Mộc Tuyết này rốt cuộc đã cho Lý Minh Hiên uống bùa mê thuốc lú gì khiến cho Lý Minh Hiên lại thay cô ả suy xét nhiều chuyện như vậy. Đường Mộc Tuyết, cô đúng là một người phụ nữ hạ tiện, đừng cho rằng chuyện đã như vậy thì lão thân không còn cách gì để trị cô. Cho dù gặp phải trắc trở, Đường lão thái thái vẫn một lòng cho rằng Đường Mộc Tuyết nhất định có một chân với Lý Minh Hiên. Cô không tin rằng Lý Minh Hiên công nhận Đường Mộc Tuyết chỉ vì thái độ làm việc có trách nhiệm của cô ta trong công việc. Nhất định là Đường Mộc Tuyết trên phương diện đó rất biết cách chơi, cũng như chiều chuộng người khác, nên mới tóm chặt được trái tim của Lý Minh Hiên. Người phụ nữ hạ tiện này, đúng là đồ hạ tiện. Chỉ cần nghĩ đến việc bà bị Lý Minh Hiên vô tình tống cổ ra khỏi cửa, Đường lão thái thái tức đến mức toàn thân run rẩy. Sau khi giải quyết xong tất cả những chuyện này, Dương Tiêu chuẩn bị lái xe quay trở về nhà. Lúc này cục bảo vệ môi trường Lưu Vĩ đột nhiên gấp gáp gọi điện thoại đến, Dương tiên sinh, cứu mạng, cứu mạng. Chuyện vô cùng khẩn cấp. Đường lão thái thái trước đây cùng Đường Hạo Lập mưu hãm hại Đường Mộc Tuyết bị cục vệ sinh đến kiểm tra, chuyện này Dương Tiêu rõ ràng thấy trước mắt, nếu như không phải đến cuối cùng Lưu Vĩ cục trưởng cục bảo vệ môi trường kịp thời đến nơi, e rằng bản thân cuối cùng thật sự cũng không cách nào xử lý được. Lưu Vĩ đã từng giúp hắn rất nhiều, hiện tại nếu như Lưu Vĩ gặp phiền toái, Dương Tiêu tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cục trưởng Lưu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Tiêu hỏi. Lưu Vĩ gấp gáp nói, phụ thân của người anh em tốt của tôi đột nhiên ngất xỉu, tình hình không mấy lạc quan, vừa rồi tôi có gọi điện thoại cho thần y Liễu Giang Hà, Liễu thần y hiện tại đang ở bên ngoài căn bản không kịp quay trở về, Liễu thần y giới thiệu cậu với tôi, bảo rằng có việc gì cứ liên hệ với cậu là được. Được, tôi biết rồi, gửi cho tôi địa chỉ, tôi hiện tại lập tức qua đó. Dương Tiêu trịnh trọng nói, lần này bất kể là có nể mặt mũi Liễu Giang Hà hay là mặt mũi Lưu Vĩ, Dương Tiêu nhất định phải ra tay giúp đỡ. Hơn nữa, có thể trở thành anh em tốt với Lưu Vĩ nhất định không phải là người bình thường. Dựa theo địa chỉ mà Lưu Vĩ gửi đến, Dương Tiêu chưa đến 10 phút đã đến địa điểm. Vừa xuống xe, Lưu Vĩ khi nhìn thấy Dương Tiêu liền nhanh như tên bắn kéo Dương Tiêu bước vào trong tòa biệt thự, Dương tiên sinh, cậu cuối cùng cũng đã đến. Mau nhanh bước vào bên trong với tôi. Cục trưởng Lưu đừng gấp gáp, tôi hiện tại lập tức theo ông vào trong. Dương Tiêu an ủi nói. Sau khi cùng Lưu Vĩ đơn giản tìm hiểu vài câu, Dương Tiêu lúc nãy đã hiểu được tình hình phần nào, chính là hình lão gia của thành phố Trung Nguyên đột nhiên bất tỉnh, sau đó bệnh tình chuyển biến nghiêm trọng. Hình gia, Dương Tiêu cũng có nghe qua, là một trong một đại hào môn tại thành phố Trung Nguyên. Dưới gối của hình lão gia có hai người con trai. Con trai cả chính là lãnh đạo của thành phố Trung Nguyên, người con thứ hai lại làm về ngành thương mại. Còn người anh em tốt trong lời nói của Lưu Vĩ chính là người con trai cả của hình gia, hình kiến. Chưa kịp đặt chân vào bên trong căn biệt thự, thì một người đàn ông trung niên cả khuôn mặt buồn phiền bước đến nhìn Lưu Vĩ nói, lão Lưu này, tôi nhờ ông mời Liễu thần y đến đây,
ông như thế nào lại dẫn về một cậu thanh niên trẻ tuổi như thế này chứ? Lai lịch của vị thanh niên này như thế nào, không lẽ chính là đệ tử đắc ý của Liễu Thần Y hay sao? Người đàn ông trung niên này chính là cục trưởng cục công an, Hình Kiến. Lưu Vĩ lúc này nhìn về phía Hình Kiến giới thiệu, Liễu Thần Y đang ở Giang Nam tham dự buổi lễ giao lưu y học, vị thanh niên này là Dương Tiêu, do đích thân Liễu Thần Y giới thiệu, trước đây cung lão tái phát bệnh tim cũng nhờ vào vị Dương tiên sinh này ngay thời khắc mấu chốt cứu trở về. Ồ, người cứu sống cung lão chính là tên tiểu tử này. Hình Kiến kinh ngạc quan sát Dương Tiêu cũng không ra vẻ làm cao, hắn nhìn về phía Hình Kiến nói, cục trưởng Hình, tôi hiểu rõ y thuật, nếu như ông không ngại, có thể để tôi khám bệnh cho Hình lão gia. Chuyện này, nhìn thấy Dương Tiêu vẫn còn trẻ trung như vậy, Hình Kiến vẫn có chút chần chừ. Trước đây quả thật đã từng có lời đồn đại rằng khi cung lão gia đột nhiên tái phát bệnh tim, đã được một vị thanh niên cứu sống, nhưng lúc đó châm cứu lại là thần y Liễu Giang Hà. Hình Kiến từ trước đến nay đối với những lời đồn đại này đều nửa tin nửa ngờ, phải biết rằng Liễu Giang Hà chính là đại nhân vật nổi danh khắp trốn tại thành phố Trung Nguyên, cho nên ông vẫn luôn nghi ngờ tin tức này có phải hay không có người cố ý tung ra. Lại nói, người thanh niên có thể xoay ngược tình thế này đến bằng cấp hành nghề cũng không có. Mạng người quý giá, hơn nữa người bệnh nặng còn là phụ thân ruột của mình, Hình Kiến làm sao có thể xem như là trò đùa. Cây chia y chính vào ngay giây phút này, một chiếc xe Mercedes-Benz lập tức dừng ngay trước cổng biệt thự Hình gia. Từ trên xe nhanh chóng bước xuống một vị thanh niên nho nhã, trên tay anh ta còn cầm theo một hộp thuốc cứu thương, trên người mặc chiếc áo dài màu đen huyền, phía sau lưng áo còn được thêu hình đầu rồng nhìn vô cùng rực rỡ sinh động. Khi nhìn thấy người thanh niên đó bước đến, Hình Kiến vui mừng khôn xiết nói, Thái Thần Y, cậu cuối cùng đã đến, nhanh đến đây, xin mời vào bên trong. Thần sắc người thanh niên kiêu ngạo, không hề liếc mắt nhìn Dương Tiêu, trực tiếp xách theo hộp thuốc cứu thương sau đó nối gót theo sau Hình Kiến đi vào bên trong biệt thự. Dương Tiêu vô cùng kinh ngạc, nhìn sang Lưu Vĩ hỏi, cục trưởng Lưu này, người vừa rồi là ai? Cả khuôn mặt Lưu Vĩ tràn ngập áy náy nói, thật ngại quá Dương tiên sinh. Tôi thật sự không ngờ rằng lão Hình vậy mà lại mời người của Long Lân Các đến đây. Long Lân Các sao? Trên khuôn mặt Dương Tiêu hiện lên nét kinh ngạc. Khi hắn từng là thanh bảo đao của quốc gia, từng tiếp xúc qua người của Long Lân Các. Dương Tiêu cũng biết rằng, những người trong nội bộ Long Lân Các, kẻ nào tính cách cũng kiêu ngạo cô độc, bình thường trong mắt không chứa được bất kỳ người nào khác. Cũng vì Long Lân Các chính là tổ chức lớn mạnh nhất trong giới y học tại Thiên Phủ Chi Quốc. Những thành viên bên trong người nào cũng đều là đại nhân vật trong giới y học. Mặc dù Liễu Giang Hà là thần y nổi danh khắp chốn, nhưng đến tư cách gia nhập vào Long Lân Các cũng không có đủ. Không phải vì y thuật của Liễu Giang Hà không đạt chuẩn, mà điều kiện để gia nhập vào Long Lân Các tuổi tác bắt buộc phải từ 40 tuổi trở xuống. Cho nên, người có thể gia nhập vào Long Lân Các, một thân y thuật nhất định phải đạt đến mức đỉnh cao nhất. Nếu không bốc phét mà nói, lấy bất kỳ thành viên nào của Long Lân Các ra để so sánh, thực lực tuyệt đối không thua kém Liễu Giang Hà. Điều đáng tiếc chính là, người có thể gia nhập vào Long Lân Các chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Hà Nam chính là tỉnh thân có số lượng dân cư đông đúc nhất Thiên Phủ Chỉ Quốc, nhưng người có tư cách gia nhập vào Long Lân Các chỉ có 4 người, trong đó có một người tại thành phố Trung Nguyên, tất cả thành viên của Long Lân Các gộp lại cũng tuyệt không vượt qua 8, 10 người. Nghĩ rằng vị thanh niên vừa rồi chính là nhân vật tại thành phố Trung Nguyên có tư cách gia nhập vào Long Lân Các. Đúng vậy, người thanh niên vừa rồi tên là Thái Khôn, năm nay vừa tròn 20 tuổi, được xưng tụng là thần y trẻ tuổi nhất trong giới y học thành phố Trung Nguyên, danh tiếng tuyệt không thua kém Liễu Giang Hà. Lưu Vĩ thấp giọng nói. Dương Tiêu gật đầu ngầm hiểu, cũng không cảm thấy hành vi vừa rồi của Hình Kiện có điểm nào thất lễ. Dù sao người bệnh nặng nằm bên trong cũng là phụ thân ruột của mình. Điểm này tuyệt đối có thể tha thứ. Nếu như đổi lại người nằm bên trong chính là phụ thân ruột của mình, có lẽ cảm xúc của hắn so với Hình Kiến càng thêm kích động. Dương Tiêu thấp giọng nói, nếu đã như vậy, cục trưởng Lưu này, chúng ta cũng cùng vào bên trong xem thử như thế nào. Lỡ đâu có gì cần giúp đỡ, tôi cũng có thể giúp một tay. Như vậy cũng tốt, Lưu Vĩ có chút cảm kích nói. Sau khi theo Lưu Vĩ bước đến phòng ngủ của Hình lão gia, chỉ thấy trong phòng Hình lão gia bày trí vô số cổ trầm, cũng như các món đồ cổ. Dương Tiêu lúc này cũng không cảm thấy có bất kỳ điều gì kỳ quái, dù sao người có tiền cũng rất thích thu thập các món đồ cổ, chuyện này vô cùng bình thường. Có điều, ánh mắt Dương Tiêu dần dần khóa chặt trên một bức họa lúc này vẫn chưa hoàn chỉnh, thiếu góc nẹp, phía trên vẫn còn chút ngả vàng.
Hồ nhìn chăm chú vào bức họa này, mắt phải của Dương Tiêu không ngừng điên cuồng nháy, giống như có việc gì nguy hiểm chuẩn bị giáng xuống. Cũng vì trước đây từng chấp hành qua vô số nhiệm vụ, Dương Tiêu đối với sự nguy hiểm vô cùng kịch liệt, hắn hiện tại có thể quả quyết cho rằng hình lão gia đột nhiên trở nên nguy kịch tuyệt đối không phải xuất phát từ nguyên nhân cơ thể. Chăm chú quan sát một lát, hình lão gia lúc này đang nằm trên giường, đỉnh đầu thâm đen, giống như bị hạ độc. Thái Khôn tiến hành bắt mạch cho hình lão gia, sau đó nhíu mày đăm chiêu. Sau đó, anh ta mở hộp thuốc cứu thương lấy ra 9 cây ngân châm, bắt đầu châm lên 9 huyệt vị trên lồng ngực hình lão gia. Linh khu cửu châm, Dương Tiêu có chút thốt lên. Thái Khôn càng kinh ngạc hơn, hắn liếc mắt nhìn Dương Tiêu, anh cũng biết linh khu cửu châm. Dương Tiêu gật đầu trả lời, có biết được đôi chút, các hạ quả nhiên là người của Long Lân Các, linh khu cửu châm là một trong những phương pháp châm cứu sớm đã thất truyền, quả thật lợi hại. Linh khu cửu châm xuất phát từ nội kinh hoàng đề, vô cùng ảo diệu, Dương Tiêu trước đây cũng đã từng nghiên cứu qua. Giây phút này, người tên Thái Khôn thao tác thành thục chính xác đâm vào từng vị trí bộ vị linh khung cửu châm, có thể thấy rõ thực lực, tuổi trẻ ngời ngợi nhưng năng lực lại không kém bao nhiêu so với Liễu Giang Hà. Sau khi bị Dương Tiêu tra rõ lai lịch, trên khuôn mặt Thái Khôn quay lại nét lạnh lùng cô độc như cũ. Giống như việc đến từ Học viện Y học đệ nhất Thiên Phủ Chi Quốc, Long Lân Các chính là một vinh hạnh vô cùng to lớn. Ngay khi Thái Khôn vẫn đang dương dương đắc ý, Dương Tiêu liền thở dài nói, thật đáng tiếc, bệnh trạng của hình lão gia không nằm ở vấn đề thân thể, mà vì nguyên nhân khác, nếu như cậu thi triển cung linh cửu châm chỉ có thể cưỡng ép gọi tỉnh hình lão gia, nếu như vậy thì không có cách nào trị tận gốc được, hơn nữa còn ảnh hưởng đến tuổi thọ của hình lão gia. Lời này vừa nói ra, Thái Khôn trong giây lát thẹn quá hóa giận. Hắn dù sao cũng đến từ Học viện Y học đệ nhất Thiên Phủ Chi Quốc Long Lân Các. Cả người y học xuất thần nhập hóa, y thuật của hắn từ trước đến nay chưa từng bị người khác nghi ngờ chất vấn. Thái Khôn sắc mặt trầm ngâm, khinh thường nhìn Dương Tiêu không khách sáo nói, ăn nói bậy bạt. Tiểu tử, anh dám nghi ngờ năng lực của tôi. Đứng trước mặt tôi, anh thì được tính là thứ gì chứ? Thái Khôn đột nhiên phẫn nộ, đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không ngờ đến nhát. Trong nháy mắt, không khí tại hiện trường lập tức có chút đông cứng. Hình kiện nhìn sang Lưu Vĩ nói, lão Lưu, chuyện này. Chuyện này. Dương Tiêu dù sao cũng do Lưu Vĩ dẫn người đến, hình kiện tất nhiên phải chừa chút mặt mũi cho Lưu Vĩ. Lưu Vĩ cũng không ngờ rằng Dương Tiêu ăn nói lại bộc trực thẳng thắn như vậy, hơn nữa hắn cũng không hiểu rõ y thuật, căn bản không có cách nào đánh giá, bình luận. Dương tiên sinh, Lưu Vĩ chớp mắt, thân sắc có chút không tự nhiên. Bất kể từ góc độ nào mà nói. Thái Khôn cũng đều có thể sánh ngang với sự tồn tại của Liễu Giang Hà, bọn họ dù sao cũng chỉ nghe những lời đồn rằng Dương Tiêu cơ duyên trùng hợp cứu được cung lão gia, hơn nữa người tên Dương Tiêu này đến giấy chứng nhận bác sĩ cũng không có. Không phải bọn họ không coi trọng Dương Tiêu, nhưng vì tính mạng con người quan trọng, bọn họ không thể không thận trọng. Dương Tiêu nhìn sang Lưu Vĩ nói, cục trưởng Lưu, ông nhất định phải tin tưởng tôi. Thái Khôn nhìn thấy Dương Tiêu vẫn còn kiên trì, sắc mặt trong. Giây lát tối sầm lại, hắn nhìn sang hình kiện, thật ngại quá, cục trưởng hình, làm phiền ông tống cổ tên cuồng đồ này ra ngoài cho tôi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc châm cứu của tôi. Đến từ Long Lân Các cho nên Thái Khôn đối với y thuật của mình vô cùng tự tin. Vừa rồi hắn cũng đã kiểm tra qua các cơ quan bên trong cơ thể của hình lão gia, căn bản không có gì khác thường. Dưới sự phán đoán của Thái Khôn, khẳng định là do hình lão gia chịu phải kích thích sợ hãi gì đó hoặc do bản thân ông làm việc mệt nhọc dẫn đến việc hôn mê. Linh khư cửu châm có khả năng cưỡng ép đánh thức sinh lực bên trong cơ thể con người, đợi lát nữa sau khi hình lão gia thức dậy, ông ấy nhất định bình an không có chút tổn hại. Cũng vì suy nghĩ đến phụ thân ruột của mình, hình kiện hít sâu một hơi, sắc mặt bất thiện nhìn Dương Tiêu nói, thật ngại quá Dương tiên sinh, mời anh ra ngoài. Cục trưởng hình, ông cũng không tin tôi sao? Nếu như không phải không nhẫn tâm nhìn bệnh tình của hình lão gia càng thêm trầm trọng, Dương Tiêu thật sự cũng không muốn quan tâm quá nhiều đến vậy. Hình kiện lạnh giọng nói, mời. Chỉ đơn giản một chữ đơn giản, nhưng cũng rõ ràng thể hiện được thái độ của hình kiện đối với Dương Tiêu. Được thôi, Dương Tiêu không tiếp tục nhiều lời, chỉ có thể rời khỏi hình gia. Nhìn Dương Tiêu rời đi, Thái Khôn cười lạnh nói, giang hồ hiện tại kẻ lừa gạt càng ngày càng nhiều. Nếu như tên tiểu tử đó thật sự có tài năng vậy tại sao lại không xin vào Long Lân Các? Thật nực cười. Từ đầu đến cuối, Thái Khôn chưa từng đem Dương Tiêu đặt vào trong mắt, giống như Dương Tiêu chỉ là một kẻ chỉ biết lừa gạt đảo điên, chỉ biết nói bằng miệng mà thôi.
khu khục tiếp sau đó, một tràn ho khan vang lên, Hình lão gia lúc này mới từ từ mở mắt ra nhìn, trên khuôn mặt trắng bệch dần dần hiện lên nét hồng nhuận. Phụ thân, Hình Kiến vui mừng khôn xiết. Ngay lúc này, Hình Kiến cũng đã ngầm thừa nhận những gì Thái Khôn nói, nhất định là Liễu Thần Y đã tin những lời ma quỷ của tên tiểu tử này, cho nên Liễu Giang Hà mới giới thiệu tên Dương Tiêu này đến đây. Nếu như Dương Tiêu thật sự có tài năng bác học, hắn ta cũng còn trẻ tuổi như vậy, e rằng sớm đã xin gia nhập vào Long Lân Các rồi. Dù sao, đưa mắt nhìn khắp giới y học Thiên Phủ Chi Quốc, tất cả các y bác sĩ trẻ tuổi đều lấy việc gia nhập vào Long Lân Các làm việc vinh dự nhất. Lưu Vĩ thở dài một tiếng sau đó theo chân Dương Tiêu bước ra ngoài, Dương tiên sinh, thật là ngại quá, khiến cậu mất công đến đây một chuyến. Dương Tiêu mỉm cười lắc đầu nói, cục trưởng Lưu, chuyện này không trách ông được, bản thân là anh em tốt của cục trưởng Hình, ông cũng xuất phát từ lòng hảo tâm, tôi trước khi đến đây cũng vì nể nang mặt mũi của ông cùng Liễu Thần Y, nếu như đối phương đã mời được người cao minh, vậy thì tôi cũng không tiện nhúng tay vào. Theo như quan sát của tôi, lát nữa đây Hình lão gia vẫn sẽ tiếp tục rơi vào hôn mê một lần nữa, nếu như xảy ra tình huống hôn mê như vậy sẽ càng làm tăng nhanh sự suy giảm sinh mạng của Hình lão gia. Tôi hiện tại quay về ven hồ Nhạn Minh, nếu như có gì cần giúp đỡ thì cứ đến khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh tìm tôi. Vừa dứt lời, Dương Tiêu cũng không chút chần chừ liền lập tức rời khỏi Hình gia. Hình Kiến vẫn kiên trì giữ vững suy nghĩ của mình, chuyện này cũng không có gì đáng trách, Dương Tiêu cũng không hề có ý tức giận. Sau đó Dương Tiêu lái xe nhanh chóng quay về khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, đêm qua rời khỏi có chút gấp gáp, Dương Tiêu đã quen mở cửa sổ lầu 2 cùng lầu 3. Cũng vì vừa mới xây xong, bên trong vẫn còn khí ẩm, cần phải mở cửa thông gió để tản bớt khí ẩm ra bên ngoài. Không phải chứ, nhìn theo bóng dáng chiếc xe Maserati dần biến mất, Lưu Vĩ cảm thấy kỳ lạ bội phần. Ông chính là không tin dựa vào y thuật của Thái Khôn lại không thể trị khỏi được bệnh tình cho Hình lão gia. Sau khi quay lại biệt thự Hình gia, chỉ thấy Hình lão gia lúc này đã có thể bước xuống giường đi lại. Lưu Vĩ cảm khái nói, Thái tiên sinh không hổ là người đến từ Long Lần Các, một thân y thuật này quả thật danh bất hư truyền. Hình Kiện rút ra tờ chỉ phiếu trị giá 2 triệu nhân dân tệ đưa đến cho Thái Khôn, đêm nay thật làm phiền đến Thái tiên sinh phải đến đây một chuyến, đây là chút tiền khám bệnh, cũng là một chút tâm ý của Hình gia chúng tôi. Thái Khôn đưa tay nhận lấy tấm chỉ phiếu, trên khuôn mặt lộ ra nét cười, cục trưởng Hình khách sáo rồi, đây là việc mà tôi nên làm, những người làm ngành y như chúng tôi luôn lấy hành y cứu thế làm mục đích chính. Bản thân không tốn chút công sức nào liền kiếm được tiền khám bệnh 2 triệu nhân dân tệ, điều này khiến cho trong lòng Thái Khôn vô cùng vui mừng. Nghĩ đến Dương Tiêu vừa rồi dám nghỉ ngờ y thuật của bản thân, hắn chỉ cảm thấy vô cùng khinh thường Dương Tiêu. Chỉ là một tên lừa bịp giang hồ vậy mà dám đứng trước mặt mình phát ngôn không suy nghĩ, thật là nực cười. Thái tiên sinh còn trẻ tuổi như vậy mà y thuật lại xuất thần nhập hóa như vậy, sau này nhất định sẽ là nhân tài giường cột của nước nhà, của giới y học Thiên Phủ Chi Quốc của chúng ta. Hình Kiện khen ngợi nói. Thái Khôn tâm viên ý mã cười nói, cục trưởng Hình quá khen, nếu như không còn việc gì khác, vậy tôi xin phép về trước. Được, vậy thì tôi cũng không làm phiền Thái tiên sinh, tôi tiễn cậu. Phụ thân đã tỉnh lại, Hình Kiện như chút được gánh nặng. Thái Khôn cũng không khiêm tốn, Hình Kiện một đường tiễn Thái Khôn ra đến tận cổng biệt thự Hình gia. Chính vào giây phút Thái Khôn chuẩn bị bước lên xe, Lưu Vĩ hoảng hốt chạy ra ngoài hét lên, không ổn rồi, Hình lão gia lại ngất xỉu rồi. Cái gì, lại ngất xỉu rồi, lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Hình Kiện cùng Thái Khôn lập tức thay đổi. Chính vào ngay giây phút Thái Khôn vừa bước ra khỏi cửa thì Hình lão gia lúc này sắc mặt hồng nhuận đột nhiên ngã người xuống đất, chuyện này lập tức dọa sợ đến Lưu Vĩ. Hình Kiến sắc mặt điên cuồng hoảng hốt nhìn Thái Khôn, Thái tiên sinh. Việc, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Thái Khôn nhíu mày, vội vàng bước xuống xe nghiêm túc nói, cục trưởng Hình đừng hoảng sợ, để tôi quay lại châm cứu và kiểm tra cho Hình lão gia. Sau khi quay lại biệt thự, sắc mặt của Thái Khôn càng ngày càng tệ. Hắn bắt mạch cho Hình lão gia, sau đó phát hiện ra hô hấp của Hình lão gia càng ngày càng yếu, nhưng bên trong cơ thể Hình lão gia căn bản không hề có chút bất thường nào khác. Thái Khôn lại một lần nữa thi triển linh khư cửu châm. Nhưng Hình lão gia lúc này căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại. Đúng là gặp quỷ rồi mà. Mắt thấy hô hấp của Hình lão gia càng ngày càng yếu ớt, sắc mặt Thái Khôn trầm ngâm vô cùng. Hình Kiến lúc này ở bên gấp gáp nói, Thái tiên sinh, bệnh tình của phụ thân tôi như thế nào rồi? Chuyện liên quan đến sống chết của Hình lão gia,
lúc này Thái Khôn cũng không dám phách lối, hắn vội vàng lau mồ hôi không ngừng tuôn trên trán, không hề giấu giếm nói ra sự thật, khí tức của Lệnh Tôn càng ngày càng nhanh, nếu dựa theo tiết tấu này, có lẽ chưa đến 2 tiếng nữa, Hình lão gia nhất định không ổn, tôi hành nghề gần 10 năm, từ trước đến nay chưa từng gặp qua bệnh tình kỳ quái như vậy. Cái gì? Chưa đến 2 tiếng đồng hồ nữa. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hình Kiện lập tức trắng bệch, cả người đều không có cách nào bình tĩnh được. Thái tiên sinh, ngài mau ra tay cứu chữa. Thái Khôn một trận nhức đầu, hắn liền lấy ra tờ chỉ phiếu vừa rồi đặt lên trên bàn sau đó nói, cục trưởng Hình, thứ cho tôi vô năng, căn bệnh kỳ lạ này tôi thật sự chưa từng nghe nói qua, căn bản không cách nào xuống tay được, nếu như còn tiếp tục châm cứu chỉ đẩy nhanh tiến độ tử vong của Hình lão gia mà thôi. Chuyện này phải làm như thế nào đây? Hình Kiện triệt để hoảng hốt. Nếu như đến cả Thái Khôn đến từ Long Lân Các đều không có cách nào xoay chuyển tình huống, vậy thì còn có ai có thể xoay chuyển được đây? Chính vào giây phút Hình Kiện tuyệt vọng, Lưu Vĩ đột nhiên nhớ đến những lời Dương Tiêu nói trước khi rời khỏi, ông ta gấp gáp nói, Dương tiên sinh vừa rồi trước khi rời đi có nói qua đợi lát nữa Hình lão gia sẽ tiếp tục rơi vào hôn mê, nếu như có gì cần giúp đỡ, thì bảo chúng ta cứ đến biệt thự ven hồ Nhạn Minh tìm cậu ta là được. Không phải chứ, lời này vừa nói ra, ánh mắt Thái Khôn từ từ trở nên ngây ngốc. Nói như vậy, những việc này tên tiểu tử vừa rồi như thế nào lại dự đoán được? Tên tiểu tử vừa rồi không phải chỉ là một tên lừa gạt chỉ chuyên giả danh lừa gạt trên giang hồ hay sao? Xem ra vừa rồi là do tôi quá lỗ mãng rồi, nhanh chóng chuẩn bị xe xuất phát đến biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Hình Kiện lúc này hồi hận vô cùng. Nếu sớm biết Dương Tiêu liệu việc như thần, thì vừa rồi ông nhất định sẽ không có thái độ lạnh lùng như vậy với Dương Tiêu. Cũng vì cứu mạng phụ thân của mình, Hình Kiến chỉ có thể trong lòng không ngừng cầu nguyện Dương Tiêu đừng so đo tính toán với sự vô lễ vừa rồi của ông. Lưu Vĩ lầm bầm oán trách vài câu, lão Hình này, người mà Liễu Thần Y giới thiệu làm sao có thể sai được chứ? May mắn Dương Tiên sinh tính tình rộng lượng, trước khi rời khỏi còn nhắn lại địa chỉ cho chúng ta. Đúng, nhưng hiện tại nói bất cứ điều gì cũng muộn rồi, hiện tại nhanh chóng tìm đến Dương Tiên sinh rồi nhận tội trước ngài ấy vậy. Lưu Hình không chút chần chừ nhanh chân bước ra ngoài. Đầu cũng không ngoảnh lại, trực tiếp vứt lại Thái Khôn đang đứng ngoài sân biệt thự Hình ra. Nhìn theo bóng lưng vừa rời khỏi của Hình Kiện cùng Lưu Vĩ, Thái Khôn há hốc miệng ngạc nhiên, như muốn nói điều gì đó nhưng nhất thời chỉ biết câm lặng. Không có cách nào khác, loại bệnh trạng này hắn chưa từng gặp qua, chứ đừng nói đến làm cách nào trị khỏi. Thái Khôn hiểu rõ, lần này mình quả thật mất mặt lớn rồi, đặc ý biệt với xuất thân từ Long Lân Các như hắn. Vậy mà lại bó tay chịu trói trước căn bệnh này, đối với cuộc đời hành y của hắn quả thật là một sự sỉ nhục to lớn. Nghĩ đến việc Dương Tiêu đã cướp đi hào quang của mình, ánh mắt Thái Khôn lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó nhủ thầm, hù. Tôi phải xem thử tên tiểu tử chỉ biết đi giả danh lừa gạt người khác kia có thật sự trị được bệnh của Hình lão gia hay không, tôi chính là không tin căn bệnh đến Thái Khôn tôi đây không trị được, chỉ một tên lừa gạt giang hồ có thể trị khỏi. Giây phút này, Thái Khôn cho rằng Dương Tiêu chính là đang cố ý giả thần giả quỷ. Hắn không hề có ý rời đi, chính là muốn ở lại nơi này tiếp tục chờ đợi, ngồi chờ Dương Tiêu xấu mặt. Nếu như Dương Tiêu đến đây cũng không ăn thua gì, vậy thì ít ra còn vớt phát được chút mặt mũi. Nếu như hiện tại hắn rời khỏi, bản thân cùng với những kẻ đào bình chạy trốn trong các trận chiến có gì khác nhau chứ? Hắn xuất thân đến từ Long Lân Các, học viện y học lớn mạnh nhất Thiên Phủ Chi Quốc. Trên người tất nhiên có kiêu ngạo của riêng mình. Cũng ngay lúc này, Dương Tiêu cũng đã quay trở về khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Cũng không phải nói Dương Tiêu nhất định muốn Lưu Vĩ, Hình Kiện đến mời mình, nhưng điện thoại Dương Tiêu vừa rồi hết pin, hắn cũng không mang theo sạc dự phòng, trên xe lại không hề có dây sạc, nhất thời không cách nào sạc điện thoại được. Khi vừa đến nơi, Dương Tiêu từ xa đã nhìn thấy được một bóng dáng quen thuộc, chính là Vương Trạch đã nhiều ngày không gặp. Vương Trạch lúc này lái chiếc xe BMW màu trắng cũng nhìn thấy Dương Tiêu. Khi nhìn thấy, trong mắt Vương Trạch chỉ hiện lên một ánh nhìn khinh bỉ mãnh liệt, Dương Tiêu, cậu đến nơi này làm gì? Nơi này không phải là nơi dành cho những tên quỷ nghèo nàn như cậu đến đây đâu, cẩn thận lát nữa có nhân viên bảo vệ vô tình tống cổ cậu ra ngoài đó. Dương Tiêu đối với Vương Trạch không có một chút hảo cảm nào. Khi vừa mới bắt đầu, Cung Thiên Tề đột nhiên tái phát bệnh tim. Người ngăn cản hắn chính là Vương Trạch, sau đó vì chữa bệnh chân cho Đường Kiến Quốc, mà châm chọc hắn chính là Vương Trạch, sau đó vì trị bệnh thận hư cho Kim Bàng Tử mà coi khinh hắn cũng chính là người đàn ông này. Cũng vì thế,
nên khi nhìn thấy Vương Trạch, Dương Tiêu có chút sở khóc sở cười, tần suất xuất hiện của người đàn ông này khoảng thời gian này tại sao lại cao đến thế? Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, có nghe thấy không? Lỗ tai có phải nhét đầy lông lừa rồi hay không? Có biết khu biệt thự ven hồ Nhãn Minh chính là khu biệt thự đắt giá sang trọng nhất thành phố Trung Nguyên hay không? Tùy tiện chọn ra một căn biệt thự, giá trị cũng phải đến vài chục triệu nhân dân tệ, tên quỷ nghèo nàn nhà cậu mà cũng bước vào đây. Chẳng lẽ muốn tự chuốc lấy nhục nhã hay sao? Nhìn thấy Dương Tiêu không đáp lời, Vương Trạch lại lần nữa châm chọc. Đối diện với sự khinh thường của Vương Trạch, Dương Tiêu có chút kinh ngạc, ông có thể đến đây vậy tại sao tôi không đến được? Lời này vừa nói ra, thần sắc Vương Trạch lập tức trở nên kiêu ngạo, bày ra một bộ dáng điên cuồng khoe khoang. Tôi là chủ nhân một căn nhà nơi này, ở đây tôi có một căn biệt thự, hâm mộ lắm đúng không? Tên phế vật nhà cậu, nói cho cậu biết, căn biệt thự này của tôi trị giá lên đến 30 triệu nhân dân tệ, dù cho cậu phấn đấu cả đời cũng chỉ có thể ngắng đầu mà ước mơ thôi. Chủ nhà, Dương Tiêu có chút kinh ngạc thốt lên. Xem ra Vương Trạch những năm nay mượn danh tiếng đệ tử của Liễu Thần Y kiếm được cũng không ít tiền. Những lời Vương Trạch nói vừa rồi không sai chút nào. Người bình thường dù cho phấn đấu cả đời có lẽ cũng chỉ có thể ngắng đầu hâm mộ khu biệt thự ven hộ Nhạn Minh này mà thôi. Nơi này dù sao cũng là khu biệt thự sang trọng nhất của thành phố Trung Nguyên, có thể sống ở đây nếu không phải giàu có thì cũng là người quý phái, tất cả đều là đại nhân vật có danh tiếng. Tên Vương Trạch quá lắm cũng chỉ hơn 30 tuổi, nhưng lại có đủ sức mua một căn biệt thự ở ven hồ Nhạn Minh, nếu chuyện này truyền ra ngoài, quả thật rất nỗ lực phấn đấu rồi. Vương Trạch kiêu ngạo nói. Không siêu tôi chính là chủ một căn biệt thự ở đây, hâm mộ không? Tên nghèo hèn nhà anh. Bắt đầu từ ngày đầu tiên quen biết Dương Tiêu, Vương Trạch chưa từng đem Vương Tiêu đặt trong mắt, ông trước nay luôn cho rằng Dương Tiêu chỉ được cái hư danh mà thôi. Dù sao, ai lại có thể đem tên phế vật danh tiếng lẫy lừng khắp thành phố Trung Nguyên cho vào mắt chứ? Nhưng mà có ai biết được, Vương Trạch chỉ mua lại một căn biệt thự cũ, chỉ vừa thanh toán đợt đầu hơn 10 triệu nhân dân tệ mà thôi. Ông vẫn còn hơn 20 triệu nhân dân tệ tiền nợ ngân hàng phải thanh toán. Có điều, Vương Trạch dựa theo tình huống trước mắt, ông vẫn có đủ năng lực thanh toán. Dù sao Vương Trạch hiện tại cũng là bác sĩ chủ nhiệm của một bệnh viện tư nhân quý tộc tại thành phố Trung Nguyên, lại là đệ tử của thần y Liễu Giang Hà, chỉ cần dựa vào những điều này cũng có thể nâng mức lương của ông lên con số 600.000 nhân dân tệ. Bình thường cộng thêm các nhà quý tộc nhét tiền mừng. Chỉ dựa vào những điều này thôi một năm cũng thoải mái có được 1 đến 2 triệu nhân dân tệ. Dựa vào danh tiếng đệ tử của Liễu Giang Hà, Vương Trạch cũng nhận không ít việc làm thêm, đơn nhỏ thì 7-80 ngàn, đơn lớn thì 2-300 ngàn, chỉ gộp những thứ thượng vàng hạ cám này, một năm Vương Trạch kiếm được 3-4 triệu nhân dân tệ cũng không phải vấn đề gì lớn. Bác sĩ chính là một ngành nghề ăn hương khói từ kẻ khác, đặc biệt là bác sĩ chủ nhiệm của một bệnh viện quý tộc tư nhân. Nhìn khuôn mặt tràn ngập đắc ý của Vương Trạch, Dương Tiêu chỉ biết mỉm cười lắc đầu, dù sao hắn cũng chưa từng có ý đem Vương Trạch đặt vào mắt. Trong mắt Dương Tiêu, tên Vương Trạch này so với một tên ngốc tự khoe khoang cũng không có gì khác biệt. Thật ngại quá, ông chắn đường xe của tôi rồi, nếu như, anh muốn vào bên trong thì động tác nhanh một chút, đợi lát nữa tôi vẫn còn có việc phải xử lý. Dương Tiêu lúc này, cũng không muốn cùng Vương Trạch ở đây phí nước bọt. Nghe câu nói này của Dương Tiêu. Vương Trạch tức khắc nhíu mày khó chịu. Bản thân ông chắn đường xe của Dương Tiêu, lời này có ý gì chứ? Không lẽ tên tiểu tử này cũng mua một căn biệt thự ở khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh hay sao? Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Dương Tiêu chỉ là một tên quỷ nghèo nàn, nổi tiếng khắp thành phố Trung Nguyên với danh xưng ăn cơm mềm, hắn ta làm sao có đủ tiền để mua một căn biệt thự ở ven hồ Nhạn Minh? Chuyện này quả thật khôi hài. Trong ấn tượng của Vương Trạch, đường gia cùng lắm chỉ là một gia tộc hạng hai, tài sản miễn cưỡng lắm cũng chỉ hơn 100 triệu nhân dân tệ. Hơn 70% gia sản của đường gia đều dùng để đầu tư vào công ty, đường lão thái thái bên kia có lẽ cũng có 2 đến 30 triệu nhân dân tệ tiền tiết kiệm. Nhưng đường Mộc Tuyết lại không phải là cháu ruột của đường lão thái thái, tài sản của đường gia chỉ có thể do đường Hạo thừa kế, nên không có khả năng đến phiên đường Mộc Tuyết. Cũng vì vậy, theo như phân tích của Vương Trạch, Dương Tiêu đây chính là chết cũng phải giữ mặt mũi, cố ý nói những lời khích bác như vậy trước mặt mình mà thôi. Sau khi suy nghĩ thông suốt những chuyện này, Vương Trạch cười gian một tiếng, tiểu tử, bảo vệ ở nơi này người nào cũng đều là quân nhân đã xuất ngũ, thân thủ lợi hại, đợi lát nữa nếu như cậu dám tùy tiện đột nhập vào bên trong,
thì bọn họ cũng sẽ không nể tình mà đem cậu vứt ra ngoài đâu, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của Vương Trạch, Dương Tiêu chỉ gật đầu nói, những điều ông vừa nói tôi đều biết rõ, nếu như ông không bước vào thì cũng đừng chặn đường có được không? Tôi lát nữa thật sự còn có chuyện cần giải quyết. Trực giác nói cho Dương Tiêu biết, đợi lát nữa khi hắn quay về được căn biệt của mình, sau khi mở cửa số thông thoáng, có lẽ Hình Kiện cùng Lưu Vĩ cũng sẽ đến tìm tận cửa, bản thân còn phải bị hành hạ một phen. Nhìn thấy Dương Tiêu vậy mà lại dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, Vương Trạch lập tức nổi giận phừng phừng. Hừ, tiểu tử, giả vờ giả vĩnh đúng không? Đợi lát nữa đây tôi phải xem nếu như cậu không vào được, kẻ mất mặt là kẻ nào. Chuyện này cũng không làm phiền ông phải bận tâm rồi. Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Cũng vì khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh này được xếp hạng nhất trong các khu biệt thự tại thành phố Trung Nguyên, tổng cộng có 4 cánh cổng lớn, vậy cánh cổng này cũng không tính là quá lớn, mỗi một cánh cổng đều có 2 đường xe chạy, mỗi lần ra vào chỉ có thể cho 1 xe đi vào. Cũng không phải vì không có đủ vật tư để mở rộng cổng, mà chính vì điều này khiến cho việc kiểm tra xe cộ đi vào thuận lợi hơn, cũng như đảm bảo an toàn cho các chủ hộ thuê. Vương Trạch cũng không tiếp tục chần chừ, ông đẩy thanh chắn sau đó từ từ bước vào bên trong. Vương Tiên Sinh, sau khi xác nhận được thân phận của Vương Trạch, nhân viên bảo vệ liền lập tức cho người vào. Chiếc xe BMW trắng sau khi vào bên trong khu biệt thự liền dừng lại, Vương Trực cả khuôn mặt khinh bỉ nhìn Dương Tiêu đang đứng bên ngoài, nói, tiểu tử này, hiện tại tôi đã vào trong rồi, có bản lĩnh thì cậu cũng tiến vào đây. Sắc mặt Vương Trạch vô cùng kiêu ngạo. Giống như Dương Tiêu chính là một tên quê mùa không hơn không kém, không có tư cách bước vào bên trong khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh này. Đối diện với thái độ kiêu ngạo của Vương Trạch, Dương Tiêu chỉ biết lắc đầu, hắn thật sự không ngờ đến rằng tên Vương Trạch này lại có thể nhàm chán đến như vậy, nhất quyết phải so đo tính toán với hắn như vậy chứ. Tên Vương Trạch này tình tình nhỏ nhen, nhiều lần đối đầu với mình, cũng không biết lát nữa nếu như Vương Trạch biết rằng hòn đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh chính là do mình mua về. Không biết có tức chết hay không. Dương Tiên Sinh xin chào ngài, ngài không cần kiểm tra, ngài có thể trực tiếp vào bên trong. Nhân viên kiểm tra vừa nhìn thấy Dương Tiêu liền cung kính nói. Dương Tiêu lễ phép gật đầu, sau đó lái xe thẳng vào biệt thự. Cái gì, khi nhìn thấy Dương Tiêu thật sự tiến vào, Vương Trạch vốn dĩ muốn xem trò xấu mặt của Dương Tiêu, sắc mặt đột nhiên đông cứng. Ông ta còn cho rằng bản thân hoa mắt, nhưng nhìn thấy Dương Tiêu thật sự tiến vào. Vương Trạch há hốc cả miệng nói, cậu, tên phế vật nhà cậu như thế nào lại tiến được vào đây? Dương Tiêu mỉm cười lắc đầu, cũng không hề có ý tiếp tục để ý đến Vương Trạch, trực tiếp lái xe lướt ngang người Vương Trạch. Nhìn thấy Dương Tiêu không hề để ý đến mình, Vương Trạch lửa giận phừng phừng, phì. Tên vô dụng nhà cậu vậy mà lại không đem tôi đặt vào trong mắt sao? Thật đáng khinh. Sau đó, Vương Trạch tức giận chạy đến trước mặt nhân viên bảo vệ, tức giận nói, có chuyện gì vậy? Các người rốt cuộc đã làm trò gì vậy? Tại sao lại cho tên phế vật kia vào đây chứ? Nhìn khuôn mặt tức giận của Vương Trạch, nhân viên bảo vệ nhíu mày hỏi lại, Vương Tiên Sinh, tên phế vật trong lời nói của ngài không lẽ là Dương Tiên Sinh sao? Dương Tiên Sinh, Vương Trạch trong thoáng chốc kinh ngạc, ông không cách nào ngờ được thái độ của nhân viên bảo vệ đối với Dương Tiêu lại tôn kính như vậy, lập tức phẫn nộ hét lên, trừ tên phế vật Dương Tiêu ra còn người khác hay sao? Có biết rằng trách nhiệm của nhân viên bảo vệ các người chính là đảm bảo an toàn cho các chủ hộ chúng tôi, lỡ đâu tên phế vật kia nổi điên lên giết người thì phải làm như thế nào đây? Nhân viên bảo vệ nhíu mày, hoàn toàn không thể lý giải được tại sao Vương Trạch lại muốn gây phiền phức cho Dương Tiêu. Không lẽ ông không biết chủ nhân của căn biệt thự xa hoa nhất tại vị trí hòn đảo nhỏ khu vực ven hồ Nhạn Minh chính là Dương Tiêu hay sao? Thật ngại quá Vương Tiên Sinh, Dương Tiên Sinh ngài ấy có tư cách tiền vào khu biệt thự. Nhân viên bảo vệ nghiêm túc nói. Vương Trạch lúc này càng thêm tức giận, trong mắt ông nhận định, Dương Tiêu chính là một tên phế vật, căn bản không có tư cách bước vào bên trong khu biệt thự này. Hắn ta thì có tư cách gì chứ? Không lẽ hắn ta cũng là chủ hộ ở đây sao? Mau cho người đem tên tiểu tử kia đuổi ra ngoài cho tôi, chỉ cần nhìn thấy hắn tôi đã cảm thấy kinh tởm rồi. Vương Trạch căm phẫn không thôi. Nhân viên bảo vệ lại một lần nữa lên tiếng, thật ngại quá, Vương Tiên Sinh. Dương Tiên Sinh ngài ấy quả thật có tư cách bước vào. Ông không có tư cách can thiệp đến ngài ấy, càng không có quyền trục xuất Dương Tiên Sinh ra khỏi nơi này, nếu như ông đối với sự phản hồi của tôi cảm thấy không hài lòng, có thể đến phòng quản lý khiếu nại. Hòn đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh là do Dương Tiêu mua lại, nội bộ phòng ban bảo vệ bảo họ sớm đã truyền tin này đi khắp nơi.
Hơn nữa, tổng giá trị biệt thự của Dương Tiêu sau khi xây dựng lên đến con số ít nhất từ 150 triệu trở lên, cũng là sự tồn tại xa hoa nhất của khu biệt thự này. Cũng vì vậy, khi nhìn thấy Dương Tiêu, căn bản không cần kiểm định thân phận liền có thể trực tiếp bước vào bên trong, đây cũng là đặc quyền cá nhân của Dương Tiêu. Dù sao, chỉ một căn biệt thự của Dương Tiêu cũng tương đương với 4-5 căn biệt thự bình thường khác rồi. Nghe câu trả lời của nhân viên bảo vệ, Vương Trạch tức đến mức lỗ mũi thở ra khói. Hắn biết rằng nhân viên bảo vệ phải có trách nhiệm không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến chủ hộ, nhưng những người có thể mua một căn biệt thự ở đây, đại đa số đều chỉ mong muốn tận hưởng thời gian yên tĩnh, không muốn bị người khác quấy rầy, điểm này trong lòng Vương Trạch tất nhiên hiểu rõ. Có điều, trong mắt Vương Trạch Dương Tiêu chính là người không có tư cách bước vào trong. Hừ, cậu cho rằng tôi không dám đến phòng quản lý khiếu nại hay sao? Cậu vô duyên vô cớ cho người lạ tiến vào, đây là việc làm tắc trách. Đợi lát nữa tôi sẽ đi khiếu nại cậu. Vương Trạch sầu ầm mặt xuống, sau đó lên tiếng. Nhân viên bảo vệ kia vẫn vô cùng lễ phép gật đầu trả lời, Vương tiên sinh xin cứ tự nhiên. Vương Trạch tức giận nhấn ga chiếc xe BMW trắng, nhanh chóng đuổi theo hướng Dương Tiêu vừa rời đi. Ông chính là không tin Dương Tiêu có thể ở nơi này mua được một căn biệt thự, đợi một lát nữa ổng nhất định phải nhìn Dương Tiêu xấu mặt. Ở nơi này, mỗi một căn biệt thự đều là khu vực tư nhân của từng người. Nếu như không có sự cho phép từ chủ nhân, thì chỉ với việc tự ý xâm phạm vào nơi riêng tư cũng đã có thể bị phạt bởi phòng quản lý tài sản. Đợi lát nữa Dương Tiêu chỉ cần xâm nhập vào khu vực riêng tư cá nhân, nhất định sẽ có một màn kịch hay để xem. Đến mức, Vương Trạch còn hoài nghi Dương Tiêu chính là nhân viên vệ sinh ở đây. Nếu như Dương Tiêu ở nơi này làm nhân viên vệ sinh, chuyên dọn dẹp đổ rác cho các chủ hộ ở nơi này, vậy thì tất nhiên sẽ có tư cách bước vào khu biệt thự. Trong nhất thời, Vương Trạch như bừng tỉnh, đột nhiên đều hiểu ra mọi chuyện. Thông qua kính chiếu hậu, Dương Tiêu có thể thấy rõ Vương Trạch đang đuổi theo phía sau, hắn buồn bực tự lắm nhảm nói, người này rốt cuộc muốn làm gì đây? Tìm ngược đến nghiện rồi hay sao? Hả, khi nhìn theo phương hướng Dương Tiêu đang chạy đến chính là biệt thự hòn đảo nhỏ tại trung tâm ven hồ Nhạn Minh, mi mắt Vương Trạch không ngừng nháy điên cuồng. Tên này muốn làm gì đây? Không lẽ cậu ta không biết căn biệt thự tại trung tâm hòn đảo nhỏ này được một vị đại nhân vật mua lại hay sao? Nếu như dám tự tiện xông vào, phòng quản lý tài sản nhất định sẽ không buông tha cho cậu ta. Hơn nữa, theo như Vương Trạch biết, tiểu đảo tại trung tâm ven hồ vừa hoàn công cách đây không lâu, không khả năng đã có rác thải. Lại nói, rác thải đều sẽ được chủ hộ đặt trước cổng biệt thự, công nhân phụ trách xử lý rác thải cũng không có tư cách tiến vào khu vực bên trong khu vực biệt thự. Chỉ có thể hoạt động phía bên ngoài cổng biệt thự. Tên Dương Tiêu kia nhìn dáng vẻ giống như chuẩn bị lái xe hướng về phía khu biệt thự trung tâm ven hồ, tên này điên rồi sao? Vương Trạch nhấn mạnh chân ga, chạy lên ngang bằng với chiếc xe của Dương Tiêu, hạ cửa xe xuống sau đó khinh thường nói, tiểu tử này, cậu đây là muốn tìm đường chết hay sao? Có biết nơi này là chỗ ở của ai hay không mà dám tự tiện xông vào? Quy định ở khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh không lẽ cậu không hiểu hay sao? Dương Tiêu cũng hạ cửa xe xuống có chút phiền chán nói, tôi nói này chủ nhiệm Vương, ông đã gây chuyện xong chưa? Tôi về nhà một chuyến vậy mà ông cứ cắn không buông. Nếu như ông có thời gian rảnh rỗi như vậy không bằng quay về nhà xem tài liệu y học, học hành chăm chỉ, gia tăng thêm kiến thức y học của bản thân. Hừ, tôi có học hành hay không có liên quan gì đến cậu. Tiểu tử, tôi nghiêm túc cảnh cáo cậu, bớt bốc phét lại, nhanh chóng rời khỏi đây. Vương Trạch khiển trách nói. Mặc dù nghe câu nói Dương Tiêu muốn quay về nhà một chuyến, nhưng trong lòng ông đặc biệt không vui. Bốc phét ai mà không bốc phét được chứ? Dương Tiêu dù sao cũng là tên vô dụng nổi danh, giá thành xây dựng căn biệt thự ven hồ Nhạn Minh này ít nhất cũng phải lên đến con số 150 triệu trở lên. Nếu như trực tiếp giao bán, nhất định có thể đạt được giao dịch lên đến con số 200-300 triệu. Hơn nữa, Đường gia dù sao cũng chỉ là một gia tộc hạng hai, tài sản miễn cưỡng chỉ gần 100 triệu. Dù cho Đường Mộc Tuyết đem toàn bộ tài sản đổi thành tiền mặt, cũng không thể nào đủ sức mua được hòn đảo nhỏ trung tâm Nhạn Minh. Cho nên, Dương Tiêu đây chính là đang bốc phét. Xem ra ông cũng thật nhàm chán. Dương Tiêu thật sự không muốn ở nơi này tiếp tục cùng Vương Trạch tiếp tục thảo luận vấn đề này. Hắn liền đóng cửa sổ, sau đó nhấn ga tăng tốc chạy về phía tiểu đảo trung tâm, bỏ xa Vương Trạch lại phía sau. Mắt thấy Dương Tiêu không nghe lời cảnh cáo của mình, cứ tùy tiện chạy về hướng trung tâm tiểu đảo Nhạn Minh. Nháy mắt Vương Trạch không ngừng nháy điên cuồng,
ông vô cùng rõ ràng hậu quả đáng sợ khi tự tiện xâm nhập vào khu vực cá nhân. Tên tiểu tử này không lẽ là hàng trộm cắp hay sao, cho nên muốn đến trung tâm tiểu đảo Nhạn Minh trộm cắp đồ đạc ở đó hay sao? Vương Trạch đột nhiên nảy ra một suy. Đoán to gan. Tỉ mỉ suy nghĩ một lát, Vương Trạch liền nhận định Dương Tiêu chính là một tên trộm. Hòn đảo nhỏ trung tâm ven hồ giá cả bất phàm, bất kỳ món đồ nào bên trong giá trị cũng phải đến vài trăm ngàn, tên quỷ nghèo đói Dương Tiêu đến đây có thể làm gì khác nữa chứ? Ngoại trừ việc trộm cắp đồ đạc ra, Vương Trạch quả thật không có cách nào nghĩ thông suốt được Dương Tiêu thì có tư cách gì tiền vào khu biệt thự này chứ? Ánh mắt Vương Trạch lóe lên một tia sáng sắt lạnh, tên phế vật này vậy mà lại cấu kết với nhân viên bảo vệ trộm cắp tài sản của chủ hộ thuê. Được lắm, toàn bộ các người đều gây chuyện lớn rồi. Vương Trạch nhận định Dương Tiêu chính là một tên trộm, ông không chút chần chữ liền lái xe đến trung tâm đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh, nhằm ngăn cản Dương Tiêu. Khi vừa đến trước cửa biệt thự, Dương Tiêu vừa xuống xe liền có thể nhìn thấy một chiếc xe BMW trắng xông đến. Dương Tiêu cả khuôn mặt hoang mang, tên Vương Trạch này rốt cuộc muốn làm gì đây? Không biết nơi này là khu vực riêng tư hay sao? Vương Trạch nhanh chóng bước xuống xe, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Dương Tiêu, tiểu tử, không nghĩ đến cậu vậy mà lại là một tên ăn trộm, mau theo tôi ra đây. Trộm, Dương Tiêu thật sự không biết được rốt cuộc trong đầu Vương Trạch này rốt cuộc đang nghĩ thứ gì, nhân lúc tôi vẫn còn chưa tức giận. Ông tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây, nơi này không hoan nghênh ông đâu. Nhìn Dương Tiêu bày ra dáng vẻ như chủ nhân thật sự của căn biệt thự này, Vương Trạch cười khinh thường nói, tiểu tử này, cậu giả vờ cũng giống lắm. Cậu lần này tiêu đời rồi, tôi nói cho cậu biết, cậu tiêu đời rồi. Vương Trạch cả khuôn mặt đắc ý, giống như sắp có tai họa giáng xuống người Dương Tiêu vậy. Đáng chết, dám tự tiện đột nhập vào khu vực tư nhân, mau đem tên tiểu tử này lôi ra ngoài cho tôi. Chính vào giây phút này, có một nhân viên bảo vệ đang đi tuần phát hiện tình huống kỳ lạ nên nhanh chóng tức giận chạy đến. Vương Trạch không ngừng cười lớn, ông ta chỉ tay về phía Dương Tiêu gấp gáp hét lên, nhanh nhanh nhanh, nhanh trói tên phế vật này lại cho tôi, nhanh đem tên trộm này ném ra ngoài. Sau đó điều khiển Vương Trạch ngây người chính là một tốp bảo vệ sau khi đến nơi ngược lại khống chế ông ta. Các người đang làm cái gì vậy? Tống cỏ thằng nhãi kia chứ không phải là tôi. Vương Trạch không chút khách sáo nào lên tiếng. Đội trưởng đội bảo vệ tuần tra, cả khuôn mặt hoảng hốt chạy đến trước mặt Dương Tiêu cung kính nói thật vô cùng xin lỗi Dương tiên sinh, chúng tôi thật không thể ngờ được người đàn ông này lại tự tiện xâm nhập vào khu vực riêng tư của ngài. Dương tiên sinh, ngài dự tính xử lý người đàn ông này như thế nào? Cái gì? Nhìn thần sắc tôn kính của đội trưởng đội bảo vệ, Vương Trạch như sét đánh ngang tai, triệt để ngây người. Tự ý xâm nhập vào khu vực riêng tư. Chuyện này làm sao có khả năng? Tên nhóc này không phải phường trộm cắp hay sao? Hỗn đản, cả đám người hỗn đản, trong đầu các người chỉ chứa thủy ngân thôi hay sao? Vương Trạch gấp gáp hét lớn lên, tên tiểu tử này làm sao có thể là chủ hộ được chứ? Tên nhóc này rõ ràng chính là kẻ trộm, tôi tiến vào đây chính là ngăn cản hành vi trộm cắp của hắn. Tôi chính là vì đảm bảo sự an ninh cùng hài hòa của khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, cái người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Một đám nhân viên bảo vệ toàn bộ đều cạn lời, tên Vương Trạch này cũng thật biết cách bày trò. Tự tiện xông vào khu vực của người khác mà còn nói lý lẽ, ông sao không nói là bị bảo vệ sự an ninh cùng hài hòa của Thiên Phủ Chi Quốc luôn đi? Ông sao không mặc quần đỏ hóa thân thành siêu nhân đi giải cứu thế giới luôn đi? Trách nhiệm của đội tuần tra an ninh khu vực trong biệt thự chính là đảm bảo cho sự an toàn cùng tính tư nhân của các chủ hộ. Không nghĩ đến. Tên Vương Trạch này vậy mà lại không có mắt nhìn tự ý xông vào khu vực xa hoa nhất tại khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh này, đây rõ ràng không phải là có ý gây chuyện, không xem bảo vệ bọn họ ra gì hay sao. Dương Tiêu bất lực lắc đầu nói, đem người đàn ông này ra ngoài cho tôi không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây phút nào hết. Giải ra ngoài, đội trưởng đội bảo vệ không chút khách khí ra lệnh. Vương Trạch bí bách, không có chút mặt mũi nào bị người áp giải ra khỏi biệt thự trung tâm đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh. Đội trưởng đội bảo vệ lạnh giọng nói, Niệm Tình ông cũng là chủ thuê ở nơi này, hơn nữa còn là lần đầu tái phạm, chúng tôi cũng không so đo tính toán gì với ông, may mắn Dương tiên sinh người lớn rộng lượng, nếu không ông không những phải bị phạt, hơn nữa còn bị các chủ thuê khác thống nhất trục xuất ra khỏi đây. Ngã bệch ra nền đất, đôi mắt Vương Trạch như muốn nứt ra, điên cuồng hét lên, có lầm lẫn gì hay không? Tên tiểu tử kia làm sao có thể là chủ hộ nơi này? Anh đang kể chuyện cười quốc tế gì với tôi vậy? Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa,
nơi này là khu vực tư nhân của Dương tiên sinh, còn ông nhanh chóng cút đi. Đội trưởng đội bảo vệ đối với Vương Trạch không chút khách khí nào. Bị người khác vô tình vứt ra bên ngoài, Vương Trạch lửa giận bốc lên tận đầu, có đánh chết ông cũng không có cách nào tin được chủ nhân hòn đảo trung tâm tại ven hồ Nhạn Minh chính là Dương Tiêu. Lên chiếc xe BMW trắng của mình, Vương Trạch tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Tốt, tốt, tốt lắm, đội trưởng đội tuần tra các người cùng Dương Tiêu âm thầm cấu kết nhằm trộm cắp tài sản cá nhân của chủ hộ đúng không? Tôi hiện tại đến phòng quản lý tài sản kiện cáo các người cứ ở đó chờ Tiêu đời đi. Sau đó, Vương Trạch tức giận phừng phừng xông đến phòng quản lý tài sản tìm người phụ trách. Người phụ trách sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cả khuôn mặt kinh ngạc, ông ta nhìn Vương Trạch như nhìn một kẻ kém trí. Hòn đảo nhỏ trung tâm ven hồ Nhạn Minh chính là khu vực của Dương Tiêu, không có một chút vấn đề nào cả. Tất cả bọn họ đều biết rõ, mảnh đất đó do Dương Tiêu mua lại, do Lý Minh Hiên giám sát thi công, cuối cùng trên giấy tờ nhà đất thì viết tên đường Mộc Tuyết. Có thể đem một căn nhà lộng lẫy giá trị như vậy viết tên vợ mình, đây cũng là điều khiến cho những người trong phòng quản lý tài sản cảm thấy khâm phục Dương Tiêu. Không nghĩ đến, lúc này từ đâu ra nhảy ra một tên khờ, cứ không ngừng lại nhảy Dương Tiêu chính là tên ăn trộm. Bảo vệ các người đã cấu kết với Dương Tiêu, hiện tại phòng quản lý tài sản các người còn không nhanh chóng ra tay xử lý. Đợi đến lúc chủ hộ xảy ra mất mát, các người có thể gánh chịu được trách nhiệm hay không? Vương Trạch lòng đầy căm phẫn hét lên. Người phụ trách phòng quản lý tài sản xoa dịu cảm xúc kích động của Vương Trạch sau đó nói, Vương tiên sinh, chuyện này tôi đã nghe hiểu rõ ràng. Tôi quả thật không muốn đả kích ông, nhưng cũng không thể không nói cho. Ông biết rằng, Dương Tiêu tiên sinh quả thật chính là chủ nhân của hòn đảo nhỏ trung tâm ven hồ Nhạn Minh, nếu như ông còn tiếp tục gây chuyện vô lý hoặc quấy rối đến Dương tiên sinh, vậy thì đừng trách phòng quản lý tài sản chúng tôi không khách khí. Thái độ người này vô cùng nghiêm túc, không hề có chút ý đùa giỡn. Dương Tiêu quả thật chính là chủ nhân hòn đảo nhỏ trung tâm ven hồ Nhạn Minh hay sao? Bùm! Những lời này được thốt ra từ miệng của người phụ trách quản lý tài sản, chẳng khác nào một đạo sấm sét hung hăng đánh lên đầu Vương Trạch, đánh Vương Trạch đến mức ngoài khét trong mềm. Tên phế vật kia chính là chủ nhân của hòn đảo nhỏ. Ánh mắt Vương Trạch đờ đẫn, tự lẩm nhẩm nói chuyện. Ông chỉ cảm giác bản thân như đang nằm mo, lấy tay nhéo mạnh lên cánh tay của mình. Một cỗ đau đớn dâng lên khiến ông lập tức khôi phục tinh thần. Người phụ trách phòng quản lý tài sản nói, không sai, Dương tiên sinh chính là chủ nhà hòn đảo nhỏ, nếu như Vương tiên sinh không còn bất kỳ chuyện gì khác. Vậy mời ông ra về. Chuyện này làm sao có thể? Tên tiểu tử kia không phải là tên vô dụng phế vật chỉ biết ăn bám hay sao? Vương Trạch khó lòng tin tưởng được. Nhưng nếu như người phụ trách phòng quản lý tài sản đã nói như vậy, căn bản không thể nào là giả được. Ngay giây phút này, Vương Trạch chỉ cảm thấy mọi chuyện đều trở nên hỗn loạn, mèo hiện tại còn có thể làm phù dâu cho chuột. Một tên phế vật vậy mà lại có đủ sức mua một mảnh đất trị giá trên cả hàng trăm nhân dân tệ, còn có thể xây được cả một căn biệt thự. Chuyện này không phải đang tự nói đùa với bản thân hay sao? Nghĩ đến hành động bản thân vừa chống đối với Dương Tiêu, Vương Trạch chỉ cảm thấy một bàn tay vô hình hung hăng tát lên khuôn mặt của ông. Vương Trạch hồn bay phách lạc quay về biệt thự của mình, khi ông nằm dài trên ghế sofa, cả người giống như chịu phải trăm ngàn cú đả kích, cả người đều cảm thấy không khỏe. Dương Tiêu sau khi mở toàn bộ cửa sổ cho thông thoáng, lúc này một nhân viên bảo vệ gấp gáp chạy đến tìm Dương Tiêu nói, Dương tiên sinh, Cục trưởng Hình, Cục trưởng Bộ Công an cùng Cục trưởng Lưu, Cục trưởng Cục bảo vệ môi trường muốn gặp ngài, ngài có muốn cho bọn họ vào không? Khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh đối với sự an toàn cùng riêng tư của các chủ hộ đều cực kỳ bảo đảm, dù cho là bất kỳ đại nhân vật nào muốn tiến vào cũng phải tiến hành điều tra. Trừ phi chủ hộ làm chuyện bất hợp pháp, cảnh sát đến thi hành công vụ thì bọn họ mới không có quyền ngăn cản. Dương Tiêu sớm biết hai người này sẽ đến tìm mình, liền lịch sự nói, không cần, tôi hiện tại ra ngoài gặp hai người bọn họ. Dương Tiêu lập tức lái xe đến trước cổng chính. Khi nhìn thấy Dương Tiêu, Hình Kiến gấp gáp nói, ôi trời ơi, Dương tiên sinh thật là vô cùng xin lỗi ngài, vừa rồi cũng là do tôi đường đột, quả nhiên không ngoài dự đoán của ngoài, phụ thân tôi lại bất tỉnh, hơn nữa Thái Khôn Thái tiên sinh cũng không thể làm được gì khác, hiện tại chỉ có thể đến nhờ vậy ngài. Hình Kiện là anh em tốt với Lưu Vĩ lúc này cũng vội vàng nói thêm vào, Dương tiên sinh, chúng tôi vô cùng có thành ý mong ngài ra tay cứu chữa. Dương Tiêu trực tiếp nói, mặc dù nghề nghiệp của tôi không phải là bác sĩ, nhưng ít nhất cũng được xem như là một nửa bác sĩ,
tôi nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Cục trưởng Hình, ông nhanh chóng cho người chuẩn bị máu chó mực cùng một chút rượu gạo nếp. Lát nữa tôi cần dùng đến, máu chó mực chỉ cần một lượng vừa đủ một ống tiêm nhỏ là được. Dương Tiêu không thể không cường điệu, nhấn mạnh chuyện này, hắn chính là sợ rằng Hình Kiện sẽ giết chết cả một con chó mực. Chó dù sao cũng là bạn bè tốt với loài người, Dương Tiêu không muốn sát sinh. Được, Hình Kiện mặc dù kinh ngạc, nhưng vì cứu phụ thân của ông, Hình Kiện cũng không hỏi quá nhiều. Sau khi cả ba quay về lại biệt thự Hình gia, máu chó mực cùng rượu gạo nếp đã được chuẩn bị đầy đủ. Thái Khôn nhìn thấy Dương Tiêu đã quay trở lại, đứng thẳng người sắc mặt châm chọc, hắn chính là không tin Dương Tiêu này có năng lực xoay chuyển tình huống. Đem máu chó mực cho tôi, Dương Tiêu sắc mặt nghiêm túc nói. Nhanh, Hình Kiện hét lên. Một người hầu nhanh tay lẹ chân đưa một ống tiêm máu chó mực đến cho Dương Tiêu. Dương Tiêu từ trong túi lấy ra hai tờ khăn giấy, sau đó lấy máu chó mực thấm ướt hai tờ khăn giấy này. Cuối cùng dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, Dương Tiêu liền đem tờ khăn giấy thấm máu này đặt lên trên trán của Hình lão gia. Nhìn thấy tình cảnh này, Thái Khôn sắc mặt đại biến, cả khuôn mặt đều lập tức thay đổi nói, lang băm. Đúng là lang băm mài, làm gì có chuyện lấy máu chó mực ra cứu người chứ? Không ngoài dự đoán của tôi, tên tiểu tử này quả nhiên chính là tên lừa gạt giang hồ. Cục trưởng Hình, nhanh, mau bắt tên giang hồ lừa gạt này lại. Sau đó, chính vào giây phút này, một điều bất ngờ liền xảy ra. Lúc này có một vệt sương mù nhảy ra từ vầng trán của Hình lão gia, nếu như không dùng mắt thường tỉ mỉ quan sát, căn bản khó lòng phát hiện ra được. Ngay giây phút vệt sương mù đen nhảy ra, Dương Tiêu không chút chần chừ liền lấy rượu gạo nếp rải trên nền nhà. Nhận thức được không cách nào thoát ra ngoài, vệt sương mù đen không cách nào khác chỉ đành quay lại bức tranh ố vàng treo trên tường. Dương Tiêu tháp giọng nói, các vị, mau lùi ra ngoài cửa. Nhanh, 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 Lưu Vĩ Hồi thúc nói. Vừa rồi ba người bọn họ đều không nhìn thấy vệt sương mù đen kia, nhưng từ thần sắc nghiêm trọng của Dương Tiêu cũng không khó mà nhận ra được, Dương Tiêu không hề có ý nói đùa. Thái Khôn khuôn mặt cười lạnh nhạt nói, cục trưởng Hình này, tên tiểu tử này chính là đang khinh nhờn thân thể của Hình lão gia, mau phái người đến bắt tên tiểu tử này lại. Trong mắt Thái Khôn, Dương Tiêu cùng lắm chỉ là một tên lừa bịp giang hồ. Máu chó mực, rượu gạo nếp, những thứ này không phải đều là những thứ mê tín dị đoan hay sao? Không lẽ máu chó mực còn có thể trị bệnh cứu người hay sao? Đây rõ ràng chính là trò đùa lớn nhất thiên hạ. Hình Kiện do dự vài giây, ông vẫn lựa chọn tin tưởng Dương Tiêu, sau đó kéo Thái Khôn lập tức rời khỏi căn phòng. Chính vào ngay giây phút này, Hình Kiện chỉ có thể biến ngựa chết thành ngựa sống mà thôi. Không còn cách nào khác. Thái Khôn hiện tại không có cách nào điều trị được cho phụ thân của ông cũng không thể trơ mắt ra nhìn phụ thân của mình cưỡi hạc về trời Tây được. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi căn phòng, Dương Tiêu cười lạnh một tiếng, đồ tai họa này còn dám gây hại lên người khác. Thật là biết tìm đường chết. Dương Tiêu có thể nhìn thấy rõ ràng, vệt sương mù đen kia đang ẩn nấp trong bức tranh cũ kỹ ố vàng, sắc mặt méo mó hung dữ nhìn Dương Tiêu. Nhiều năm về trước Dương Tiêu chấp hành rất nhiều nhiệm vụ. Gần như đã đi qua khắp các vùng đất trên thế giới, cũng đã nhìn thấy qua vô số điều kỳ lạ. Điều quan trọng nhất chính là Dương Tiêu có một cặp mắt mà người bình thường không hề có được, hắn có thể nhìn thấy bất kỳ những thứ không sạch sẽ trên thế gian này. Trong cuộc sống có một điều thường thức như thế này, chính là những đứa trẻ khi vừa mới sinh ra đều có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, chó trong đêm tối không ngừng gào rú, cũng chính vì nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, nên dùng tiếng hú của mình để xua đuổi những thứ đó. Trẻ con nếu như chịu phải sợ hãi, đêm khuya ôm nó ngồi trước cổng lớn rồi gọi thật to tên của nó, thì linh hồn của nó có thể được tìm về lại. Mặc dù những điều này không có bất kỳ chứng cứ khoa học nào, nhưng có cũng thể xác định được, những chuyện này không phải hoàn toàn là vô căn cứ. Trên thế giới này quả thật có những thứ dơ bẩn, chỉ là có nhiều thứ không có cách nào dùng khoa học để giải thích mà thôi. Trẻ con sau khi hiểu chuyện, đa số đều không có cách nào nhìn thấy những thứ dơ bẩn đó được nữa. Nhưng Dương Tiêu ngược lại hoàn toàn trái ngược, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy những thứ dơ bẩn, đôi mắt này được xưng tụng là trúc long chỉ nhãn, trước đây cũng nhờ vào đôi mắt này mà giúp hắn giải quyết không ít phiền phức trong quá trình thi hành nhiệm vụ. Dương Tiêu không chút chần chừ, lập tức tạ rượu gạo ném lên bức tranh chữ cũ kỹ kia, lúc này vệt sương mù đen liền phát ra tiếng hét ghê hơn, thân thể giống như bị thiêu đốt, nhanh chóng tan thành mây khói. Chỉ là một vật hung tà nhỏ nhoi cũng dám xuất hiện gây hại cho người khác. Thật là không biết sống chết. Dương Tiêu bình tĩnh tự nhiên nói.
Những thứ hắn từng nhìn thấy trước đây, so với thứ đồ dơ bẩn này còn lợi hại hơn, thứ đồ vật dơ bẩn này cũng không có bao nhiêu năng lực, Dương Tiêu liền nhẹ nhàng vươn tay bóp nó làm thành cho bụi. Mặc dù tiếng hét chói tai vừa rồi có chút mơ hồ, nhưng Lưu Vĩ, Hình Kiện, Thái Khôn đang đứng bên ngoài vẫn nghe rõ ràng. Cả ba người đều sợ hãi đến toàn thân run rẩy, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, đây căn bản không phải là âm thanh do người phát ra được. Kế tiếp, Dương Tiêu liền lấy hai tấm khăn giấy thấm đẫm máu chó mực trên trán Hình lão ra xuống, sau đó lau chùi sạch sẽ cho ông, Dương Tiêu lúc này mới bước ra ngoài. Nhìn thấy Dương Tiêu bước ra ngoài, Hình Kiện nhanh như tên bắn lao đến trước mặt Dương Tiêu gấp gáp nói, Dương tiên sinh, như thế nào rồi? Phụ thân của tôi như, thế nào rồi? Dương Tiêu cười nhạt nói, Hình lão gia hiện tại đã bình an vô sự, qua vài phút nữa ông ấy tự khắc sẽ tỉnh lại. Cục trưởng Hình, ông nên nhanh chóng sắp xếp người chuẩn bị khăn lông nóng lau chùi sạch sẽ cho Hình lão gia đi. Được, tốt lắm, rất tốt. Nghe câu nói này của Dương Tiêu, Hình Kiện giống như ăn được định tâm hoàn, vui mừng khắp khỏi nói. Ánh mắt Thái Khôn lóe lên sự khinh thường nói, ăn nói bậy bạ. Tôi chính là không tin anh thật có năng lực xoay chuyển tình huống. Dương Tiêu căn bản không có ý so đo gì với Thái Khôn, nếu như vẫn không tin, thì anh có thể đến kiểm tra cho Hình lão rồ. Hừ, chờ lát nữa đây tôi sẽ vạch trần lời nói dối của anh. Thái Khôn tức giận không ngừng. Trong mắt của hắn, Dương Tiêu chính là một tên lừa gạt giang hồ không hơn không kém, căn bản không hiểu về y thuật. Những việc vừa làm chính là đang giả thần giả quỷ. Hắn chính là muốn Dương Tiêu hôm nay không cách nào bước xuống được, phải cho mặt mũi Dương Tiêu quét đầy đất. Vừa rồi hắn cũng đã nắm rõ bệnh tình của Hình lão gia, đến hắn còn chưa từng nghe qua căn bệnh hiểm ác như vậy, thì hắn cũng không tin Dương Tiêu có thể trị khỏi bệnh cho Hình lão gia. Tất nhiên, Thái Khôn cũng hiểu rõ một điều chính là nếu như Dương Tiêu hôm nay quả thật trị khỏi bệnh cho Hình lão gia, vậy thì danh tiếng của hắn sẽ kém đến mức nào. Đường đường là người của Long Lân Các vậy mà đối diện với căn bệnh hiểm ác này lại bó tay không có biện pháp gì, cuối cùng lại do một tên giang hồ lừa bịp giành lấy hào quang, chuyện này nếu nói ra khiến bản thân mất mặt mà thôi. Lưu Vĩ có chút không xác định liền hỏi lại, Dương tiên sinh, Hình lão gia thật sự không có chuyện gì sao? Dương Tiêu cười nhạt nói, cục trưởng Lưu xin cứ yên tâm, chỉ cần trải qua vài phút nữa thôi thì Hình lão gia sẽ tỉnh lại. Vậy thì tốt. Nhìn dáng vẻ tự tin đường hoàng của Dương Tiêu, tinh thần căng thẳng lúc này của Lưu Vĩ cuối cùng mới buông lỏng xuống. Lúc này, Hình Kiện cũng đã mang khăn lông cùng nước ấm bước đến. Nhìn thấy Thái Khôn đang kiểm tra cho phụ thân của mình, ông liền hỏi, Thái tiên sinh, phụ thân của tôi như thế nào rồi? Hừ, thật kỳ lạ, Thái Khôn sau khi tỉ mỉ kiểm tra một phen, sắc mặt dần dần trầm xuống, vừa rồi khi tôi kiểm tra cho Hình lão gia, hô hấp cùng mạch tượng của Hình lão gia đều vô cùng yếu ớt. Như thế nào đột nhiên bên trong của Hình lão gia lại tràn đầy sức sống như vậy? Giây phút này, sắc mặt Thái Khôn triệt để thay đổi, ánh mắt hắn khi nhìn Dương Tiêu cũng giống như nhìn thấy. Ma quỷ! Không lẽ thật sự do công dụng của máu chó mực hay sao? Không có khả năng đó. Tên tiểu tử này căn bản không có chút tài năng hay kiến thức nào. Khẳng định là do bệnh tình của Hình lão gia diễn biến vô thường, lát nữa đây nói không chừng bệnh tình của ông trở nên nghiêm trọng hơn thì sao? Nhìn biểu cảm khó lòng phán đoán của Thái Khôn, Hình Kiến một lần nữa căng thẳng hỏi, Thái tiên sinh, phụ thân của tôi đã bình phục hay chưa? Đối diện với chất vấn của Hình Kiến, Thái Khôn không thể không căng ra đầu mà nói, dựa theo tình hình sức khỏe hiện tại của Hình lão gia, quả thật không có gì bất thường so với người bình thường, nhưng cá nhân tôi cho rằng đây là một căn bệnh diễn biến phức tạp, cho nên bệnh tình của Hình lão gia mới lúc tốt lúc xấu, lát nữa vẫn nên chờ xem Hình lão gia có thật sự tỉnh lại hay không. Thái Khôn lúc này có đánh chết cũng sẽ không thừa nhận Dương Tiêu quả thật có kiến thức về mặt này. Hắn dù sao cũng là người đến từ Long Lân Các, học viện y học lớn nhất Thiên Phủ Chi Quốc, nếu như thừa nhận Dương Tiêu tài năng hơn hắn, chuyện này khiến cho mặt mũi của hắn còn biết để đâu. Nhìn dáng vẻ chưa đến Hoàng Hà chưa chịu chết tâm của Thái Khôn, Dương Tiêu chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Hắn trước đây đã từng cùng các chủ của Long Lân Các có qua lại với nhau, tính cách của bất kỳ ai ở Long Lân Các đều vô cùng cao ngạo. Vịt chết rồi mà vẫn cứng miệng, tính cách vô cùng khó ưa. Dương Tiêu nhớ rõ rằng các chủ của Long Lân Các đã từng bại trong tay hắn, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ tức giận đến thất khiếu bốc khói của người đàn ông đó, Dương Tiêu nhịn không được bật cười. Anh đang cười cái gì? Thái Khôn đột nhiên nổi giận, hắn cho rằng Dương Tiêu đang châm chọc khiêu khích mình. Dương Tiêu lạnh nhạt nói, không cười gì cả, sự việc đã đến nước này,
chỉ dựa vào y thuật của anh cũng có thể nhìn ra được sức khỏe của Hình lão gia đã khôi phục lại như bình thường, vậy tại sao anh lại không thừa nhận? Thái Khôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Dương Tiêu, châm chọc vài câu nói, hừ. Muốn có được sự thừa nhận của tôi, trừ khi nào Hình lão gia hiện tại thức dậy, anh là tên chuyên lừa bịp trên giang hồ, xem tôi làm cách nào vạch trần được lớp mặt nạ giả vờ của anh. Khụ khụ, câu nói này của Thái Khôn vừa dứt lời, đột nhiên trong không gian vang lên một trận ho khan, chỉ nhìn thấy Hình lão gia từ từ mở đôi mắt già nua của mình. Cái gì? Nhìn Hình lão gia đột nhiên tỉnh dậy, ánh mắt Thái Khôn có chút ngây dại, toàn thân trong nhát thời như hóa đá. Hắn chỉ biết há hốc mồm miệng nhìn Hình lão gia đang từ từ tỉnh lại, hai mắt tối sờ hoằm, suýt chút nữa ngất xỉu. Tôi nói này Hình lão gia, ông có cần phải đánh vào mặt tôi như thế không? Thái Khôn chỉ cảm giác như có một bàn tay vô hình hung hăng tát thẳng lên khuôn mặt hắn, khiến cho trong lòng Thái Khôn không có chút tư vị nào. Tỉnh rồi, phụ thân, ngày cuối cùng cũng không sao rồi. Hình Kiện cả khuôn mặt hồ hởi nói. Hình lão gia vươn người bước xuống giường, vận động nhẹ nhàng một chút, không hề cảm thấy bất kỳ điều gì bất thường, ông liền kinh ngạc thốt lên, tốt rồi, ông già tôi thật sự đã khỏe trở lại rồi. Thái Khôn lúc này làm sao cam tâm được, sắc mặt trầm trọng nhìn Hình lão gia nói, vậy thì Hình lão gia, vui lòng cho tôi bắt mạch cho ngài một lần nữa vậy. Hình lão gia không hề từ chối, sau khi bắt mạch cho Hình lão gia, Thái Khôn buồn bực đến mức muốn phun máu. Lần này, hắn triệt để không còn gì để nói, thân thể bên trong Hình lão gia căng tràn sức sống, không hề bất kỳ điều gì kỳ lạ. Thái tiên sinh, hiện tại anh có còn gì để nói hay không? Dương Tiêu hứng thú nói. Thái Khôn không phục liền nói, chờ thêm vài phút nữa hay bàn tiếp, vừa rồi tôi cũng đã cứu Hình lão gia tỉnh lại đó thôi, nhưng Hình lão gia không phải vừa tỉnh được mấy phút lại lâm vào tình trạng hôn mê hay sao? Được, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục chờ vậy. Dương Tiêu gật đầu nói. Tên Thái Khôn này vậy mà đem Dương Tiêu hắn trở thành tên lừa chuyên lừa gạt người khác trên giang hồ, điểm này quả thực có chút sỉ nhục người khác. Trên thực tế, Dương Tiêu cũng không hề để ý đến những chuyện này, chủ yếu chính là Thái Khôn là người đến từ Long Lân Các, vậy thì hắn nhất định phải dạy cho Thái Khôn một bài học. Cũng không phải vì Dương Tiêu muốn gây khó dễ cho Thái Khôn nhưng Long Lân Các được xưng tụng là học viện y học lớn mạnh nhất thiên phủ chi quốc. Người trong đó toàn bộ đều là các anh tài bác học tài năng nhất trong giới y học, nếu như kẻ nào cũng giống với Thái Khôn, vậy thì mọi chuyện còn đến đâu được chứ? Hơn 10 phút trôi qua, Hình lão gia lúc này liền chủ động lên tiếng, ông già này cảm thấy đã không còn bất kỳ vấn đề nào cả, chuyện này tự bản thân tôi có thể cảm nhận được. Vừa rồi khi tôi vừa tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi không sức lực, chưa được bao lâu liền hôn mê. Lần này lại không có cảm giác như vừa rồi, tiểu thần y này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Hình Kiện cùng Lưu Vĩ đều nhìn về phía Dương Tiêu, vô cùng tò mò Dương Tiêu đã làm điều đó như thế nào. Hừ, Thái Khôn sắc mặt khó coi, nhưng hắn cũng muốn biết Hình lão gia rốt cuộc đã mắc căn bệnh gì. Dương Tiêu cười nhạt nói, khi tôi vừa bước vào cũng đã có nói qua, Hình lão gia không có bệnh. Tất cả mọi người liền lập tức tập trung toàn bộ tinh di. Sắc quyền VIP vì bạn mà bỏ quảng cáo nếu như không phải bệnh vậy có thể là gì? Dưới sự chăm chú quan sát của tất cả mọi người, Dương Tiêu chậm chạp nói, Hình lão gia là bị chúng ta. Cái gì? Chúng ta sao? Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt lập tức thay đổi. Cảm xúc Thái Khôn là kích động nhất, hắn phẫn nộ nói, thả dám. Toàn là những lời hồ đồ, cái gì mà chúng ta hay không chúng ta? Hiện tại là thời đại nào rồi? Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu nhất định phải nói rõ mọi chuyện ra đây, nếu không, chuyện của chúng ta không chấm dứt dễ dàng vậy đâu. Giống như việc dùng lý do chúng ta để giải thích tình hình bệnh của Hình lão gia chính là một sự sỉ nhục lớn nhất đối với giới y học. Tiểu thần y, lão đây chúng ta hay sao? Chuyện này, Hình lão gia lúc này cả đầu cũng toàn mây mù. Hình Kiến cùng Lưu Vĩ, từ đầu đến cuối cả khuôn mặt không rõ nhìn về phía Dương Tiêu. Bọn họ cũng muốn từ Dương Tiêu có được đáp án cuối cùng. Dương Tiêu chỉ tay về hướng bức tranh chữ ố vàng nói, Hình lão gia, nếu như tôi đoán không sai, trước đây thân thể của ông rất mạnh khỏe, không hề có bất kỳ căn bệnh nào, nhưng từ khi đặt bức tranh vẽ này vào trong phòng, thì sức khỏe của ông càng ngày càng kém, cho đến hôm nay trực tiếp rơi vào tình huống hôn mê, có đúng không? Hình lão gia tỉ mỉ suy nghĩ một lát, giống như quả thật có chuyện như vậy. Từ khi ông từ chỗ bán đấu giá mua được bức tranh vẽ này trở về thì thân thể của ông càng ngày càng kém.
Dương tiên sinh, bệnh tình của phụ thân tôi có liên quan gì đến bức tranh vẽ này sao? Hình kiện tò mò hỏi. Dương Tiêu mỉm cười gật đầu sau đó giải thích, không phải không có quan hệ gì. Chính là do bức tranh vẽ này khiến cho hình lão gia lâm vào trạng thái hôn mê, nếu như không phải kịp thời phát hiện, e rằng đến lúc đó cả hình gia đều mất mạng liên tiếp. Thái Khôn nghe xong, mỉm cười khinh bỉ nói chuyện giật gân, đúng là nói chuyện giật gân. Cục trưởng hình, mau nhanh chóng đem bắt tên tiểu tử này lại, những lời từ miệng tên nhóc này không có một câu nói thật lòng nào. Dương Tiêu ngó lơ Thái Khôn sau đó nhìn về phía hình lão gia sau đó nói, hình lão gia, tôi hỏi ông chuyện này, bức tranh chữ này có phải là ông gần đây mới mua về hay không? Người bán có nói với ông rằng bức tranh vẽ này gần đây được lấy ra từ mộ cổ hay không? Trên khuôn mặt của hình lão gia tràn ngập kinh ngạc, Dương Tiêu vậy mà lại biết rõ chuyện này như vậy. Không sai, bức tranh này giá trị bất phàm, nhưng ông lại mua lại với giá thấp, người bán cũng đã từng nói qua bức tranh chữ này vừa lấy từ cổ mộ cho nên mới rẻ tiền như vậy. Tiểu thần y, cậu làm sao biết được? Hình lão gia trừng mắt há hốc mồm nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu tiếp tục nói, vậy thì không sai rồi, theo như tất cả mọi người đều biết, trong cổ mộ đều có vô số những đồ vật không sạch sẽ. Người tiền vào cổ mộ rất dễ bị chúng ta, vừa rồi hình lão gia chính là bị những thứ không sạch sẽ nhập vào người, máu chó mực cùng rượu gạo nếp chính là có tác dụng trấn tà, những thứ này không phải là nói chuyện giật gân. Dương Tiêu cố tình nhân mạnh câu nói cuối cùng, điều này càng khiến cho sắc mặt của Thái Khôn càng thêm khó coi. Hắn thật sự không ngờ rằng Dương Tiêu lại nói ra lý do thoái thác như vậy. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Thái Khôn vẫn phải thừa nhận. Trên thế giới này quả thật có quá nhiều thứ không có cách nào giải thích rõ ràng được. Giống như bệnh AIDS, nhân loại đến hiện tại vẫn chưa tìm ra được phương pháp trị triệt để căn bệnh này. Trước đây bọn họ cũng đã gặp qua loại chuyện như vậy, chính là một ông lão sau khi xuống cổ mộ liền đột nhiên nổi điên, đối diện với tình huống này, khiến cho toàn bộ Long Lân Các đều bó tay không cách chữa trị. Hình kiện cùng Lưu Vĩ cả hai người đều như đột nhiên bừng tỉnh, thì ra chuyện chính là như vậy. Mặc dù những lời Dương Tiêu nói đều vô cùng huyền học, nhưng bọn họ thật sự tin rằng trên thế giới này thật sự có những thứ không sạch sẽ. Giống như người chỉ cần làm chuyện xấu, sớm muộn gì cũng phải gặp báo ứng. Dương Tiêu tiếp tục nói, thứ đồ vật dơ bẩn này hại người, hình lão gia tuổi tác đã lớn, càng dễ bị nhập vào thân, thứ này sẽ từ từ hấp thu sinh khí trong người, càng ngày càng lớn mạnh, không ngừng hãm hại người nhà hình gia, cuối cùng sẽ dẫn đến việc toàn bộ người nhà hình gia mất mạng. Sau đó thứ này sẽ đi gây hại cho những người khác. Sau đó nghe xong, hình kiện mò hôi đầm đìa, tự cảm thấy may mắn bản thân đã gặp được Dương Tiêu, nếu không, hình ra bọn họ thật sự gặp phải rắc rối lớn rồi. Ông cũng biết rằng có nhiều công trình khi khởi công, các nhà thầu xây dựng sẽ mời các bậc thầy phong thủy đến để kiểm tra phong thủy, những điều này đều có chứng cứ. Giống như việc coi tử vi, có rất nhiều người đều bán tín bán nghi. Nhưng có thể khẳng định được một điều, có đôi khi người ta xem tử vi cũng rất chính xác, đến mức bạn không có cách nào phản bác được. Tất nhiên, các bậc thầy phong thủy, bậc thầy tử vi chân chính càng ngày càng ít, đầu đường xó chợ toàn là kẻ lừa gạt, căn bản không cách nào tin tưởng được. Ăn nói bậy bại, Thái Khôn thật sự vẫn chưa gặp qua những chuyện này, hắn vẫn cho rằng Dương Tiêu chính là đang ăn nói bậy bạ. Dương Tiêu mỉm cười lắc đầu, hắn cũng lười không muốn phí lời với Thái Khôn, hình lão gia dù sao cũng đã khỏi bệnh. Dương Tiêu cũng không cần phải ở lại nơi này, cục trưởng hình, tôi vẫn còn có chuyện phải làm nên đi trước đây. Dương Tiêu từng cứu mạng phụ thân hắn, hình kiện lập tức lấy ra tờ chỉ phiếu 5 triệu nhân dân tệ đưa cho Dương Tiêu, Dương tiên sinh, đây chỉ là một chút thành ý của tôi. Nhìn thấy hình kiện đưa cho Dương Tiêu 5 triệu nhân dân tệ, nghĩ đến vừa rồi ông ta chỉ đưa cho mình 2 triệu nhân dân tệ, Thái Khôn phẫn nộ đến mức muốn phun máu. Cũng là người, tại sao lại có cách biệt như vậy? Dương Tiêu lắc tay từ chối nói, tôi khám bệnh cũng vì nhìn thấy cục trưởng hình ông hiệu thuận chứ không phải vì tiền, nếu như thật sự muốn đưa vậy thì ông cứ đem quyên tặng cho người khác, xem như làm một việc thiện. Sau khi nói xong câu nói này, Dương Tiêu cũng không lưu lại, trực tiếp bước ra khỏi hình phủ. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Dương Tiêu, tất cả mọi người đều dâng lên một sự kính phục. Chỉ có bác sĩ như vậy mới thật sự là tế thế độ người, chỉ có người bác sĩ như vậy mới thật sự là nhân tài kiệt xuất. Thái Khôn sắc mặt trầm trọng, giống như sắp chảy xệ, Dương Tiêu nếu như không nhận tiền, vậy rõ ràng chính là trong vô hình hung hăng tát một cú đánh lên mặt hắn. Giả vờ cái gì mà giả vờ? Thái Khôn tức giận đến xanh cả mặt. Bản thân xuất thân từ Long Lân Các,
vậy mà lại bại dưới tay một tên lừa gạt giang hồ, thật sự là châm chọc mà. Có điều, Thái Khôn đối với những lời này của Dương Tiêu vẫn bán tín bán nghi, hắn liền lấy điện thoại gọi cho các chủ của Long Lân Các, mục đích chính là xác định lại những lời Dương Tiêu nói có phải là thật hay không. Các chủ Long Lân Các sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Thái Khôn, sau khi nghe xong, giọng nói có chút kinh ngạc, cái gì? Người đó tên là Dương Tiêu, cậu chắc chứ, có phải chiều cao khoảng 1m7, 1m8, thân thể có chút gầy gò, trên tay phải còn có một vết sẹo. Thái Khôn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hình như thật sự là như, vậy. Vừa rồi hắn cũng có chú ý đến, trên tay phải của Dương Tiêu quả thật có một vết thương mờ. Các chủ, ngài làm sao biết được? Thái Khôn kinh ngạc nói. Không lẽ tên tiểu tử này còn có thân phận đặc biệt nào? Hay sao? Sau khi xác định rõ ràng, các chủ Long Lân Các tháp giọng nói, tên tiểu tử này biến mất 5 năm rồi, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi sao? Tôi vậy mà lại đợi cậu cả 5 năm rồi đó Dương Tiêu, cậu xem như cũng xuất hiện rồi. Thái Khôn, ta cảnh cáo cậu, sau này không được đối đầu với người này, nếu như phải đối đầu nhất định phải xin người này nương tay. Khụ, lời này khiến cho Thái Khôn cả người đều đờ đẫn. Hắn vốn dĩ chỉ muốn xác định thử những điều Dương Tiêu nói rốt cuộc có phải là sự thật hay không, nhưng không ngờ đến các chủ vậy mà lại dặn dò với hắn sau này không được đắc tội đến Dương Tiêu, còn phải giúp đỡ Dương Tiêu, không cần phải cầu huyết như vậy chứ. Nhớ kỹ, người này không thể đắc tội được, các chủ Long Lân Các nghiêm trọng dặn dò. Thái Khôn cảm thấy kinh ngạc bội phần, các chủ, chuyện này rốt cuộc là tại sao? Tên tiểu này không lẽ có thân phận gì hay sao? Đầu dây bên kia chợt im lặng hồi lâu, các chủ Long Lân Các thấp giọng nói, thân phận khác của người này, ta trước mắt không cách nào tiết lộ với cậu, hiện tại tôi chỉ có thể nói rằng, người đó chính là Dương Thánh Thủ nổi danh. Cái gì? Dương Thánh Thủ? Lời này vừa nói ra, ánh mắt Thái Khôn trong giây lát có chút đờ đẫn, cằm cũng há hóc thành hình chữ O. Lúc này, trong lòng Thái Khôn không ngừng dâng lên từng trận sóng vỗ, hắn như thế nào cũng không ngờ được Dương Tiêu vậy mà lại có thân phận khác như vậy. Dương Thánh Thủ, tên gọi Dương Tiêu, một thân y học đã đạt đến đỉnh cao trong giới, tuổi còn trẻ nhưng đã chinh phục được các danh y tài năng trong giới y học của Thiên Phủ Chỉ Quốc, đến cả các chủ của Long Lân Các cũng đã từng bại dưới tay của Dương Tiêu, danh tiếng vang dội khắp trên thế giới. Khả năng y khoa của người này cao thâm khó đoán, và anh ấy đã được trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự về y học của khoa y của Đại học Harvard, và trở thành giáo sư trẻ nhất của Học viện Y khoa Harvard trong lịch sử thế giới và đã gây chấn động trên toàn thế giới. Điều đáng tiếc chính là, Dương Thánh Thủ sống quá khiêm tốn, rất ít xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hơn nữa, Dương Thánh Thủ chính là thần tượng trong lòng Thái Khôn, trong trái tim hắn Dương Thánh Thủ không khác gì so với thần minh. Đáng chết, tôi vậy mà lại mạo phạm đến Dương Thánh Thủ. Sau khi biết rõ thân phận của Dương Tiêu, trên khuôn mặt Thái Khôn tràn ngập ăn năn hồi hận. Bản thân vậy mà lại khinh nhờn đến uy nghiêm của thần tượng, đây cũng là điều mà Thái Khôn không ngờ đến nhất. Hắn hiện tại vô cùng muốn đuổi theo Dương Tiêu, chỉ đáng tiếc Dương Tiêu sớm đã rời khỏi. Dương Tiêu căn bản không biết rằng thân phận của bản thân đã mang đến cho Thái Khôn chấn động lớn đến đâu. Trên thực tế, ẩn thân sống tại thành phố này trong 5 năm, Dương Tiêu đối với thân phận của bản thân sớm đã quên đi. Danh tiếng đối với Dương Tiêu mà nói chỉ là hư danh mà thôi, hắn hiện tại chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình yên, không vấn thân vào phân tranh chồn giang hồ. Chớp mắt, đã trôi qua được vài ngày. Những ngày gần đây, Đường Mộc Tuyết bận đến mức không có thời gian dừng chân, khi về đến nhà mệt đến mức vừa nhắm mắt liền ngủ say, hoàn toàn quên mất việc cá nước thân mật với Dương Tiêu. Dương Tiêu đau lòng cho Đường Mộc Tuyết, cũng không hề để ý đến chuyện này. 5 năm còn có thể nhẫn nhịn được, còn thiếu 1-2 ngày này hay sao? Điều khiến Dương Tiêu khấp khởi vui mừng chính là, 2 ngày này Đường Kiến Quốc bị Triệu Cầm vắt kiệt không ít. 2 ngày này phóng túng quá độ khiến cho thận có chút suy yếu, đêm 2 ngày hôm nay cũng trở nên yên tĩnh hơn ít nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau Dương Tiêu thức dậy từ sáng sớm, lập tức đến chợ rau mua thức ăn nấu nướng, còn Đường Mộc Tuyết vẫn kiên trì thức dậy chạy bộ tập luyện buổi sáng. Còn Đường Lão Thái Thái từ sáng sớm đã đến bệnh viện, cũng vì ngày hôm nay là ngày Đường Hạo xuất viện. Hạo Hạo, thân thể đã tốt hơn chút nào chưa? Đường Lão Thái Thái quan tâm hỏi. Sắc mặt Đường Hạo rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, bà nội, cháu đã đỡ hơn nhiều rồi, đợi lát nữa có thể xuất viện rồi, những ngày này tên tiểu tiện nhân Đường Mộc Tuyết có thể trải qua những ngày như cá gặp nước đúng không? Nghĩ đến việc Lưu Mộng Lị cùng bản thân mình đã xé rách lớp da mặt,
dẫn đến việc bản thân hắn thương tích đầy mình, nghĩ đến chuyện này Đường Hạo hận đến mức ngứa răng. Hai ngày này ở bệnh viện, Đường Hạo tiếp nhận điều trị, xử lý sạch sẽ mầm bệnh Giang Mai cùng với làm lại vài chiếc răng giả. Vốn dĩ trước đây có một chiếc răng bị Dương Tiêu đụng xe làm rơi mất một chiếc răng, hiện tại lại dụng tiếp vài chiếc, đừng nhắc đến Đường Hạo hiện tại có bao nhiêu chật vật. Chỉ cần nhắc đến Đường Mộc Tuyết, sắc mặt Đường Lão Thái Thái liền lập tức trở nên nham hiểm, hừ. Hai ngày này, Đường Mộc Tuyết bận đến mức tối tăm mặt mày, nhưng cô ả trong mắt đám người dòng chính Đường gia tăng lên không ít sức ảnh hưởng. Hạo Hạo, chuyện này cháu làm có chút hồ đồ, cháu làm sao có thể ngay thời điểm quan trọng này lại làm ra sự tình như vậy. Cùng Lưu Mộng Lị ly hôn, trực tiếp dẫn đến việc Đường gia tổn thất hơn chục triệu nhân dân tệ, mặc dù chỉ ảnh hưởng đến thương gân cốt, nhưng số tiền tổn thất này cũng không phải con số nhỏ. Hơn nữa, cũng vì chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Đường gia, sự tổn thất này không thể dùng tiền bạc để bù đắp được. Ánh mắt Đường Hạo lóe lên một ánh nhìn sắc bén, hắn trầm giọng nói, bà nội, cháu nghi ngờ có người âm thầm ám hại, có người âm thầm tính kế cháu, quá nữa nhất định là tiện nhân Đường Mộc Tuyết. Ồ, Đường Lão Thái Thái nhíu mày kinh ngạc nói. Đường Hạo híp mắt, cả khuôn mặt tràn ngập hận ý nói, bà nội, bà cứ nghĩ xem việc cháu trốn ở căn chung cư Thủy Ngạn Tân Thành làm sao có thể bị bại lộ hành tung được. Ông nội lúc còn sống yêu thương Đường Mộc Tuyết đến như vậy, nhất định là ông nội đã từng nói qua với Đường Mộc Tuyết, hơn nữa Đường Mộc Tuyết bị chúng ta ám hại, chuyện này cô ả nhất định sẽ không buông tha cho cháu, Nhiễm Trinh Trinh kia nhất định là do Đường Mộc Tuyết tìm đến. Sự việc một khi bại lộ, vậy người đạt lợi lớn nhất cuối cùng là ai? Còn không phải là Đường Mộc Tuyết hay sao? Chuyện này nhất định là do Đường Mộc Tuyết gây ra. Đường Hạo cũng không phải là một kẻ ngốc, hai ngày nay hắn ở bệnh viện cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, bản thân nhất định đã bị người ta ám hại. Chỉ có điều, hắn chưa từng đem chuyện này nghĩ đến trên người Dương Tiêu, trong lòng hắn, Dương Tiêu chính là một tên ngu ngốc, làm sao có thể nghĩ ra phương pháp cao minh đến như vậy để đối phó với hắn chứ? Còn Đường Mộc Tuyết thông minh lanh lợi, cộng thêm trái tim đàn bà là độc ác nhất, trừ Đường Mộc Tuyết ra nhất định không có người khác. Thì ra là như vậy, không nghĩ đến lão thân đây lại đánh giá thấp tiện nhân Đường Mộc Tuyết đến như vậy, chỉ đáng tiếc hiện tại chúng ta không có bằng chứng, nếu không nhất định sẽ cho tiện nhân đó được đẹp mặt. Đường Lão Thái Thái căm phẫn nói. Nghĩ đến hai ngày trước đây bản thân đích thân đi cầu xin Lý Minh Hiên thay đổi người phụ trách, còn bị Lý Minh Hiên vô tình đuổi ra ngoài, Đường Lão Thái Thái liền cảm thấy lửa giận đốt lên trên đỉnh đầu. Đường Hạo châm chọc nói, không có chứng cứ cũng không có vấn đề gì. Chúng ta cứ như bình thường sỉ nhục Đường Mộc Tuyết là được, vài ngày trước tên phế vật Dương Tiêu không phải nói bọn họ đã mua được nhà rồi hay sao, theo như cháu thấy, hơn một nữa chính là bốc phét, bà nội, chúng ta sao không nhân cơ hội này mà sỉ nhục bọn chúng một phen. Đường Lão Thái Thái căm hận Đường Mộc Tuyết đến cùng, bà cũng muốn khiến cho Mộc Tuyết không cách nào bước xuống đài được. Cả hai người không chút chần chừ, lập tức làm thủ tục xuất viện, sau đó xuất phát đến tập đoàn y dược Đường Nhân. Cùng vào ngay lúc này, Dương Tiêu cũng trùng hợp đưa Đường Mộc Tuyết đến trước cổng công ty, liền nhìn thấy Đường Lão Thái Thái cùng Đường Hạo, hai khuôn mặt châm chọc đang bước đến. Đường Lão Thái Thái nhìn Đường Mộc Tuyết lạnh nhạt nói, Mộc Tuyết, bà nội nghe nói rằng cháu đã mua nhà. Chuyện quan trọng như vậy tại sao lại không nói lại với bà nội chứ? Không lẽ là do cháu biển thủ tài sản chung của công ty, nên không dám cho bà nội biết hay sao? Bị Đường Lão Thái Thái chất phất như vậy, Đường Mộc Tuyết nhíu mày nói. Bà nội, là do bà suy nghĩ nhiều rồi, hơn nữa chuyện căn nhà trước mắt vừa mới hoàn tất việc hoàn thiện, nên Mộc Tuyết vẫn chưa chào hỏi qua với bà nội thôi. Nhìn khuôn mặt khó coi của Đường Mộc Tuyết, Đường Hạo lúc này đang đứng sau lưng Đường Lão Thái Thái liền nở nụ cười châm chọc nói, Đường Mộc Tuyết, cô vẫn nên nói thật ra đi, các người căn bản không hề mua nhà, những lời trước đây chính là những lời bốc phét thôi có đúng không? Chậc chậc, thật không nghĩ đến, cô vậy mà lại là loại người như vậy. Đường Hạo cả khuôn mặt như xem trò vui, giống như Đường Mộc Tuyết chỉ đang nói bốc phét, còn chuyện mua nhà căn bản không phải là sự thật. Đường Lão Thái Thái lắc đầu, trên khuôn mặt già nua hiện lên nét thất vọng, Mộc Tuyết, làm người không nên tùy tiện bốc phét, cũng may mắn cháu chỉ nói chuyện này trong nội bộ Đường gia, chuyện này nếu bị truyền ra ngoài thì còn như thế nào nữa. Thân là lãnh đạo cao cấp của công ty, nhất định phải chú ý đến từng hành vi cử chỉ của mình, như vậy mới có thể lập nên tấm gương sáng cho mọi người. Cháu ham mê vinh hoa phú quý như vậy, đây là điều tối kỵ trong thương trường, bà nội hiện tại vô cùng nghi ngờ năng lực của cháu, bà xem ra chức vụ tổng giám đốc này cháu vẫn nên từ chức đi thôi. Những ngày này tận mắt nhìn thấy uy nghiêm của Đường Mộc Tuyết càng ngày càng lớn,
chuyện này chính là điều mà Đường lão thái thái không muốn nhìn thấy nhất. Bà nhất định phải tóm chặt bất kỳ cơ hội nào để làm yếu đi quyền lực của Đường Mộc Tuyết, nếu không nếu như có một ngày uy quyền Đường Mộc Tuyết vững mạnh, nếu bà còn muốn đối phó với Đường Mộc Tuyết e rằng đã không còn dễ dàng gì. Đường lão thái thái không phải là kẻ ngốc, bà đã sớm nhìn thấy thế cục. Đường Mộc Tuyết hiện tại đã ký được đơn hàng của Đông Hải Lý gia, Lý Minh Hiên lại chỉ công nhận một mình Đường Mộc Tuyết, vậy thì trước mắt tạm chặt đứt những quyền lợi khác của Đường Mộc Tuyết vậy, chỉ để lại cho Đường Mộc Tuyết phụ trách đơn hàng với Đông Hải Lý gia là đủ. Chỉ cần Đường Mộc Tuyết không nắm thực quyền trong tay, vậy cả Đường gia vẫn như cũ do bà quyết định, không ai dám khinh nhờn quyền lực của bà. Nhìn khuôn mặt thất vọng của Đường lão thái thái, cả khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết trắng bệch. Ham hư vinh. Bản thân cô từ khi nào ham hư vinh chứ? Ngược lại chính là đám người Đường gia mới là kẻ ham hư vinh, không đàng hoàng làm việc ở công ty, ngược lại mỗi người lại sống cuộc sống an nhàn sung sướng. Hơn nữa, những việc bản thân mình làm đều nhận được sự công nhận của các khách hàng, cũng chính vì bản thân cô làm người chân thành, làm người thực tế, từ trước đến nay không hề thích buông lời cầu thả. Còn về việc mua nhà là do Dương Thiêu tự nói ra, nhưng không nghĩ đến lại bị tên tiểu nhân nham hiểm Đường Hạo cố ý bẻ cong sự thật để sỉ nhục cô như vậy. Dương Thiêu mỉm cười lắc đầu nói, bà nội, chúng cháu không hề nói dối, cũng không phải sợ không nói với bà, chúng cháu thật sự đã mua nhà. Dương Thiêu sớm đã dự đoán được, Đường Hạo chỉ cần xuất viện nhất định sẽ liên hợp lại với Đường lão thái thái để chèn ép Đường Mộc Tuyết, nhưng Dương Thiêu lại không ngờ được đối phương sẽ dùng cách này sẽ sỉ nhục Đường Mộc Tuyết. Biệt thự ven hồ Nhạn Minh đã hoàn công, hiện tại người dọn vào ở cũng không có bất kỳ vấn đề gì, còn về việc dẫn cả một đám người Đường ra vào tham quan cũng không sao. Đường Thiêu, Đường Mộc Tuyết lập tức kéo tay Dương Thiêu lại, cô thật sự không muốn quá hoành hoang. Điều quan trọng nhất chính là Đường Mộc Tuyết thật sự cho đến hiện tại vẫn chưa phản ứng lại, Dương Thiêu vậy mà lại mua căn biệt thự mắc nhất trong khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, trên sổ nhà đất lại chỉ viết tên một mình cô. Những chuyện này khiến cho Đường Mộc Tuyết cảm giác như một giấc mộng, giống như cô đang nằm mơ vậy, khiến người khác khó lòng tin tưởng được. Đường Mộc Tuyết vô cùng rõ ràng một chuyện rằng, nếu như không phải nhờ có Dương Thiêu, e rằng cả đời này của cô cũng chỉ có thể ngước nhìn mơ ước khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Dương Thiêu dịu dàng nói, Mộc Tuyết, không sao cả, chuyện này sớm muộn gì bà nội cũng sẽ biết thôi, nếu như bà nội hiện tại đã biết rồi, vậy thì cứ để cho bọn họ đến tham quan một chuyến, chuyện này không có bất kỳ vấn đề gì cả, cùng lắm chỉ làm lỡ chút thời gian mà thôi. Căn biệt thự đó dù sao cũng là do đích thân Dương Thiêu mua lại cũng như xây dựng, hiện tại Dương Thiêu đã nói như vậy, cô tất nhiên cũng không có gì để từ chối. Được, tất cả đều nghe theo anh. Đường Mộc Tuyết dịu dàng gật đầu. Trên thực tế, trong lòng Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp hạnh phúc, trên khuôn mặt cô hiện lên nụ cười rạng rỡ. Cô thông minh lanh lợi như vậy, tất nhiên sẽ hiểu được lý do tại sao Dương Thiêu lại làm như vậy, chính là muốn cô được đám người nhà Đường gia coi trọng. Nhớ đến khoảng thời gian trước đây, Dương Thiêu đã từng hứa sẽ không để cho cô bị người khác ức hiếp, khiến cho người khác phải nhìn bằng ánh mắt khác, Đường Mộc Tuyết không nhịn được bật cười ngây ngốc. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sự thay đổi cực kỳ lớn của Dương Thiêu quả thật khiến cho Đường Mộc Tuyết cảm thấy vô cùng cảm động. Hiện tại đã đến nước này, địa vị của cô tại tập đoàn y dược Đường Nhân không ngừng tăng cao, còn có một căn biệt thự của riêng mình, khiến cho những người khinh thường cô phải mở rộng tầm mắt. Tất cả những điều này toàn bộ đều do Dương Thiêu dành tặng cho cô, khiến cho tận sâu trong trái tim cô tràn ngập sự dịu dàng dành cho Dương Thiêu. Có một người chồng như vậy, cuộc đời này còn ao ước gì khác? Đường lão thái thái nghe thấy những lời này, đôi mắt già nua của bà hiện lên một tia nhìn lạnh lẽo, được lắm, bà nội cũng thật muốn xem thử căn nhà mới của cháu như, thế nào, Hạo Hạo, chuyện Mộc Tuyết mua nhà dù sao cũng được xem như là một việc lớn với Đường gia chúng ta, đợi lát nữa cho tập hợp tất cả mọi người Đường gia, tất cả chúng ta cùng đến tham quan. Được ạ, bà nội, Đường Hạo hưng phấn cười, lập tức bước vào trong công ty tập hợp đám con cháu dòng chính Đường gia. Trong chớp mắt, tất cả con cháu dòng chính Đường gia đều kinh ngạc không thôi. Đường Mộc Tuyết mua nhà rồi. Chuyện này làm sao có thể? Người Đường gia ai mà không biết rằng chân của Đường Kiến Quốc bị thương, mỗi tháng đều phải tốn tiền thuốc thang, Triệu Cầm là một con quỷ mê cờ bạc, chỉ cần có tiền liền đi ra ngoài đánh bài, Đường Mộc Tuyết còn có một người em gái hiện đang học đại học, tên là Đường Đường. Ngoài chuyện đó ra, còn có Dương Thiêu một người chồng không chút cảm giác tồn tại nào lại chuyên môn ăn bám. Nhất thời, cả đám người Đường gia đều không ngừng thảo luận về chuyện này. Thật hay giả vậy, Đường Mộc Tuyết mua nhà rồi sao?
cô ta lấy tiền từ đâu ra, có phải là biển thủ từ tài sản công ty hay không? Không có khả năng đó, tay chân Đường Mộc Tuyết so với khuôn mặt còn sạch sẽ hơn, cô ta làm sao có khả năng lấy cắp tài sản công ty được chứ? Vậy thì cũng khó nói, biết người biết mặt không biết lòng, nói không chừng trước đây đều là do Đường Mộc Tuyết giả vờ ra mà thôi, hiện tại địa vị của Đường Hạo tại công ty càng ngày càng yếu thế. Như vậy Đường Mộc Tuyết có thể không chút kiêng nể gì mà thừa nước đục thả câu, trừ phi chuyện mua nhà là giả. Sau khi biết được Đường Mộc Tuyết đã mua nhà, một đám người dòng chính Đường gia vừa hâm mộ, đố kỵ cùng căm hận, bắt đầu châm chọc. Dù cho những ngày này sức ảnh hưởng của Đường Mộc Tuyết tại công ty càng ngày càng tăng cao, nhưng con người vẫn có tâm lý căm ghét kẻ giàu có hơn mình. Hiện tại Đường Mộc Tuyết đã mua được nhà, hơn nữa lai lịch số tiền mua nhà không rõ ràng. Chuyện này càng khiến cho một đám dòng chính Đường gia không ngừng liên tưởng bậy bạ. Đường Hạo cùng Đường Lão Thái Thái trước khi đến đây đã thương lượng với nhau rằng, hôm nay nhất định phải khiến cho Đường Mộc Tuyết cảm thấy mất mặt. Tình huống đến cuối cùng chỉ có thể có hai trường hợp xảy ra, quá nữa chính là Đường Mộc Tuyết thật sự có mua nhà, thứ hai chính là những gì cô ta nói đều là lời bốc phét. Nếu như Đường Mộc Tuyết thật sự đã mua nhà, vậy thì hơn một nửa chính là biển thủ từ tài sản của công ty. Nếu không căn bản không có cách nào có thể giải thích được từ đâu mà có được một số tiền lớn như vậy dùng để mua nhà. Nếu như tất cả đều do Đường Mộc Tuyết tự mình bịa đặt ra thì càng tốt, trực tiếp gán tội danh lừa gạt người khác cho cô ta là được, sau đó chỉ cần nói rằng Đường Mộc Tuyết quá ham mê vinh hoa phú quý, không phù hợp với chức vụ tổng giám đốc của công ty, cuối cùng trực tiếp đá văng cô ta ra khỏi vị trí lãnh đạo cao tầng là được. Bất luận xuất phát từ góc độ nào, những điều này đều là đòn tuyệt chiêu kết liễu Đường Mộc Tuyết. Chỉ là hai người bọn họ không hề nghĩ đến vẫn còn có tình huống thứ ba, chính là chồng của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu quả thật là kẻ có tiền. Cũng vì muốn Đường Mộc Tuyết mắt mặc, mà Đường Hạo còn cho gọi hai vợ chồng Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm đến xem. Khi nhìn thấy chân của Đường Kiến Quốc vậy mà đã bình phục hoàn toàn, cả đám người âm thầm cảm thán thần kỳ, chỉ có điều lúc này tất cả mọi người đều chỉ tập trung chú ý lên người Đường Mộc Tuyết, nên cả đám không hề có ý quan tâm đến Đường Kiến Quốc. Triệu Cầm sau khi biết được tình huống, cả khuôn mặt thất sắc hoảng hốt nhìn Đường Mộc Tuyết nói, Mộc Tuyết, con đang làm cái gì vậy? Nhà chúng ta khi nào mua nhà chứ? Mẹ như thế nào lại không biết? Đúng vậy, Mộc Tuyết, con như thế nào lại có thể nói ra những lời như vậy được? Sắc mặt Đường Kiến Quốc càng trở nên khó coi. Nghe thấy những lời này của Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc, Đường Hạo, Đường Lão Thái Thái cùng một đám người Đường gia đều cười lạnh. Giả vờ hiện tại không còn cách nào giả vờ nữa đúng không? Ba mẹ của cô còn không biết việc cô mua nhà, cô vậy mà còn cứng miệng, đợi lát nữa nhất định sẽ cho cô khó coi. Đường Mộc Tuyết cũng không biết nên giải thích như thế nào với ba mẹ của mình, cô chỉ nhìn Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc, ba, mẹ, chuyện này có chút đột ngột, con quả thật chưa từng nói qua với hai người, đợi đến nơi hai người tức khắc sẽ hiểu. Cô hiểu rõ được một điều. Nếu như bản thân nói với ba mẹ rằng Dương Tiêu đã vì mình mà mua một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ xây một căn biệt thự, vậy thì ba mẹ tuyệt đối sẽ không cách nào tin tưởng được. Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi. Trên khuôn mặt Đường Hạo chỉ tràn ngập nét khinh bỉ. Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu đồng ý. Hai người bọn họ đều là kẻ yêu thể diện, hiện tại con gái của mình cũng đã ba hoa bốc phét như vậy. Đợi lát nữa nếu quả thật không được thì có thể đến Nạc Lan Sơn Trang một chuyến vậy. Đường Lão Thái Thái lạnh giọng nói, Mộc Tuyết, hiện tại có thể xuất phát đi hay chưa? Lão thân thật sự nóng lòng muốn nhanh chóng đến tham quan nhà mới của cháu, đừng ở nơi này kéo thời gian nữa, không lẽ muốn lừa gạt bà nội hay sao? Đối diện với sự nghi ngờ của Đường Lão Thái Thái, Đường Mộc Tuyết vẫn chưa kịp nói, Dương Tiêu liền lên tiếng trước, bà nội, nếu như mọi người đều đã đến đông đủ như vậy. Vậy thì cháu sẽ dẫn mọi người đi tham quan nhà mới vậy, hiện tại cháu ở phía trước dẫn đường, mọi người chạy theo phía sau là được. Vừa dứt lời, Dương Tiêu cũng không chút chần chừ ngồi lên ghế lái, dẫn theo ba người Đường Mộc Tuyết, Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc xuất phát đến khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Đuổi theo, tôi phải xem thử Đường Mộc Tuyết đang làm trò ma quỷ gì, đợi lát nữa nếu như dám lừa gạt tôi, vậy thì Đường Mộc Tuyết cũng không cần phải tiếp tục ở lại Đường ra rồi. Đường Hạo vẫy tay ra hiệu hét lên. Một đám người lần lượt lái xe đuổi theo phía sau. Vào ngay giây phút này, gần như tất cả người nhà Đường gia đều mang khuôn mặt cười châm biếm, bọn họ đều cho rằng Đường Mộc Tuyết chính là đang cố đắm ăn xôi mà thôi. Sắc mặt Đường Lão Thái Thái thâm trầm, ánh mắt lóe lên sự khinh thường. Đường Mộc Tuyết, trước khi chết mà cô còn cứng miệng,
đợi lát nữa xem lão thân làm cách nào để xé nát lớp mặt nạ giả tạo của cô đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mười mấy chiếc xe lái theo phía sau chiếc xe Maserati, cảnh tượng này khiến cho người hai bên đường chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên. Trên xe, Triệu Cầm giọng điệu không chút tốt đẹp nào nói, Mộc Tuyết, con quá xúc động rồi, với tình hình nhà chúng ta hiện tại làm sao có thể mua nhà được chứ? Hiện tại chỉ có thể đến Nạc Lan Sơn Trang để qua quýt một phen, hy vọng không bị vạch trần, nếu không lát nữa sẽ mất mặt cho mà xem. Dương Tiêu vừa lái xe vừa nói, mẹ, chuyện này không liên quan đến Mộc Tuyết, những chuyện này là do trước đây con nói qua, chỉ là bị Đường Hạo có tâm tư xấu muốn đối phó với Mộc Tuyết mà thôi. Cái gì, thì ra là do tên phế vật này nói ra, Dương Tiêu, bà đây đã từng nói qua với cậu rồi, nếu như vì việc cậu bốc phét dẫn đến địa vị của Mộc Tuyết tại công ty bị ảnh hưởng, vậy thì tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu. Khi nói lời nói này, Triệu Cầm tức giận phừng phừng, nếu như không phải vì Dương Tiêu đang lái xe, e rằng Triệu Cầm sẽ một chân đá lên người Dương Tiêu. Đường Kiến Quốc đen mặt hừ giọng nói, tôi biết ngay mà Mộc Tuyết nhà tôi làm sao có thể nói ra những lời như vậy, nhất định là do tên phế vật này nói ra, đợi lát nữa bị vạch trần mọi chuyện rồi, tôi phải xem thử cái tên phế vật vô dụng nhà cậu sẽ giải thích như thế nào, bản thân cậu mất mặt là đủ rồi, còn muốn kéo theo cả nhà chúng tôi mất mặt với cậu hay sao? Nhìn thấy ba mẹ của mình lại bắt đầu có suy nghĩ dơ bẩn về Đường Tiêu, Đường Mộc Tuyết nhíu mày nói, ba mẹ, những gì Dương Tiêu nói đều không sai, Dương Tiêu quả thật đã mua nhà, hiện tại sẽ dẫn mọi người đi xem, cho nên xin hai người từ nay về sau khi chưa làm rõ mọi chuyện liền chống đối với Dương Tiêu có được không? Bị con gái ruột của mình giáo huấn một phen, sắc mặt Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm lập tức đông cứng. Con gái ruột của bọn họ vậy mà lại vì một người ngoài mà nói năng với bọn họ như vậy. Điều này khiến cho tâm trạng cả hai người bọn họ đều không tốt đẹp là bao. Trong lòng của hai người bọn họ cùng Đường Mộc Tuyết mới là máu mủ tình thâm, Dương Tiêu cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. Hiện tại Đường Mộc Tuyết nhiều lần bảo vệ Dương Tiêu, điều này khiến cho trong lòng hai người bọn họ đều cảm thấy bực bội không ít. Triệu Cầm hừ giọng nói, Mộc Tuyết, mẹ xem ra con đã bị tên phế vật này tẩy não rồi, lời này của nó mà con cũng tin sao? Cẩn thận có ngày bị nó bán đi mà con còn đếm tiền giúp nó nữa đấy. Đường Kiến Quốc hừ giọng nói, trên mặt tràn ngập sự khinh thường, ông chính là không tin Dương Tiêu thật sự có thể mua được nhà. Đường Hạo lái xe chở theo Đường Lão Thái Thái, hắn cười châm chọc nói, bà nội, hôm nay chúng ta nhất định phải làm khiếp sợ đến Đường Mộc Tuyết, có thể dùng một tay mà lật đổ được cô ta hay không đều dựa vào ngày hôm nay. Đường Lão Thái Thái gật đầu, bà chính là quyết tâm phải khiến cho Đường Mộc Tuyết khó coi. Dám chống đối tranh giành quyền lực với cháu nội ruột của bà, thật sự không biết sống chết. Có điều Đường Hạo lúc này đang lái xe cũng dần dần ý thức được, phương hướng Dương Tiêu đang chạy đến chính là khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh của thành phố Trung Nguyên. Hả, có chuyện gì vậy, tên phế vật Dương Tiêu này không lẽ mua nhà ở biệt thự ven Hồ Nhạn Minh? Trò đùa thế giới gì đây chứ? Sắc mặt Đường Hạo đột nhiên thâm trầm. Một đám người dòng chính đường ra cũng dần nhận ra phương hướng mà Dương Tiêu đang lái xe đến là hướng khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh, chuyện này khiến cho cả dòng chính đường ra đều không cách nào bình tĩnh được. Phải biết rằng, khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh chính là khu biệt thự xa hoa nhất tại thành phố Trung Nguyên, giá mỗi căn biệt thự không thấp hơn 30 triệu nhân dân tệ, giá cả bình thường đều khoảng 5, 60 triệu nhân dân tệ, có thể sống ở nơi này nếu không phải là người giàu có chính là người phú quý. Không lẽ Dương Tiêu mua nhà ven khu vực biệt thự ven Hồ Nhạn Minh hay sao? Chuyện này không thể nào. Khu vực kế bên biệt thự ven Hồ Nhạn Minh đều là tiểu khu cao cấp, mỗi một mét vuông có giá từ 3 đến 40 ngàn nhân dân tệ, cả một căn nhà ít nhất cũng phải vài triệu nhân dân tệ, Đường Mộc Tuyết căn bản không có tiền để mua được nhà ở đây. Đường Kiến Quốc đột nhiên ngây người, ông cũng đã nhận ra phương hướng Dương Tiêu đang chạy đến chính là khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh. Bậy bạ. Dương Tiêu cậu đang tìm đường chết hay sao? Còn không nhanh dừng xe lại, Đường Kiến Quốc đột nhiên tức giận. Ông sớm đã nghe qua các nhân viên bảo vệ trong khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh đều là quân nhân đã xuất ngũ, người nào thân thủ cũng bất phàm, đợi lát nữa nếu bọn họ thật sự dám xông vào, khẳng định sẽ bị người ta vứt ra ngoài. Dương Tiêu cười nhạt nói, ba à, nói thật cho ba biết, nhà hai chúng con mua chính là ở bên trong khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh. Cái gì? Mua nhà ở khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh. Lời này vừa nói ra, Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc đều đờ đẫn cả người. Bọn họ không thể ngờ được rằng Dương Tiêu thật sự dám bốc phét như vậy,
có biết mỗi một căn biệt thự bên trong đắt đỏ đến mức nào không? Triệu Cầm tức giận cùng xấu hổ nói, tên phế vật Dương Tiêu này nhanh chóng dừng xe lại cho tôi, cậu chính là muốn bà đây mất mặt đến tận nhà mẹ đẻ hay sao? Đường Mộc Tuyết lúc này đang ngồi trên ghế lái phụ, nhíu mày nói, ba, mẹ, những lời Dương Tiêu nói đều là sự thật, nhà mới của chúng ta quả thật nằm trong khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Điên rồi, Mộc Tuyết con cũng điên theo tên phế vật này hay sao? Triệu Cầm thắt thanh hét lên. Bà căn bản không tin Dương Tiêu không hề có năng lực mua được nhà bên trong khu vực biệt thự ven hồ Nhạn Minh, nếu như Dương Tiêu quả thật có thực lực đó, vậy thì cần gì ở Đường ra ẩn nhẫn hơn 5 năm nay. Sau khi tất cả mọi người đều đã đến trước cổng chính khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, nháy mắt Đường Hạo không ngừng nháy điên cuồng, hắn ý thức được Dương Tiêu thật sự đã lái xe đến khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Hắn đạp chân ga đuổi theo chiếc xe Dương Tiêu, mở cửa sổ xe hung hãn hét lên, Dương Tiêu, tên phế vật vô dụng nhà anh đang làm cái gì vậy? Có biết nơi này là nơi nào hay không? Dương Tiêu cũng hạ cửa sổ xe xuống lạnh nhạt nói, thật ngại quá, chúng ta đến đúng chỗ rồi, nhà mới chúng tôi mua chính là ở bên trong. Lời nói này, khóe môi Đường Hạo hung hăng co giật một phen. Cậu mẹ nó vậy mà lại mua nhà ở nơi này. Tôi tin cậu mới là lại nguyện vọng lớn nhất của bà nội chính là có thể dẫn dắt Đường ra vươn lên vị trí hào môn đệ nhất, sau đó định cư ở khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Đến nay, khoảng cách với vị trí hào môn đệ nhất đã gần ngay trước mặt, nhưng việc có thể mua nhà ở nơi này ngược lại xa xôi không có thời kỳ. Mặc dù trong tay Đường lão thái thái có tiền tiết kiệm hơn vài chục triệu nhân dân tệ, nhưng bà căn bản không dám đụng đến khoản tiền tiết kiệm này, cũng vì ai có thể dự đoán được Đường ra sau này có phải gặp phải phiền phức gì lớn hay không. Lại nói, một chút tiền tiết kiệm trong tay của Đường lão thái thái chỉ đủ mua căn biệt thự giá thấp nhất trong khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh mà thôi, căn bản không đủ mua được căn biệt thự xa hoa ở đây. Đường lão thái thái tức giận đến mức thất khiếu bốc khói, bà xem như đã nhìn ra được Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết chính là cố ý khiến cho bọn họ mất mặt. Chỉ cần là người bản địa tại thành phố Trung Nguyên đều sẽ biết rằng năng lực bảo vệ của khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ căn bản không dám tự tiện tiền vào, chứ đừng nói bước vào. Đường lão thái thái thấp giọng nói, Hạo Hạo, dặn dò đội xe đảm bảo một khoảng cách nhất định, nếu như bảo vệ của khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh nổi giận, chúng ta lập tức rời khỏi, để lại Đường Mộc Tuyết cùng tên phế vật kia hứng chịu cơn tức giận của bảo vệ nơi này. Vâng, bà nội, Đường Hạo trịnh trọng nói. Dưới sự hướng dẫn của Đường Hạo, đội xe của Đường ra toàn bộ đều cách chiếc xe Maserati của Dương Tiêu khoảng một cây số. Chỉ sợ rằng lát nữa sẽ gặp phải tai bay. Vạ gió. Mi mắt một đám người dòng chính Đường ra không ngừng nháy điên cuồng, bọn họ thật sự không ngờ được rằng Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết thật sự sẽ dẫn bọn họ đến nơi này. Đường Mộc Tuyết thật sự muốn tự chuốc lấy nhục hay sao? Cả đời này của cô ta làm sao có thể mua được một căn biệt thự ở nơi này được chứ, kiếp sau cũng không có khả năng. Đúng vậy, tôi xem Đường Mộc Tuyết này chính là đã tự kiêu rồi. Đợi lát nữa bị nhân viên bảo vệ nơi này vô tình đuổi ra ngoài, xem cô ta ăn nói như thế nào. Mười mấy người Đường ra không một ai nguyện ý tin tưởng hai người Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu có thể mua nhà ở nơi này, khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh chính là sự tồn tại khát khao của Đường lão thái thái. Nếu như để Đường lão thái thái có thể sống ở nơi này vài ngày, vậy thì bà có chết cũng nhắm mắt được. Tiêu rồi, Tiêu Tùng rồi, chúng ta thật sự bị tên phế vật này. Hại chết rồi. Triệu Cầm ngồi phía sau, nhìn thấy chiếc xe từ từ tiến đến cổng chính khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, giọng nói bà không ngừng run rẩy vang lên. Sắc mặt Đường Kiến Quốc trắng bệch, ông cũng biết rằng nếu như lát nữa bị vạch trần lời nói dối sẽ phải đối diện với hậu quả như thế nào. Nhìn Dương Tiêu đang từ từ lái xe tiến vào cổng chính khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, ông hung hăng nói, rất tốt. Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu, hai người chết chắc rồi. Không biết tự lượng sức mình. Đường lão thái thái khinh thường nói. Cả đám người dòng chính Đường ra trên mặt chỉ có sự khinh bỉ cùng coi thường, bọn họ chính là ngồi chờ Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu bị tống cổ ra ngoài. Sau đó, vào giây kế tiếp, trước mắt mọi người diễn ra một khung cảnh khiến người khác đờ đẫn ngây ngốc cả người. Chỉ nhìn thấy nhân viên bảo vệ khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh trực tiếp cho người vào, còn cung kính nói, chào. Buổi sáng Dương tiên sinh. Chào buổi sáng Dương tiên sinh. Khi nghe thấy câu nói này của nhân viên bảo vệ, Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm ngồi trong xe nhất thời chết lặng. Đường Hạo ở phía sau cũng nghe thấy câu nói này, hắn ta như chịu phải sét đánh, cả người đều ngây ngốc. Dương Tiêu lịch sự nói, những chiếc xe phía sau đều là người của Đường gia, để bọn họ tiền vào đi.
Được, Dương tiên sinh. Nhân viên bảo vệ lại lần nữa cung kính nói. Dương Tiêu cũng không chút chần chừ, lập tức lái xe tiền vào bên trong khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Khi tiến vào nội khu biệt thự, Triệu Cầm lúc này mới khôi phục tinh thần, trong lòng bà không ngừng vang lên từng đợt sóng vỗ, Dương mắt chết đứng người nhìn Đường Kiến Quốc, tôi không nghe sai chứ. Nhân viên bảo vệ vừa rồi vậy mà lại gọi tên phế vật này là Dương tiên sinh. Đường Kiến Quốc cả người cứng đờ, ông cũng lắp bắp nói, bà không nghe sai. Bà không thấy những người đó đã cho chúng ta vào hay sao? Giây phút này, cả hai người Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc cảm giác giống như bản thân đang nằm mơ vậy, mọi chuyện không chút chân thật nào. Sau khi được vào bên trong, hai người bọn họ vậy mà lại được đặt chân vào khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, khu biệt thự xa hoa nhất thành phố Trung Nguyên. Mẹ nó, thật sự cho vào sao? Đường Hạo cùng với một đám người dòng chính Đường ra, mi mắt không ngừng điên cuồng nhấp nháy. Đến cả khuôn mặt già nua của Đường Lão Thái Thái cũng không ngừng run rẩy, phải biết rằng đến cả bà còn không có tư cách tiến vào khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh này đâu. Đường Hạo nghẹn họng nhìn chân chối Đường Lão Thái Thái nói, bà nội, bà nói thử xem hai tên Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu sẽ không thật sự mua một căn biệt thự ở đây đúng không? Đường Lão Thái Thái có chỗ nào dám tin Dương Tiêu thật sự đã mua được một căn biệt thự, nơi này dù sao cũng là địa điểm an cư dưỡng lão mà bà mong ước bấy lâu nay. Hừ. Khẳng định là đám người Đường Mộc Tuyết đang giả thần giả quỷ, đừng cho rằng có thể hối lộ được nhân viên bảo vệ ở đây liền có thể lừa gạt được lão thân, theo sát bọn chúng, lão thân không tin đám người bọn họ thật sự có năng lực mua căn biệt thự ở đây. Trên khuôn mặt già nua của Đường Lão Thái Thái lúc này chỉ còn lại tia nham hiểm. Nhìn thấy đám người Đường Hạo vẫn đang đứng ở bên ngoài, Dương Tiêu thông qua cửa xe liền đưa tay ra hiệu với bọn họ. Đường Hạo cho rằng Dương Tiêu đây chính là cố ý đưa ra khiêu khích với hắn. Cả mặt âm trầm nói, đúng vậy, bà nội người nói không sai, cháu phải xem thử rốt cuộc bọn chúng còn muốn giả thần giả quỷ đến mức nào nữa. Vừa nói, Đường Hạo liền lập tức lái xe đuổi theo phía sau, cả đám người dòng chính Đường ra khi thấy Đường Hạo khởi động xe, cũng liền khởi động, theo trình tự mà tiến vào bên trong. Ngay giây phút vừa tiến vào khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, trái tim Đường Hạo như bị mắc nghẹn lại nơi cổ họng, hắn chính là lo sợ nhân viên bảo vệ sẽ đem mình chặn lại. Sau đó đem tất cả bọn họ vứt ra ngoài. Vào rồi, thật sự đã vào bên trong rồi. Cả đám người dòng chính Đường ra trên khuôn mặt tràn ngập nét kinh sợ. Nơi này chính là khu biệt thự xa hoa nhất thành phố Trung Nguyên, nếu như không có sự cho phép của chủ hộ thì không được tiền vào. Không lẽ Đường Mộc Tuyết thật sự đã mua cho bản thân một căn biệt thự tại khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh hay sao? Một đám người dòng chính Đường ra thần sắc hoảng sợ, bọn họ thật sự khó lòng tin tưởng được. Đường Hạo lái chiếc xe Ferrari đến bên cạnh xe Dương Tiêu hừ giọng nói, đi thôi. Như thế nào lại không? Không lẽ trột dạ hay sao? Nhìn khuôn mặt ác độc của Đường Hạo, Dương Tiêu chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó nhấn chân ga từ từ xuất phát đến hòn đảo nhỏ trung tâm của khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Đường Lão Thái Thái ngồi trên chiếc xe Ferrari, sắc mặt thâm trầm đến mức sắp đóng băng, Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu, lão thân phải xem thử hôm nay các người có thật sự ở nơi này mua được căn biệt thự hay không? Nếu như không mua được, vậy thì trò đùa hôm nay của các người cũng quá lớn rồi. Một đám người dòng chính Đường ra lần lần bàn tán xôn xao trong xe, bọn họ bán tín bán nghi, có điều ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp trong khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh khiến cho bọn họ không ngừng trầm trồ suýt xoa. Mỗi căn biệt thự ở đây đều được cách nhau một khoảng rất lớn, không những có vườn hoa bí mật sau nhà, trên tầng lầu còn có hồ bơi, xung quanh biệt thự đều hoa hoa cả muôn sắc, cộng thêm hơi nước từ bờ hồ không ngừng bốc lên. Nơi này quả thật chính là thế ngoại đào viên. Lần đầu tiên được cho phép tiến vào khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, ánh mắt của cả đám người dòng chính Đường ra không thể nhìn sang chỗ nào khác được. Hoàn toàn có thể nói rằng, khung cảnh tuyệt đẹp ưu mỹ của khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh cũng không kém là bao so với thang thần nhất phẩm ở Ma Đô. Thang thần nhất phẩm chủ yếu chiếm lợi thế ở vị trí, giá cả đất đai vô cùng đắt đỏ, còn giá đất tại khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh so với thang thần nhất phẩm quả thật có kém một chút. Nhưng thiết kế cơ sở hạ tầng xanh hóa lại vô cùng sang trọng, khi vừa tiền vào nơi này đã mang đến cho người khác một cảm giác chấn động trong tầm nhìn. Không hổ danh khu biệt thự xa hoa nhất thành phố Trung Nguyên, nơi này cũng tuyệt đẹp quá đi. Một đám người không ngừng cảm thán. Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm chỉ biết nhìn ngây ngắn, bọn họ sống cả một đời người nhưng cũng chưa từng thấy qua nơi nào đẹp đẽ như vậy. Triệu Cầm khó khăn nuốt nước bọt nói, Mộc Tuyết, tên phế vật này thật sự đã mua nhà ở nơi này hay sao? Đường Mộc Tuyết không chút khách khí nào nói,
mẹ, đã đến lúc này rồi, mẹ vẫn còn gọi anh ấy là phế vật hay sao? Nếu như Dương Tiêu là phế vật, vậy các người tính là thứ gì? Khuôn mặt già cả của Triệu Cầm đỏ bừng, nếu như Dương Tiêu thật sự mua được một căn biệt thự ở khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, nếu như hắn là tên phế vật, vậy thì bà không phải so với phế vật còn không bằng hay sao? Sắc mặt Đường Kiến Quốc lập tức thay đổi, ông nhận ra phương hướng mà Dương Tiêu đang tiến đến chính là hòn đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh. Dương Tiêu, anh đang làm cái gì vậy? Không biết trong khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh có quy định không được tự ý xâm nhập vào khu vực tư nhân của người khác hay sao? Cậu đang tìm chết hay sao? Hồ trong khu biệt thự này không tính là quá lớn, nhưng phong cảnh lại đặc biệt tốt. Cả khu vực ven hồ như vậy chỉ có một hòn đảo nhỏ, thời gian trước đây hòn đảo nhỏ này được một nhân vật thần ý dùng 100 triệu nhân dân tệ mua lại, tin tức đó đã từng gây chấn động đến cho toàn thành phố Trung Nguyên. Đường Kiến Quốc sớm đã nghe nói đến, trong mắt của ông, người có thể mua được cả tòa đảo nhỏ này nhất định chính là đại nhân vật đỉnh đỉnh đại danh. Nếu như Dương Tiêu to gan xâm nhập vào khu vực tư nhân của vị đại nhân vật này, vậy thì hậu quả khó mà tưởng tượng ra được. Dương Tiêu chỉ nhếch môi cười, hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều, hắn chính là muốn dùng sự thật để chứng minh tất cả, chứng minh với tất cả mọi người rằng hắn không vô dụng như những gì bọn họ tưởng tượng. Hai con mắt Đường Hạo suýt chút nữa lọt cả ra ngoài, hắn đã sớm nhận ra Dương Tiêu đang lái xe hướng về hòn đảo nhỏ trung tâm khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Hắn đồng thời cũng biết được rằng có một vị đại nhân vật thần bí đã xây dựng một căn biệt thự xa hoa ngay trên hòn đảo trung tâm này, hôm nay Dương Tiêu lại lái xe tiền đến vị trí hòn đảo trung tâm khu vực ven hồ này, không lẽ Dương Tiêu chính là vị khách mua thần bí kia? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Bà nội, hiện tại chúng ta có cần phải tiến vào bên trong hay không? Đường Hạo căng thẳng hỏi. Đường Lão Thái Thái hạ quyết tâm phải nhìn thấy cảnh hai vợ chồng Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu mắt sạch mặt mũi. Bà thấp giọng nói, đuổi theo sát bọn chúng, đợi lát nữa chủ nhà đến truy cứu trách nhiệm, thì chúng ta sẽ đem toàn bộ tội lỗi đổ lên người Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu là được. Vâng, Đường Hạo cả khuôn mặt âm hiểm lái xe đuổi theo phía sau. Một đám người dòng chính Đường ra cũng nối đuôi theo sau Đường Hạo tiến vào bên trong nội khu hòn đảo nhỏ. Nơi này là thế ngoại đào viên hay sao? Sau khi bước vào nội khu hòn đảo nhỏ, một đám người dòng chính Đường ra toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Căn biệt thự trên đảo nhỏ dù sao chỉ mới vừa hoàn công, nhưng công trình xanh bên trong sớm đã được xây dựng xong từ trước, hơn nửa tháng trôi qua, mật độ xanh hóa của nơi này đã đến hàng thượng thừa. Cộng thêm ưu thế vị trí trên đảo nhỏ, hơi nước bốc lên từng trận sương mù, khiến cho hòn đảo nhỏ giống như ẩn mình trong tiên cảnh. Đường Lão Thái Thái nhanh chóng bước xuống xe nhìn Đường Mộc Tuyết chất vấn hỏi, Đường Mộc Tuyết, không lẽ đây là nơi mà cháu vừa nói đã mua nhà ở đây hay sao? Đúng vậy. Đường Mộc Tuyết, cô xem chúng tôi là khi để trêu đùa hay sao? Đường Hạo lạnh giọng nói. Hòn đảo nhỏ này chỉ tính trên giá mặt bằng thôi cũng đã hơn 100 triệu nhân dân tệ, chứ đừng nói đến chi phí xây dựng hoàn công còn phải tốn thêm một con số lớn nữa. Dù cho đem toàn bộ gia sản của Đường ra gộp lại, cũng không đủ mua mảnh đất trên hòn đảo nhỏ này, bọn họ chính là không tin hòn đảo nhỏ này do Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết mua về. Đường Mộc Tuyết nhìn sang Dương Tiêu cũng mỉm cười dịu dàng. Lấy ra một chiếc chìa khóa sau đó bước về cổng lớn biệt thự. Cố làm ra vẻ huyền bí. Tên phế vật này nếu thật sự có thể mở được cánh cửa này, vậy thì tôi sẽ chặt đầu xuống cho các vị ở đây làm bô đi tiểu ban đêm. Đường Hạo cười lạnh một tiếng. Một đám người dòng chính Đường ra không ngừng liếc mắt khinh thường về phía bên kia, hòn đảo nhỏ xa hoa như vậy làm sao có thể là của Dương Tiêu được chứ? Lạch cạch. Chìa khóa vừa lắp vào, cánh cửa nhánh thời được bật mở. Dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, ánh mắt Dương Tiêu lóe lên một tia sáng, hai tay dùng sức, sau đó đem toàn bộ cánh cửa bật mở ra, khung cảnh phòng khách xa hoa lộng lẫy lập tức xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Mẹ nó, khi nhìn thấy cánh cửa đột nhiên bật mở, Đường Hạo không nhịn được văng tục vài câu. Mẹ nó, mẹ nói, mẹ nói. Khi nhìn rõ trang trí sang trọng, xa hoa tráng lệ bên trong căn biệt thự, một đám người dòng chính Đường ra đều không nhịn được văng tục. Ngay giây phút đó, ánh mắt tất cả mọi người đều lập tức thay đổi, trong lòng những người ở đây không ngừng dâng lên từng trận cồn cào, cằm dưới bể nát đầy đắt. Chính vào giờ khắc này, gần như tất cả mọi người đều ngây người như phỗng. Dương Tiêu thật sự mở được cánh cửa của căn biệt thự này. Không lẽ căn biệt thự này thật sự là của Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết? Chuyện này làm sao có thể được chứ? Chính vào ngay giây phút này,
những người đang đứng bên ngoài biệt thự đều trơ người như phỗng, tất cả bọn họ đều hoàn toàn bị tình cảnh trước mặt này gây chấn động. Đường Mộc Tuyết trước đây vào ban đêm đã từng ghé qua một lần, khi cánh cửa biệt thự lần nữa được bật mở, trái tim của Đường Mộc Tuyết vẫn không nhịn được đập liên hồi. Dương Tiêu tao nhã xoay người nói, các vị, mời vào bên trong. Đường Hạo nhanh chóng bản ứng lại, hắn đánh chết cũng không tin được đây chính là ngôi nhà mới của Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết. Theo sau đó, Đường Lão Thái Thái cũng phản ứng lại, bà trầm giọng nói, cứ vào xem thử, lão thân cũng muốn xem thử căn biệt thự này rốt cuộc có phải là của hai người bọn họ hay không. Cả đám người thần sắc lập tức thay đổi, nhanh chân bước vào phòng khách, liền bị khung cảnh trước mắt gây chấn động sâu sắc. Nhìn xem, chiếc ghế sofa này không phải là thương hiệu số một thế giới Robben hay sao? Nghe nói một bộ ghế sofa của Robben giá cũng phải vài triệu nhân dân tệ. Một người dòng chính Đường ra sau khi quan sát logo trên ghế, liền kinh ngạc thốt lên. Sau đó, lại có một tiếng kinh ngạc vang lên, đây, đây vậy mà lại là chiếc ghế làm từ gỗ lim đỏ, một chiếc ghế này có giá cũng phải ít nhất từ vài chục ngàn đến hàng triệu nhân dân tệ. Còn có, đây hình như là bộ bàn trà của thương hiệu Quy Mây nổi tiếng thế giới, chỉ dựa vào bộ bàn trà này thôi giá cả cũng đã không tầm thường. Nhìn vào khung cảnh xa hoa trước mặt, cả đám người liền lập tức phát hiện, dù cho là đồ dùng được bố trí tại phòng khách hay là đồ dùng hàng ngày đều từ những thương hiệu cao cấp nhất thế giới. Đường Lão Thái Thái cùng Đường Hạo không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, trong đầu vang lên ong ong từng tiếng. Thương hiệu đẳng cấp thế giới, bất kỳ món vật dụng nào trong căn biệt thự này đều đến từ các thương hiệu cao cấp trên thế giới. Chỉ dựa vào mắt nhìn quan sát được của bọn họ. Nếu đem cộng lại tất cả các vật dụng trang trí trong phòng khách này giá trị cũng phải khoảng hơn 20 triệu nhân dân tệ, chứ đừng nói đến những khu vực như nhà bếp, phòng ngủ. Ngoại trừ những nơi này, còn có bãi đỗ xe, hồ bơi, sân thượng, phòng tập thể hình, những nơi này cộng lại vậy thì toàn bộ chi phí trang trí của căn biệt thự này phải đến con số 7, 80 triệu nhân dân tệ hay sao? Cộng thêm tiền mặt bằng 100 triệu nhân dân tệ, cộng thêm số tiền hàng chục triệu nhân dân tệ tiền vật tư xây dựng. Vậy thì giá trị của cả căn biệt thự này cũng phải đến ít nhất là 200 triệu nhân dân tệ, tương đương với gấp 2 lần số tài sản của toàn bộ Đường gia gộp lại. Nhìn thấy từng hình ảnh trước mặt, hai mắt Đường Lão Thái Thái bất giác chợt nóng lên, cả đời này của bà có một nguyện vọng chính là có thể ở trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy như vậy an dưỡng tuổi già. Cho đến hiện tại, bản thân bà vẫn chưa làm được, nhưng Đường Mộc Tuyết ngược lại đã làm được, điều này khiến bà không cách nào chấp nhận được. Nhìn thấy từng biểu cảm kinh ngạc vì khung cảnh trước mắt, khóe môi Dương Tiêu từ từ nhếch lên. Mục đích của hắn chính là muốn cho đám người Đường gia này một sự kinh ngạc, khiến cho bọn họ biết được rằng khoảng cách giữa hắn cùng Đường gia, đập tan toàn bộ cảm giác ưu việt của đám người Đường gia. Hắn phải nói cho tất cả mọi người đều biết, cuộc sống Đường Mộc Tuyết hiện tại trải qua so với bất kỳ ai trong bọn họ cũng tốt hơn, chồng của cô ấy không phải là một tên phế vật. Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm cả hai người đều ngây người. Bọn họ sống cả một đời như vậy, nhưng chưa từng thấy qua căn biệt thự nào xa hoa đến như vậy. Triệu Cầm ánh mắt đờ đẫn nhìn sang Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, căn biệt thự này thật sự là do hai người mua sao? Đúng vậy, Mộc Tuyết, tất cả những chuyện này đều là sự thật hay sao? Đường Kiến Quốc run rẩy nói. Bọn họ từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến hai người bọn họ có thể đặt chân vào một căn biệt thự rộng lớn xa hoa đến như vậy, căn biệt thự này cả đời bọn họ chỉ dám ước mơ. Đến khi thật sự bước chân vào bên trong, bọn họ chỉ cảm thấy đây giống như một giấc mộng. Sắc mặt Đường Lão Thái Thái lạnh tanh, bà nhìn sang Đường Mộc Tuyết lạnh giọng nói, Mộc Tuyết, bà nội hỏi cháu, căn biệt thự này thật sự là do các cháu mua hay sao? Nghe đến câu nói này, một đám người dòng chính Đường gia đều đồng loạt tập trung ánh nhìn về phía Đường Mộc Tuyết. Có đánh chết bọn họ cũng không tin được Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu có năng lực mua được hòn đảo nhỏ trung tâm khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh. Hơn nữa còn xây nên một căn biệt thự xa hoa như thế này. Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm đều vô cùng căng thẳng, bọn họ vô cùng chờ đợi câu trả lời của Đường Mộc Tuyết. Bị cả đám người nhìn chăm chú như vậy, Đường Mộc Tuyết có chút căng thẳng. Dương Tiêu cũng nhận ra được Đường Mộc Tuyết căng thẳng, hắn liền đưa mắt ra hiệu cho cô. Dưới sự cổ vũ của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết lúc này mới lên tiếng nói, không sai. Đây chính là căn nhà mới do hai chúng con mua. Cái gì? Đường Mộc Tuyết vậy mà đã thừa nhận rồi sao? Cả đám người lại lần nữa há hốc kinh ngạc, bọn họ thật sự không nghĩ đến Đường Mộc Tuyết vậy mà lại đích thân thừa nhận. Phải biết rằng, cả nhà Đường Mộc Tuyết, ngoài trừ bản thân Đường Mộc Tuyết ra, nhưng người còn lại đều là những kẻ ăn bám kéo chân người khác,
trong nhà những năm gần đây căn bản không để dành được chút tiền tích lũy nào cả. Dưới tình huống không tiền, Đường Mộc Tuyết làm sao có thể mua được cả một căn biệt thự chứ? Đây rõ ràng là lời nói dối, tất cả mọi người căn bản đều không cách nào tin được căn biệt thự này là của Đường Mộc Tuyết. Khuôn mặt của Đường Hạo cùng Đường Lão Thái Thái trong giây phút này lập tức căng cứng, bọn họ vốn dĩ cho rằng căn nhà Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu mua chính là những căn nhà bình thường trong tiểu khu trị giá từ vài triệu đến chục triệu mà thôi. Nếu như căn nhà nhỏ trị giá khoảng vài triệu đến chục triệu, vậy thì bọn họ cũng có thể gây khó khăn đến cho Đường Mộc Tuyết, có thể chất vấn tiền mua nhà từ đâu mà có. Nhưng hiện tại bọn họ nghĩ nát cả đầu cũng không nghĩ ra được căn nhà mới của Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu vậy mà lại là biệt thự trên hòn đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh. Chỉ tính riêng hòn đảo nhỏ này thôi cũng đã giá trị đến 100 triệu nhân dân tệ, có thể sánh ngang với cả Đường gia, chứ đừng nói đến chi phí xây dựng cùng trang trí của cả căn biệt thự. Không thể nào, chuyện này căn bản không thể nào xảy ra, cho dù các người có trúng 8 triệu tờ vé số cũng không cách nào mua nổi cả căn biệt thự này. Không sai, Đường Mộc Tuyết cô có phải là thuê lại của người ta, cố ý giả vờ trước mặt chúng tôi hay không? Ai mà không biết cả nhà Đường Mộc Tuyết nghèo đến mức không có gì để ăn, phải sống trong một căn nhà cũ kỹ hơn 20 năm, hiện tại nhà cũ cũng đã sập nát, người nhà bọn họ hiện tại giống như chó nhà có tang, làm gì có nhiều tiền để mua biệt thự chứ? Có đánh chết tôi cũng không tin căn biệt thự này là của bọn họ. Nhìn khung cảnh xa hoa lộng lẫy trước mắt, nguy nga lộng lẫy giống như cung điện hoàng gia, cả đám người Đường gia đều ghen tị không ngớt. Đường Mộc Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối Đường Mộc Tuyết, con không nói đùa với mọi người đúng không? Triệu Cầm tức giận đánh lên người Đường Kiến Quốc, sau khi ăn một cú tát từ Triệu Cầm, Đường Kiến Quốc lúc này mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Triệu Cầm ham hư danh, nhưng không phải là kẻ ngốc. Bà xem như cũng nhìn ra được, một đám người Đường gia chính là đang chuẩn bị châm chọc con gái của mình. Là mẹ ruột của Đường Mộc Tuyết, Triệu Cầm cũng không tin căn biệt thự này do con gái của mình cùng tên con rể phế vật kia mua được, cùng lắm là tạm thuê lại căn biệt thự này để lừa gạt mọi người mà thôi. Căn biệt thự xa hoa như vậy tiền thuê một ngày phải mất bao nhiêu trăm ngàn nhân dân tệ đây? Chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Cầm không nhịn được hung hăng rỉ máu. Vài chục ngàn nhân dân tệ đối với bà mà nói đã không phải là món tiền nhỏ rồi. Đường Hạo đột nhiên như nhớ đến điều gì khác liền bật cười, không biết mọi người có còn nhớ rõ hay không, trước đây có người từng tiết lộ thiếu chủ của đệ nhất gia tộc Đông Hải Lý Minh Hiên cùng vương tử Thỏi Tiêu đến đấu giá tại cung gia, sau đó dùng giá nội bộ 100 triệu nhân dân tệ để mua lại hòn đảo nhỏ này. Nhắc đến chuyện này, hiện trường không ít người đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt khi nhìn Đường Mộc Tuyết tràn ngập sự khinh thường. Tôi nói đây là chuyện gì chứ, thì ra là biệt thự của Lý Minh Hiên à. Đường Mộc Tuyết cô cũng được lắm, thật biết cách giả vờ. Đúng, tôi nói mà hai người bọn họ làm sao có thể mua được một nơi xa hoa tráng lệ đến như vậy, trước đây nghe tôi còn nghe nói Lý Minh Hiên vẫn luôn ở đây giám sát công trình. Đây nhất định là biệt thự của Lý Minh Hiên, cùng Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu không có chút quan hệ nào. Tôi xem như cũng đã hiểu rõ rồi, đây nhất định là do Lý Minh Hiên cho Đường Mộc Tuyết mượn tạm. Cố ý giả vờ trước mặt chúng ta, Đường Mộc Tuyết, đêm qua hầu hạ Lý Minh Hiên có thoải mái không? Một đám người dòng chính Đường gia đều cười phá lên, ánh mắt khi nhìn Đường Mộc Tuyết tràn ngập khinh bỉ. Giống như Đường Mộc Tuyết hầu hạ Lý Minh Hiên, nên Lý Minh Hiên mới ủy quyền cho Đường Mộc Tuyết dẫn bọn họ bước vào nơi này. Từ khi Đường Mộc Tuyết đột nhiên ký được đơn hàng của Đông Hải Lý gia, tất cả mọi người Đường gia đều cho rằng Đường Mộc Tuyết cùng Lý Minh Hiên có một chân với nhau. Nhưng điều mà bọn họ không ngờ đến chính là, hoàng tử Thổi Tiêu chính là Dương Tiêu. Hoặc có lẽ bọn họ sớm đã đoán được, chỉ là không có ai nguyện ý tin tưởng sự thật này mà thôi. Dù sao, một tên phế vật ở Đường gia 5 năm nay, ai cũng không tin được tên phế vật đó đột nhiên lại trở nên cường mạnh hơn. Mộc Tuyết, con làm sao có thể làm như vậy được chứ? Khuôn mặt già nua của Đường Kiến Quốc trở nên đỏ bừng. Giống như Đường Mộc Tuyết làm như vậy khiến cho mặt mũi bọn họ mắt sạch, mắt mặt đến tận nhà mẹ đẻ. Con.con không có. Bị mọi người chất vấn, Đường Mộc Tuyết cả khuôn mặt hốt hoảng. Đặc biệt nhất là việc cả đám người dòng chính Đường gia nói cô cùng Lý Minh Hiên có một chân với nhau, điều này khiến cho Đường Mộc Tuyết vô cùng tức giận. Đường Hạo cho rằng đây nhất định là căn biệt thự của Lý Minh Hiên, hắn nhìn Đường Mộc Tuyết cười lạnh nói. Vậy sao, việc đã đến nước này. Đường Mộc Tuyết cô còn muốn giảo biện sao? Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết, cô còn chuẩn bị giả vờ đến khi nào nữa đây? Còn không mau thừa nhận đi, cô chỉ là một người phụ nữ hầu ăn, hầu hạ ăn chơi mà thôi.
từng giọng nói ác ý không ngừng vang lên. Đường lão thái thái lắc đầu lạnh giọng nói, Đường Mộc Tuyết, cháy khiến cho lão thân quá thất vọng rồi. Bộp bộp bộp, chính ngay giây phút này, liền vang lên một tràng vỗ tay. Chỉ thấy Dương Tiêu cả khuôn mặt châm chọc nói, đặc sắc, thật là quá đặc sắc, xem ra người nhà chúng tôi trong mắt các người không đáng một đồng, nếu như mọi người đều cho rằng căn biệt thự này không phải của chúng tôi, cho rằng Mộc Tuyệt đang vờ vịt với các người, vậy thì các vị hãy mở to mắt ra nhìn xem đây là thứ gì. Vừa dứt lời, Dương Tiêu không chút chần chừ, liền vứt số nhà đất đến trước mặt mọi người. Dương Tiêu hoàn toàn nhìn rõ từng khuôn mặt nham hiểm xấu xa của đám người Đường ra trước mắt, đối với đám người này, Dương Tiêu thật sự chán ghét đến cùng cực. Cho đến hiện tại, bọn họ vẫn còn muốn sỉ nhục Đường Mộc Tuyết, nảy sinh nghi ngờ đối với cô, điều này thật khiến người ta cảm thấy tức giận. Đường Mộc Tuyết dù sao cũng là người Đường ra, trên người cũng chảy dòng máu của Đường ra, nhưng lại bị toàn bộ người nhà Đường ra đứng ra chống đối, chuyện này thật khiến người ta cảm thấy giá buốt trong tim. Có điều Dương Tiêu cũng đã hiểu rõ, những người Đường ra này trong mắt chỉ có quyền lực, dù cho sức ảnh hưởng của Đường Mộc Tuyết càng ngày càng lớn mạnh, nhưng chỉ cần cô trải qua cuộc sống tốt hơn bọn họ, thì từng người một đều ghen tị, toàn bộ ghen tị đến không thôi. Dù sao đây cũng là thời đại chỉ cười kẻ nghèo nàn chứ ai cười gái điểm bao giờ, cũng là thời đại nhìn tiền chứ không nhận người. Bất kể bạn làm bất kỳ ngành nghề nào, chỉ cần bạn có đủ tiền bạc trong tay, người khác đều sẽ nhìn bạn một cách tôn trọng, chỉ cần trong tay có tiền, thì bạn trong mắt đám người này chính là một đại nhân vật vô cùng có tiếng tăm. Sổ nhà đất, giả thần giả quỷ, tôi chính là không tin trên cuốn sổ nhà đất này viết tên hai người các người. Đường Hạo hừ giọng nói. Vừa nói, Đường Hạo liền cầm lên cuốn sổ nhà đất, chăm chú nghiên cứu, cả đám người dòng chính Đường ra toàn bộ đều vươn đầu về phía trước, muốn nhìn cho rõ ràng. Đường lão thái thái cả khuôn mặt lạnh lùng trong toàn bộ quá trình, tên phế vật này chỉ biết giả vờ giả vịt, bà chính là không tin căn biệt thự này chính là tài sản thuộc quyền sở hữu của Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu. Đường Hạo cả khuôn mặt khinh bỉ vội vàng mở ra cuốn sổ nhà đất, khi nhìn thấy bên trên viết tên chủ hộ chính là ba chữ Đường Mộc Tuyết, toàn thân Đường Hạo hung hăng cứng nhắc, giống như chịu phải sét đánh giữa trời quang. Cái gì, Đường Mộc Tuyết, tôi không xem sai chứ? Một đám người dòng chính Đường ra sắc mặt thất kinh, mi mắt giật điên cuồng. Đường Hạo lúc này chỉ cảm thấy giống như bản thân nảy sinh ảo giác, hắn xoa nhẹ hai mắt, lại lần nữa mở mắt ra nhìn. Khi nhìn thấy trên cuốn sổ nhà đất ấy vẫn viết ba chữ tên của Đường Mộc Tuyết. Chuyện này làm sao có thể như vậy được? Có vấn đề, nhất định có vấn đề lớn. Đường Hạo lúc này như muốn nổi điên lên. Phải biết rằng, căn chung cư mà Đường Hạo đang sống chỉ là căn biệt thự mua đi bán lại, nhỏ đến mức không nhỏ hơn được nữa, hơn nữa còn có chút cũ nát. Cho đến hiện tại, khi nhìn thấy căn biệt thự hòn đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh viết tên Đường Mộc Tuyết, trong vô hình giống như Đường Mộc Tuyết nhất thời đã cưỡi lên đầu hắn vậy, chuyện này Đường Hạo làm sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Đường Hạo có chút điên cuồng, hắn tỉ mỉ quan sát dấu vân tay in trên cuốn sổ nhà đất, tỉ mỉ quan sát mã số cũng như dầu mộc của cục quản lý nhà đất bên trên. Cuối cùng, hai mắt Đường Hạo đờ đẫn, giống như một chiếc bóng bay bị người ta trút hết khí bên trong, khiến cả người triệt để ngây ngốc. Không sai, cuốn sổ nhà đất này quả thật có hữu hiệu, hơn nữa còn là mới phát hành gần đây. Không có một chút vấn đề nào không ổn cả. Đường Mộc Tuyết, vậy mà lại có thể sở hữu được một căn biệt thự xa hoa trị giá lên đến 200 triệu nhân dân tệ. Giây phút này, Đường Hạo chỉ cảm thấy bản thân giống như từ thần đàn rơi xuống, đứng trước mặt Đường Mộc Tuyết không có một chút cảm giác ưu việt nào cả. Cuốn sổ nhà đất này là thật sao? Căn biệt thự này cũng là của Đường Mộc Tuyết sao? Một đám người dòng chính Đường ra ngơ ngác nhìn nhau, giữa hai hàng chân mày tràn ngập nét kinh ngạc. Đờ đẫn cả rồi, những người Đường ra từng châm chọc chê cười Đường Mộc Tuyết hiện tại đều đã ngây người cả tôi. Đại đa số người bọn họ hiện tại đều sống trong các tiểu khu mới xây, giá nhà đại khái từ 2 đến 3 triệu nhân dân tệ, chỉ có như vậy thôi cũng đã khiến cho bọn họ tràn ngập cảm giác ưu tú hơn người rồi. Cả gia tộc Đường ra cũng chỉ có một mình nhà của Đường Mộc Tuyết là sống trong tiểu khu ổ chuột ọp ẹp, thời gian trước tiểu khu ổ chuột đó còn vì vụ việc dò dỉ khí ga dẫn đến cháy nổ. Căn nhà của Đường Mộc Tuyết cũng ngay lập tức trở thành cho bụi, chuyện này bọn họ còn cười đùa châm chọc trong một thời gian dài, hiện tại nhìn căn biệt thự to lớn nguy nga lộng lẫy, bọn họ căn bản không cách nào dùng ngôn từ nào để diễn tả sự chấn động trong nội tâm của mình. Nhìn thân thể hóa đá của từng người Đường ra, Đường Mộc Tuyết chỉ muốn vì Dương Tiêu hả giận một phen. Đã từng có khi, bản thân luôn bị người đối xử ghẻ lạnh. Đã từng có khi,
bản thân chính là trò đùa trong miệng kẻ khác. Chính vào ngay lúc vừa rồi, đám người này còn khinh thường mình vô cùng, còn không ngừng buông lời chất vấn. Hiện tại ngay lúc dùng sự thật để chứng minh tất cả, cả đám người này đều lập tức kinh ngạc đến mức chấn động không thôi. Đây chính là cảm giác bị vả mặt hay sao? Thật sự là một cảm giác không tệ. Đường Mộc Tuyết từ tận trong xương cốt là một người phụ nữ mạnh mẽ, cô sống tại Đường gia luôn khao khát có ngày hơn người, nhận được sự công nhận từ người khác. Chỉ đáng tiếc, trong 5 năm này, cô chưa từng được người khác công nhận, ngược lại trở thành trò cười trong miệng của đám người Đường gia này. Cho đến hôm nay, cô mới có cảm giác bản thân cuối cùng đã có cơ hội đứng lên được, trong mắt nhìn của đám người Đường gia cuối cùng đã có thể đứng thẳng lên. Nghĩ đến những uất ức những năm gần đây, lại nhìn đám người Đường gia đang bị hóa đá, Đường Mộc Tuyết thật sự có xúc động muốn khóc. Sự uất ức này vẫn luôn ẩn giấu trong trái tim cô quá lâu rồi, cô chờ đợi ngày những người Đường gia phải dùng cặp mắt khác nhìn mình, chờ đợi đã quá lâu rồi, cho nên ngay giây phút đó đến, trong lòng Đường Mộc Tuyết như có trăm ngàn mối đan xen, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi trên gò má. Chỉ có người từ vực sâu bò lên cao mới có thể hiểu được cảm giác lúc này của Đường Mộc Tuyết. Giống như việc bạn phải chịu uất ức nhiều năm như vậy, cảm giác vui mừng khi trở thành người thành công ấy không có người nào có thể cảm nhận được. Giống như có những học sinh thi đại học, khi bạn đã không ngừng cố gắng, nhưng lại không nhận được công nhận, tất cả mọi người đều cho rằng bạn chỉ là một kẻ phế vật, chỉ là rác rưởi, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được, đến mức đến cả ba mẹ của bạn cũng không chút lòng tin nào vào bản thân bạn. Sau đó, chính vào ngày bạn thi đại học đột nhiên bùng nổ, được trường đại học Harvard nhận vào học, khiến cho tất cả những kẻ xem thường bạn phải dùng ánh mắt hoàn toàn khác để thán phục. Chính vào giây phút đó, không hề có quá nhiều niềm vui, chỉ có chua xót cùng xúc động nói không nên lời. Dương Tiêu có thể hiểu rõ tâm trạng lúc này của Đường Mộc Tuyết, hắn bước lên trước vỗ nhẹ vào đôi vai của cô, sau đó nở một nụ cười cổ vũ. Đường Mộc Tuyết thu lại nước mắt, cô lúc này thật sự muốn lao vào vòng tay của Dương Tiêu. Cũng vì, Đường Mộc Tuyết hiểu rõ. Tất cả những thứ này đều là do Dương Tiêu mang tặng đến cho cô, là Dương Tiêu cho cô cơ hội khiến cho đám người Đường gia phải nhìn mình bằng cặp mắt khác. Liếc mắt nhìn từng khuôn mặt đờ đẫn của đám người Đường gia, trong lòng Dương Tiêu cười lạnh không ngót. Bản tính con người, tất cả đều là bản tính con người. Cuộc sống giống như một con khỉ đang trèo trên cây, từ dưới nhìn lên trên đều chỉ là những mông khỉ đỏ ửng, còn từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy những khuôn mặt cười giả tạo. Trong lòng Dương Tiêu, đám người Đường gia này tất cả đều là những kẻ chuyên âm mưu, một đám người chuyên âm mưu tự tư tự lợi chỉ nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân của mình, bọn họ lợi dụng công việc, không ngừng vì bản thân mưu quyền đoạt lợi. Trên thế gian này có hai loại người bạc tình nhất, một là những kẻ mưu lợi, hai là con hát. Kẻ mưu lợi không có tim, là những kẻ nhìn thấu sự lạnh nhạt của thế nhân, con hát không tim cũng vì đã diễn tấu hết sự tình muôn ngàn thay đổi của hồng trần. Còn Dương Tiêu, ngược lại là một kẻ sống lý tưởng. Hắn tự định vị trí cho bản thân chính là người lý tưởng. Mà kết cục người lý tưởng đến cuối cùng chỉ có hai con người, một là sống cô độc đến già trong hành trình cô độc của mình, hai là trên con đường đổ long hóa thân thành ác long. Nếu như không có sự lựa chọn nào khác, Dương Tiêu tình nguyện hóa thân thành ác long, cũng chỉ vì bảo vệ cho những người thân yêu nhất của mình. Đường Lão Thái Thái nhận thức được chuyện này không đơn giản như những gì mình tưởng tượng, bà xoay người hỏi Đường Hạo, Hạo Hạo, có chuyện gì? Đường Hạo toàn thân nhanh nhạy, hắn lập tức đưa cuốn sổ nhà đất đến cho Đường Lão Thái Thái, bà nội, người xem L. Đường Lão Thái Thái nghi ngờ liếc mắt nhìn Đường Hạo, sau đó cúi người nhìn cuốn sổ nhà đất. Vừa liếc nhìn liền nhìn thấy trên cuốn sổ nhà đất này quả thật có viết tên của Đường Mộc Tuyết. Cái gì, chủ hộ là Đường Mộc Tuyết? Khi nhìn rõ cái tên được đăng ký trên cuốn sổ nhà đất này, thân thể già yếu của Đường Lão Thái Thái lập tức chấn động, cuốn sổ nhà đất trong tay liền rơi xuống. Nhìn thấy chủ hộ trên cuốn sổ nhà đất quả thật là Đường Mộc Tuyết, đầu óc Đường Lão Thái Thái trở nên trắng xóa, bà chỉ cảm thấy bản thân như từ thần đài ngã rơi xuống đất. Bản thân bà dù sao cũng là chủ nhân Đường gia, hiện tại vậy mà lại rơi vào con đường không bằng một tiểu bối, Đường Lão Thái Thái chỉ cảm thấy bản thân bà nhiều năm nay sống như kiếp con chó. Cho dù khó lòng tin tưởng tất cả, nhưng tên chủ hộ trên cuốn sổ nhà đất sẽ không viết sai. Nguyện vọng lớn nhất đời này của bà chính là có thể dẫn dắt Đường gia vươn lên vị trí hào môn đệ nhất Trung Nguyên, sau đó mua một căn biệt thự tại khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh làm chốn dưỡng già. Điều khiến cho Đường Lão Thái Thái không cách nào ngờ đến chính là,
Đường Mộc Tuyết không một chút cảm giác tồn tại nào ở Đường gia vậy mà lại nhanh chân trở thành người sở hữu một căn hộ sang trọng ở khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, mà còn là căn hộ xa hoa nhất tại nội khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh này. Nội tâm của Đường lão thái thái giây phút này giống như bị lật đổ một bình ngũ vị, ánh mắt khi nhìn Đường Mộc Tuyết cũng trở nên phức tạp hơn. Triệu Cầm nhận ra chuyện này có lẽ đã xảy ra chuyển biến mới, bà liền nhanh như tên bắn chạy lên phía trước nhặt lấy cuốn sổ nhà đất rơi trên nền nhà, tỉ mỉ xem xét một lượt, lúc này Triệu Cầm hét lên tiếng thét chói tai như quỷ kêu, ôi mẹ của tôi ơi! Đây, căn biệt thự này thật sự là của Mộc Tuyết. Đường Kiến Quốc sắc mặt lập tức thay đổi, cũng tiến lên phía trước ngước nhìn xem, khi nhìn thấy trên cuốn sổ nhà đất ấy quả thật viết tên con gái của mình, thần sắc của ông liền thay đổi, mí mắt không ngừng giật điên cuồng. Bà nội, hiện tại không còn lời nào để nói nữa đúng không? Đường Mộc Tuyết trước giờ làm mọi chuyện quang minh lỗi lạc, bà cho rằng Mộc Tuyết ở công ty lợi dụng chức vụ đục nước béo cỏ hay sao? Dương Tiêu lạnh nhạt nói, bà nội thật sự đem lòng người nghĩ xấu xa quá rồi, nếu như Mộc Tuyết thật sự ở công ty đục nước béo cỏ, thì nhà chúng cháu đã sớm đổi sang căn nhà mới rồi. Mộc Tuyết tay chân sạch sẽ, cũng không giống như ai kia. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả những người Đường gia đều trở nên âm trầm, giống như trong vô hình có một bàn tay hung hăng tát lên khuôn mặt của họ. Mặc dù những lời này nói ra từ miệng Dương Tiêu khiến cho tất cả bọn họ đều không cảm thấy thoải mái, nhưng lại không thể không thừa nhận, tiền lương mỗi tháng của Đường Mộc Tuyết trừ tiền lương cơ bản chính là tiền hiệu quả, đến mức Đường Hạo vì muốn đè ép Đường Mộc Tuyết, tuyệt nhiên không hề nộp tiền bảo hiểm cho cô, chứ. Đừng nói tiền thưởng cuối năm hoặc tiền phúc lợi. Rầm rầm. Thân thể Đường lão thái thái có chút lảo đảo, suýt chút nữa té ngã ra phía sau. Bà nội, Đường Hạo nhanh như tên bắn chạy về phía trước đỡ lấy Đường lão thái thái. Sắc mặt Đường Hạo vặn vẹo, hiểm ác nhìn Dương Tiêu, thứ khốn nạn này, anh ăn nói với bà nội như vậy sao? Anh chính là một tên phế vật, anh có tư cách ở nơi này nói chuyện hay sao? Trên sổ nhà đất viết tên chủ hộ là Đường Mộc Tuyết, cũng không phải là viết tên phế vật nhà anh, lại nói. Nguồn gốc căn biệt thự này của Đường Mộc Tuyết không rõ ràng, anh mẹ nó bị cho đội nón xanh mà vẫn còn ở đây ăn nói bậy bạ, có tin tôi cho anh một cái tát đánh anh đến mức không thể tự lo cho bản thân được không? Trong lòng Đường Hạo lúc này không có chút tư vị nào khác, hắn chỉ có thể đem ngọn lửa tức giận trong lòng phát tiết trên người Dương Tiêu. Nghe những lời này của Đường Hạo, một đám người Đường gia lại tiếp tục châm chọc, chế nhạo Dương Tiêu. Đúng vậy, nơi này làm gì có tư cách nói chuyện của tên phế vật nhà anh? Có biết tôn ti trật tự hay không? Bà nội là người mà anh có thể khinh nhờn hay sao? Đường Mộc Tuyết có được căn biệt thự này e rằng sử dụng cách không chính đáng rồi. Theo như tôi thấy đây nhất định là do Lý Minh Hiên mua lại hòn đảo nhỏ này sau đó xây lên một căn biệt thự, không nghĩ đến Lý Minh Hiên vì bao nuôi người phụ nữ khác bên ngoài mà cũng chịu bỏ nhiều công sức như vậy. Vì một người phụ nữ, không tiếc mua cho cô ta cả một hòn đảo nhỏ sau đó còn xây lên cả một căn biệt thự. Hừ! Lý Minh Hiên là loại người gì chứ? Tài sản của Đông Hải Lý gia lên đến cả con số hàng trăm tỷ nhân dân tệ, chỉ vài 200-300 triệu này có tính là gì? Đường Mộc Tuyết chính là một con hồ ly tinh, khẳng định là do cô ta dụ dỗ Lý Minh Hiên, đem hắn ta hầu hạ sảng khoái rồi, cho nên Lý Minh Hiên mới đem căn biệt thự này cho cô ta. Cả đám người dòng chính Đường gia, từng người một nói chuyện càng lúc càng khó nghe, thiếu điều chỉ muốn đem Đường Mộc Tuyết nói thành gái bán hoa ngoài đường mà thôi. Đường Mộc Tuyết tức đến mức toàn thân run rẩy, cô thật sự không ngờ rằng đám người Đường gia này vậy mà lại có thể phán đoán cô thành dạng người như vậy. Các người ăn nói bậy bạ, tôi cùng Lý Minh Hiên chỉ có quan hệ hợp tác làm ăn mà thôi. Hai mắt Đường Mộc Tuyết không tự chủ được mà đỏ lên. Sỉ nhục sự trong sạch của cô, đây là chuyện mà Đường Mộc Tuyết không cách nào chấp nhận được. Đường Hạo cười châm chọc nói, vậy sao? Tôi làm sao? Có thể tin cô được chứ? Mối quan hệ hợp tác làm ăn. Lên giường bàn chuyện làm ăn, Đường Mộc Tuyết, không nghĩ đến cô lại là loại phụ nữ như vậy, bản thân là người đã có chồng nhưng vẫn ra ngoài quyến rũ người khác. Không lẽ là do tên phế vật này không được? Ha 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 ha, một đám người dòng chính Đường gia bắt đầu điên cuồng cười châm chọc. Khuôn mặt của từng người trong bọn họ đều mang sắc thái châm chọc, nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu giống như một tên phế vật vô dụng đến không còn chỗ nào vô dụng hơn được nữa. Đường Mộc Tuyết nắm chặt bàn tay, tức giận nói. Ăn nói bậy bạ, các người đều ăn nói bậy bại. Hai người Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm đều bị dọa sợ, bọn họ từ trước đến nay chỉ dám giễu võ dương oai trước mặt những người không bằng mình. Còn giây phút này, đứng trước mặt bọn họ chính là những người dòng chính Đường gia,
người một nhà bọn họ đứng trước mặt Đường ra không chút cảm giác tồn tại nào, trong lòng căn bản không có chút ý định phản kháng nào. Ăn nói bậy bạ hay sao? Vậy cô nói cho tôi biết căn biệt thự này từ đâu mà có, tốt nhất đừng nói với tôi rằng nơi này là do tên phế vật Dương Tiêu mua cho cô. Đường Hạo cười châm chọc nói. Đường Mộc Tuyết tức giận đến mức nước mắt không ngừng dâng lên, trên thực tế, căn biệt thự này chính là do Dương Tiêu mua cho cô. Chỉ là, nếu như nói ra thì cả đám người Đường gia dù cho bị đánh chết cũng sẽ không chấp nhận tin sự thật Dương Tiêu đã mua căn biệt thự này. Đường Hạo cảm giác giống như đã nuốt trọn được cả Đường Mộc Tuyết, sắc mặt lợi hại lập tức lên tiếng, Đường Mộc Tuyết, nói không nên lời rồi đúng không? Cô chính là người phụ nữ hạ tiện. Không sai, Đường Mộc Tuyết cô đúng là quá hạ tiện, thật sự làm mất mặt của toàn bộ Đường gia chúng ta. Cả đám người Đường gia không ngừng trách cứ. Hai mắt Đường Mộc Tuyết đỏ ửng, nước mắt uất ức lập tức rơi xuống. Dương Tiêu bước lên phía trước ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đường Hạo, hạ tiện. Đường Hạo, có bản lĩnh thì nói lại một lần nữa. Cảm nhận được sự tức giận tỏa ra trên người Dương Tiêu, Đường Hạo sợ đến mức co rụt cả cổ lại, nhìn Dương Tiêu cảnh cáo, thế nào? Tên phế vật Dương Tiêu nhà anh còn dám ra tay với tôi hay sao? Tôi cảnh cáo anh, hôm nay có bà nội ở đây, nếu như anh dám ra tay đánh bị thương người khác, bà nội tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh đâu. Không buông tha cho tôi. Dương Tiêu cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, Đường Hạo, xem ra anh vẫn chưa biết tự lượng sức mình, chuyện của Nhiễm Trinh Trinh lẽ nào vẫn chưa đủ cảnh cáo anh hay sao? Chuyện liên quan đến Nhiễm Trinh Trinh. Khi nghe thấy câu nói này của Dương Tiêu, sắc mặt Đường Hạo lập tức điên cuồng, chuyện đó là do anh gây ra. Cũng vì người đàn bà tên Nhiễm Trinh Trinh kia, bản thân không những cùng Lưu Mộng Lị ly hôn, còn bị người nhà Lưu gia đánh đập một trận, mỗi lần nghĩ đến những chuyện như vậy, Đường Hạo hận đến mức ngứa răng. Dương Tiêu không trực tiếp trả lời vấn đề này, lại tiếp tục nói, Đường Hạo, tôi cảnh cáo anh, nếu như anh còn dám sỉ nhục Mộc Tuyết, tôi đảm bảo kết cục của anh còn tệ hại hơn so với Vương Thiên Long, tôi dám lấy nhân cách của bản thân ra thê. Mắt thấy từ trên người Dương Tiêu đột nhiên phát ra khí thế hùng mạnh, Đường Hạo sợ đến mức nhảy dựng cả người. Cho đến hiện tại, Vương Thiên Long vẫn chưa biết rõ tung tích, quá nữa chính là bị đám người Lý Thần Chiến băm nát như tương. Chỉ cảnh nghĩ đến tình cảnh đáng sợ đó, Đường Hạo bắt giác không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, kinh hoàng khiếp sợ. Khuôn mặt già nua của Đường Lão Thái Thái cũng âm trầm lạnh lẽo hơn, tâm nguyện lớn nhất cả cuộc đời này của bà chính là có thể dưỡng già ở khu biệt thự ven hồ Nhãn Minh này. Nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, Đường Lão Thái Thái trầm giọng nói, nếu như Đường Mộc Tuyết đã không có cách nào giải thích được lai lịch của căn biệt thự này từ đâu đến, vậy thì căn biệt thự này tạm thời sẽ do Lão Thân giữ gìn, hiện tại các người có thể rời khỏi đây rồi. Lão Thân hiện tại muốn nghỉ ngơi. Cái gì? Đường Lão Thái Thái muốn cưỡng ép ở lại. Nhìn thần sắc quyết ý có bằng được của Đường Lão Thái Thái, khóe môi Dương Tiêu không ngừng co giật, Đường Lão Thái Thái này so với trong tưởng tượng của hắn còn vô liêm sỉ hơn. Từ đôi mắt già nua của Đường Lão Thái Thái lóe lên tia điên cuồng, biệt thự hòn đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh quả thật là một chỗ ở lý tưởng cho việc an dưỡng tuổi già mà bà hằng mơ ước bấy lâu nay. Nhìn khung cảnh xa hoa lộng lẫy của căn biệt thự ở đây, Đường Lão Thái Thái vừa mới bước chân vào liền không muốn rời đi, nếu như hiện tại Đường Mộc Tuyết không có cách nào giải thích được nguồn gốc của căn biệt thự này đến từ đâu, vậy thì bà sẽ tận dụng cơ hội này sẽ sống ở đây, tận hưởng cuộc sống sang trọng của tầng lớp thượng lưu một lần. Đám người dòng chính Đường gia vô cùng tán đồng với ý kiến này, cả bọn không ngừng gật đầu đồng ý, bọn họ vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Đường Lão Thái Thái có thể sống trong căn biệt thự này. Bọn họ không sống được trong một căn biệt thự xa hoa như thế này, tất nhiên cũng không hy vọng Đường Mộc Tuyết có thể sống được ở đây. Trong lòng Dương Tiêu không ngừng vang lên từng tràng cười lạnh, cả đám người dòng chính Đường gia này cũng thật là vô liêm sỉ, bản thân không sống được trong căn nhà xa hoa. Không những không thừa nhận bản thân không có bản lĩnh còn muốn kéo người khác cùng xuống nước. Hòn đảo nhỏ này là do hắn bỏ ra số tiền 100 triệu nhân dân tệ mua lại, sau đó không tiếc bỏ ra thêm 1 triệu nhân dân tệ nữa để hoàn thành xây dựng căn biệt thự này, cũng chỉ vì muốn dành tặng cho Đường Mộc Tuyết một căn nhà ấm áp, hắn căn bản không đồng ý cho Đường Lão Thái Thái dở trò tu hú chiếm tổ, ngồi không hưởng lộc như vậy. Trên khuôn mặt hoàn mỹ không chút khiếm khuyết nào của Đường Mộc Tuyết càng ngày càng trở nên trắng bệch. Cô đã bị sự vô liêm sỉ của Đường Lão Thái Thái làm chấn động đến. Chỉ là, Đường Lão Thái Thái dù sao cũng là bà nội của cô, không lẽ bà nội muốn ở vài ngày, bản thân cô còn đuổi bà ra hay sao? Chuyện, Triệu Cầm vô cùng tức giận nhìn Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc rụt cổ lại, bọn họ chỉ dám giễu võ dương oai trước mặt những kẻ không bằng mình,
hiện tại Đường Lão Thái Thái đang đứng ở đây, trước mắt Đường Lão Thái Thái, bọn họ đến thả rắm cũng không dám. Đường Lão Thái Thái trừng mắt nhìn Triệu Cầm nhất thời giống như một chiếc banh ra xì hơi, vô cùng khiếp sợ. Vốn dĩ còn cho rằng có thể ở trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy này khoe khoang một phen, nhưng lại không đoán được tâm tư của Đường Lão Thái Thái lại xảo trá như vậy. Hơn nữa hai vợ chồng bọn họ đều hiểu rõ được, chỉ cần Đường Lão Thái Thái dọn vào đây sống, trừ phi bà ta chết đi, nếu không cả đời này bà ta cũng sẽ không dọn ra ngoài. Dù cho trong lòng hai người bất bình không thôi, nhưng trước mặt Đường Lão Thái Thái, cả hai chỉ có thể lựa chọn im hơi lặng tiếng, chỉ sợ chọc giận đến Đường Lão Thái Thái sau đó bị bọn họ trục xoát ra khỏi Đường ra. Đường Hạo châm chọc nói, những gì bà nội nói không sai, nếu như Đường Mộc Tuyết đã không thể giải thích rõ ràng nguồn gốc căn biệt thự này, vậy thì căn biệt thự này sẽ do bà nội sống ở đây, nói không chừng tiền trang trí hoàn thiện của căn biệt thự này đều là tiền của công ty. Ăn nói bậy bạ, Đường Mộc Tuyết vừa tức giận vừa gấp gáp. Hòn đảo nhỏ này rõ ràng là do Dương Tiêu mua lại, trang trí hoàn thiện từ trong ra ngoài đều do một tay Dương Tiêu sắp xếp, không có chút liên quan gì đến công ty. Mặc dù nghèo hèn, nhưng Đường Mộc Tuyết từ trước đến giờ luôn nghèo cho sạch, rách cho thơm, một đám người dòng chính Đường ra luôn thừa cơ đục nước béo cò, những chuyện này cô đều biết rõ nhưng chưa từng tham dự một lần. Tên Đường Hạo kia luôn không ngừng sỉ nhục mình, điều này khiến cho Đường Mộc Tuyết không cách nào nhẫn nhịn được. Đường Hạo cười châm chọc nói, tôi ăn nói bậy bạ. Không lẽ nơi này thật sự không dùng đến một đồng nào? Của Đường gia, Đường Mộc Tuyết, cô tốt nhất giải thích rõ ràng với chúng tôi căn biệt thự này từ đâu mà đến. Đường Hạo hung hăng bức người, giống như một tiếng trống hăng hái bức ép Đường Mộc Tuyết vào con đường không còn lời gì để nói. Căn biệt thự tốt như vậy nếu như Đường Lão Thái Thái dọn vào ở, vậy thì sau này Đường Lão Thái Thái chết rồi, vậy thì căn biệt thự này tất nhiên thuận lý thành chương chuyển nhượng cho hắn rồi. Bàn tính này của Đường Hạo tính toán rất chu đáo, chỉ đáng tiếc Dương Tiêu căn bản sẽ không ngồi im không quản. Hòn đảo nhỏ này là do chính tay tôi mua về, căn biệt thự cũng là do tôi tìm người một tay xây nên, cùng Đường gia không có một chút quan hệ gì cả, bà nội bà muốn đến tham quan thì không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn ở lại nơi này thì thật ngại quá, nơi này không hoan nghênh bài. Dương Tiêu trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Đường Kiến Quốc, Triệu Cầm đứng trước mặt Đường Lão Thái Thái căn bản không có lòng phản kháng. Còn Đường Mộc Tuyết lại không có cách nào giải thích được nguồn gốc của căn biệt thự này, chỉ có thể đem chuyện này nói rõ ràng ra mà thôi. Bất kể mọi người có tin hay không, Dương Tiêu đều sẽ dùng biện pháp mạnh để tống cổ đám người này ra khỏi đây. Thời điểm này, nếu như thái độ bản thân không đủ cứng rắn, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bản thân bị chịu thiệt thòi. Anh mua căn biệt thự này. Khi nghe thấy câu nói này của Dương Tiêu, ánh mắt không ít người đều tập trung trên người Dương Tiêu. Ha 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 han. Sau đó, một chàng cười chói tai lần lượt vang lên trong cả khu biệt thự. Một đám người cười đến mức chảy cả nước mắt sống, bọn họ thật sự không ngờ rằng Dương Tiêu có thể ăn nói không chút kiêng kỵ nào. Trong mắt tất cả mọi người, Dương Tiêu chính là một tên phế vật không hơn không kém, là một người đàn ông vô dụng chỉ biết ăn bám. Vậy mà hiện tại tên phế vật này lại thừa nhận bản thân đã bỏ ra số tiền hơn 200 triệu nhân dân tệ để xây nên căn biệt thự cao cấp như thế này, lời này nói ra ai có thể tin được chứ? Cả gia tộc to lớn từ trên xuống dưới ở Đường ra ai mà không biết Dương Tiêu là kẻ vô dụng trong 5 năm nay, tùy tiện đánh mắng, không chút ý chí tiền thủ nào. Trước đây bọn họ tùy tiện mắng nhiếc Dương Tiêu một câu, Dương Tiêu cũng không dám cãi lại, chỉ là những ngày gần đây tên phế vật Dương Tiêu này giống như đổi thành một người hoàn toàn khác vậy. Chỉ đáng tiếc, dù có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì bản chất vẫn mãi là một tên phế vật mà thôi, điểm này trong lòng của mọi người sẽ không có cách nào thay đổi được. Đường Hạo ôm bụng cười lớn, Dương Tiêu, mẹ nó muốn chọc cười chết tôi hay sao? Anh mua căn biệt thự này. Anh nằm mơ mua căn biệt thự này hay sao? Tên vô dụng phế vật nổi danh khắp thành phố Trung Nguyên vậy mà lại mua được cả căn biệt thự. Ôi mẹ của tôi ơi, sợ vãi cả ra quần. Đúng vậy, đúng vậy. Dương Tiêu, anh muốn chọc cười chết chúng tôi hay sao? Câu chuyện cười này đủ để tôi cười trong một năm rồi đấy, Dương Tiêu. Là Lương Tịnh Như cho anh dũng khí năng nói bậy bạ không chút cố kỵ nào hay sao? Tất cả mọi người Đường ra nhìn Dương Tiêu giống như nhìn mà trò đùa không hơn không kém, giống như phế vật vô dụng mãi mãi chính là phế vật, dù cho cá mặn có chở người đi chăng nữa thì vĩnh viễn cũng chỉ là cá mặn. Đường Mộc Tuyết gấp gáp giải thích, không sai, hòn đảo nhỏ này quả thật là do Dương Tiêu mua lại, những gì anh ấy nói đều là sự thật. Đối với những lời này của Đường Mộc Tuyết,
tất cả mọi người đều khịt mũi khinh thường, có đánh chết thì bọn họ cũng không tin được căn biệt thự này là do Dương Tiêu hoàn thành. Đường Hạo cười châm chọc nói, Đường Mộc Tuyết, cô cũng đừng tự ức hiếp người khác quá, cô nếu như nói rằng bản thân mình hầu hạ Lý Minh Hiên thoải mái, sau đó được hắn ta tặng lại cho căn biệt thự này, chuyện này tôi còn có thể tin tưởng được, nhưng cô nói căn biệt thự này do tên phế vật này mua lại, cho dù cô có giết chết tôi thì cũng không cách nào tin tưởng được. Đúng vậy, đúng vậy. Một đám người dòng chính Đường gia liên tục gật đầu. Khuôn mặt già nua của Đường lão thái thái tràn ngập sự khinh thường, Dương Tiêu ở rễ 5 năm nay, đã biến Đường gia trở thành trò cười sau bữa ăn của tất cả mọi người ở thành phố Trung Nguyên này, bà tuyệt đối không tin những lời Đường Mộc Tuyết nói. Căn biệt thự này nhất định là do Đường Mộc Tuyết sau khi hầu hạ Lý Minh Hiên sảng khoái, sau đó hắn ta mới đem căn biệt thự này giao cho Đường Mộc Tuyết. Hiện tại Đường Mộc Tuyết vì thể diện của mình kiên quyết không thừa nhận căn biệt thự này là do Lý Minh Hiên tặng mình, vậy thì bà sẽ nắm bắt cơ hội tốt này đường đường chính chính dọn vào ở bên trong. Dương Tiêu lắc đầu ngao ngán, nhìn từng khuôn mặt xấu xí của đám người Đường gia chỉ khiến hắn cảm thấy kinh tởm vô cùng. Đường lão thái thái lại một lần nữa nhấn mạnh, lão thân mệt rồi, các người nhanh chóng rời khỏi đây. Bà hiện tại vô cùng nôn nóng hưởng thụ những tiện ích của căn biệt thự ven hồ này, căn bản không muốn nhìn thấy một nhà Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết lòng dạ gấp như lửa đốt, ba mẹ nhất định là không cách nào hy vọng được rồi, cô chỉ có thể quay sang cầu cứu Dương Tiêu. Dương Tiêu nhìn Đường lão thái thái không biết xấu hổ, trầm giọng nói, bà nội, căn biệt thự này là do cháu tốn không ít thời gian mới có thể hoàn thành được, trên sổ nhà đất cũng đã viết tên của Mộc Tuyết, dù cho nói như thế nào, căn biệt thự này cũng không đến phiên bà vào ở đâu. Đường lão thái thái sắc mặt không vui nhìn Dương Tiêu, nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy vừa mắt. Dương Tiêu, tôi hiện tại ra lệnh cho cậu lập tức cút ra khỏi đây. Đường lão thái thái tức giận nói. Chỉ là một tên phế vật nhỏ bé vậy mà lại dùng giọng nói tức giận như vậy để nói chuyện với bà, thật sự không biết tôn ti trật tự. Đối diện với Đường lão thái thái không biết xấu hổ, Dương Tiêu cũng không muốn để chút mặt mũi nào lại cho bà. Bà nội, vừa rồi là cháu để lại chút mặt mũi cho bà, mong bà cũng đừng cậy già mà lên mặt, nếu như còn không nhanh chân rời khỏi đây, có tin cháu hiện tại gọi điện thoại cho đội bảo vệ sau đó tống cổ tất cả các người ra khỏi đây hay không? Tống cổ tất cả mọi người ra ngoài. Đường lão thái thái nổi giận phừng phừng, không tin tưởng được mà nhìn Dương Tiêu, bà không tin được tên phế vật Dương Tiêu vậy mà lại đối đầu với bà. Cậu dám, đôi mắt già nua của Đường lão thái thái hừng hực phẫn nộ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, e rằng Dương Tiêu sớm đã bị phanh thây trăm ngàn lần. Dương Tiêu lấy ra chiếc điện thoại cũ kỹ lạnh giọng nói, các người có thể thử xem tôi có dám hay không. Lương thiện là mỹ đức, im lặng là hoàng kim. Dương Tiêu cũng muốn khiêm tốn. Nhưng tình huống trước mắt không cho phép hắn làm như vậy. Mắt thấy Dương Tiêu thật sự muốn gọi điện thoại cho nhân viên bảo vệ khu biệt thự này, sắc mặt Đường lão thái thái triệt để hiện lên tia hoảng hốt. Nơi này dù sao cũng là khu biệt thự tốt nhất tại thành phố Trung Nguyên, mỗi một chủ hộ ở đây nếu không phải là kẻ giàu có thì cũng là người quyền quý, quy tắc trong biệt thự chính là không cho phép bất kỳ người nào phá vỡ. Chỉ cần ai dám vi phạm đến nội quy khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, không cần phòng quản lý tài sản đích thân xuất hiện. Chỉ cần những chủ hộ có gia thế ở nơi này cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho người này. Lý do khiến cho khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh được nhiều người đặc biệt kiêng kỵ như vậy, không phải vì phòng quản lý tài sản lớn mạnh, mà cũng vì các chủ hộ có thế lực phía sau. Tất nhiên, năng lực của nhà viên bảo vệ phòng quản lý tài sản cũng không thể coi nhẹ, toàn bộ bọn họ đều dựa theo quy định của khu biệt thự mà chấp hành. Dù sao, lương tháng của bọn họ cũng do các chủ hộ ở đây thanh toán. Chi phí quản lý hàng năm cũng phải lên đến con số vài trăm ngàn nhân dân tệ, bọn họ nhất định phải làm việc đúng với số tiền mà mình cầm trong tay. Ngôn tình ngược. Đường lão thái thái vô cùng rõ ràng, nếu như đợi lát nữa kinh động đến nhân viên bảo vệ, vậy thì bọn họ tuyệt đối sẽ bị cưỡng ép đuổi ra khỏi nơi này. Trên sổ nhà đất dù sao cũng viết tên Đường Mộc Tuyết, nhân viên bảo vệ cùng nhân viên phòng quản lý tài sản dù sao cũng chỉ công nhận Đường Mộc Tuyết. Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm Thần sắc hoảng hốt. Khuôn mặt nhìn Dương Tiêu tràn ngập sự kinh hoàng, bọn họ không nghĩ đến vào thời khắc máu chốt người vùng lên lại là Dương Tiêu. Có điều, Đường lão thái thái dù sao cũng là bậc tiền bi, Đường Kiến Quốc dạy dỗ vài câu, Dương Tiêu, anh như thế nào lại nói chuyện với bà nội như vậy? Dương Tiêu nhìn sang Đường Kiến Quốc nói, ba, không lẽ con nói sai rồi sao? Nhà của chúng ta dựa vào cái gì cho người khác vào ở? Người nhà chúng ta lang thang đầu đường xó chợ. Cũng không thấy bất kỳ người nào của Đường gia vươn tay trợ cứu chúng ta.
Hiện tại chúng ta cũng đã có nhà cửa sang trọng, thì bọn họ không ngừng đố kỵ, còn có người muốn chiếm đoạt, không lẽ ba không cảm thấy tức giận hay sao? Bị Dương Tiêu chất vấn như vậy, Đường Kiến Quốc chỉ đành ngậm miệng lặng im. Triệu Cầm tức giận nhéo lên cánh tay của Đường Kiến Quốc, ông ta chịu đau chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lần này, Triệu Cầm nhất quyết đứng về phía của Dương Tiêu. Dù cho bà có chán ghét Dương Tiêu như thế nào đi chăng nữa, nhưng không thể không thừa nhận Dương Tiêu nói không sai, khi gia đình bọn họ lưu lạc đầu đường xó chợ, đám người dòng chính Đường gia chỉ biết bỏ đá xuống giếng, căn bản không có người nào quan tâm đến sống chết của bọn họ. Trên cuốn sổ nhà đất rõ ràng viết tên con gái của bà, bất kể dùng cách nào có được thì cũng là của con gái của bà, không chút liên quan nào đến Đường lão thái thái. Đường Hạo tức giận gấp gáp nói, Dương Tiêu, anh vậy mà lại dám cưỡng ép đuổi bà nội hay sao? Anh chấm ans đại nghịch bất đạo, nếu như không nhờ có bà nội, người một nhà các người sớm đã phải uống gió Tây Bắc rồi, chính là thời điểm các người phải hiếu thuận với bà nội. Đường Hạo nói không sai, các người ăn uống sinh hoạt đều do Đường gia cung cấp, bà nội ở vài ngày thì như thế nào? Hiện tại bà nội cũng đã lớn tuổi rồi, chúng ta là phận con cháu đáng lẽ phải hiếu kính với bà nội, không lẽ các người tính bắt hiếu hay sao? Một đám người dòng chính Đường gia cả khuôn mặt phẫn nộ, chính là hận không thể ăn tươi nuốt sống cả nhà Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu. Cả khuôn mặt Đường Mộc Tuyết không chút huyết sắc nào, dùng đạo đức để áp chế cô thật sự không biết nên phải đối phó như thế nào. Cô chính là một đứa trẻ hiếu thảo, nếu như Đường lão thái thái quyết ý muốn ở lại đây, cô thật sự không biết nên mở lời như thế nào. Dương Tiêu liếc mắt nhìn đám đông, cười lạnh không ngớt, các người kẻ nào nói chuyện cũng dễ nghe như vậy, hiếu kính bà nội sao? Được, vậy hiện tại các người đem nhà của các người dọn trống ra cho bà nội vào ở đi. Lời này vừa nói ra, cả đám người dòng chính Đường gia lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng im lặng. Đem nhà của bọn họ nhường cho Đường lão thái thái vào. Ở sao, chuyện này làm sao có thể, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bọn họ khó khăn lắm mới mua được nhà, dựa vào điều gì mà nhường lại cho Đường lão thái thái chứ? Cảm xúc của Dương Tiêu lúc này đối với đám người Đường gia kia tràn ngập khinh thường, một đám người Đường gia chỉ tự biết đấu đá, nói chung lưng không đau, nhưng chỉ cần đụng chạm đến lợi ích của bọn họ, cả đám người này so với ai còn danh ma hơn. Thế nào, nói không nên lời đúng không? Còn hiếu kính với bà nội, lời này mà các người cũng có thể nói ra được. Tại Đường gia này, nếu nói đến hiếu kính với bà nội, chỉ có một mình Mộc Tuyết mới là người thật sự hiếu thảo với bà mà thôi. Dương Tiêu tiếp tục nói. Lời này, lập tức khiến cho cả đám người Đường gia tức giận. Dương Tiêu, lời này của anh là có ý gì? Cố ý gây chuyện có đúng không? Không sai, chúng tôi có kẻ nào không hiếu thảo với bà nội chứ? Anh mau nói rõ chuyện này ra xem nào. Đường Hạo sắc mặt hiện lên một nét nham hiểm, sau đó nói, Dương Tiêu, tôi xem ra cậu hôm nay muốn tìm chết rồi. Dương Tiêu làm như không nhìn thấy, nghiêm túc nói, ở Đường gia, Mộc Tuyết vẫn luôn cần cù chăm chỉ làm việc, không ngừng vì công ty lập nên lợi ích, còn các người thì như thế nào? Các người ở công ty này đã cống hiến được gì? Ngoại trừ việc tự nuôi ra một thân mập mạp, cũng chỉ biết đục nước béo cò mà thôi. Một đám các người mua nhà mua xe, số tiền trong đó có đồng tiền nào là đồng tiền trong sạch? Anh chấm ans, nghe câu nói này của Dương Tiêu như một mũi tên đâm thấy máu, cảm đám người nhà dòng chính Đường gia toàn bộ đều tức giận. Đường Hạo sắc mặt lập tức thay đổi, ở công ty tất cả mọi người đều noi gương hắn đục nước béo cò, câu nói này của Dương Tiêu rõ ràng đang nhắm vào hắn. Dương Tiêu, chú ý đến lời nói của anh, Đường Hạo cảnh cáo nói. Dương Tiêu cười lạnh nói, Đường Hạo, chú ý đến lời nói của tôi sao? Người đục nước béo cò nhiều nhất ở công ty không phải là anh hay sao? Khấu trừ tiền lương của Mộc Tuyết, không nộp tiền bảo hiểm 5 năm cho cô ấy cũng không phải là anh hay sao? Sỉ nhục Mộc Tuyết cũng không phải là anh hay sao? Cầm tiền đầu tư của công ty đi mua xe Ferrari cũng không phải là anh hay sao? Anh làm ra biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn, không lẽ trong lòng anh không có chút chột dạ nào sao? Bị Dương Tiêu chất vấn, cả khuôn mặt Đường Hạo lúc xanh lúc trắng. Hắn có miệng nhưng căn bản không có cách nào phản bác được. Dương Tiêu nói không sai, từng lời nói đều gây tổn thương đến cho hắn, Đường Hạo tức giận đến mức muốn nổ tung, giây phút này hắn hận không thể ngay lập tức đánh chết Dương Tiêu. Đủ rồi, Đường lão thái thái cả khuôn mặt phẫn nộ hét lên. Những chuyện không tiện nhìn mặt người vẫn xảy ra ở Đường gia này, bà đều vô cùng biết rõ, chỉ là bản thân Đường lão thái thái không muốn thừa nhận mà thôi. Nhìn dáng vẻ khí thế bức người của Dương Tiêu,
trong lòng Đường lão thái thái như có một ngọn lửa. Dương Tiêu cười châm biếm nói, bà nội, những chuyện này cháu nghĩ bà so với ai càng hiểu rõ hơn, Mộc Tuyết tôn kính bà là bậc trưởng bối, đem bà trở thành người tôn kính nhất trong lòng, nhưng bà lại hết lần này đến lần khác bao che cho Đường Hạo làm tổn thương đến trái tim của Mộc Tuyết. Nếu nói đến việc hiếu thuận, bà nên xem tên Đường Hạo cháu ruột của bà hiếu thuận với bà như thế nào, sau đó lại nhìn xem Mộc Tuyết hiếu thuận với bà ra sao, nếu như, cháu là bà, thật sự không có mặt mũi nào để nói tiếp những lời này. Nhìn về phía Dương Tiêu, Đường lão thái thái tức giận đến mức cơ thể già yếu không ngừng run rẩy. Nhưng bà không thể không thừa nhận, Đường Hạo những năm nay chỉ luôn tìm cách làm như thế nào trục lợi, căn bản chưa từng nghĩ qua nên hiếu thuận với mình như thế nào. Còn Đường Mộc Tuyết lễ Tết hàng năm đều dùng chút tiền lương nhỏ nhoi của mình đến thăm bà. Nhưng Đường Hạo dù sao cũng là cháu ruột của bà, còn Đường Mộc Tuyết dù gì cũng chỉ là họ hàng, điểm này vĩnh viễn không có cách nào so sánh được. Lão thân làm bất cứ chuyện gì còn cần đến cu chỉ tay năm ngón hay sao, những lời bọn người Hạo Hạo nói không sai, hiện tại là thời điểm các người phải hiếu kính với bà lão này rồi, không lẽ các người thật sự dám đuổi cổ bà lão này hay sao? Đường lão thái thái nghiến răng nghiến lợi nói, bà chính là không tin Dương Tiêu thật sự dám không đặt bà trong mắt. Thật đáng tiếc, bà chính là đánh giá thấp quyết tâm của Dương Tiêu. Dương Tiêu trực tiếp gọi điện thoại, phòng quản lý tài sản sao? Tôi là Dương Tiêu. Hiện tại có người ở nhà chúng tôi không chịu rời đi, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, hy vọng các người có thể nhanh chóng mời bọn họ rời đi. Bùm! Cú điện thoại vừa rồi của Dương Tiêu không khác nào tiếng sấm vang rền, khiến cho Đường lão thái thái triệt để sợ đến ngây người. Động tác của nhân viên bảo vệ cũng nhanh nhẹn, hơn 20 nhân viên bảo vệ mặc đồng phục thân thể rắn giỏi xuất hiện trước cửa biệt thự. Đội trưởng đội bảo vệ bước lên cung kính nói, Dương tiên sinh, Đường tiểu thư. Dương Tiêu cũng lịch sự gật đầu chào hỏi, sau đó nhìn đội trưởng đội bảo vệ nói, chính là đám người này, làm phiền mọi người rồi. Cậu dám, Dương Tiêu, cậu dám đuổi lão thân ra khỏi nơi này sao? Cậu cũng thật to gan, Đường lão thái thái giống như đạp trúng thuốc nổ, tâm trạng bắt đầu trở nên kích động. Điên rồi, Dương Tiêu mẹ mày điên rồi sao? Một đám người Đường ra sắc mặt lập tức thay đổi. Dương Tiêu mặt không chút gợn sóng. Cũng không có ý giữ lại chút mặt mũi nào cho đám người này. Đội trưởng đội bảo vệ liếc mắt nhìn hiện trường, lạnh giọng nói, các vị, Dương tiên sinh không hoan nghênh mọi người, mời các người nhanh chóng rời khỏi đây. Chính vào ngay lúc này, Đường Dĩnh vừa kịp lúc dẫn theo một người thanh niên tóc vàng mắt xanh bước vào. Nhìn thấy một đám người đang muốn trục xuất đám người Đường lão thái thái ra ngoài, cả khuôn mặt kinh ngạc bước đến, bà nội, có chuyện gì vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy Đường Dĩnh, Đường lão thái thái liền hung hãn nói, Dĩnh nhi, Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết không những không hiểu thảo, còn muốn cưỡng ép đuổi lão thân ra ngoài. Dương Tiêu cười khinh thường không ngừng, sự vô liêm sỉ của Đường lão thái thái hắn hôm nay cũng như triệt để lãnh giáo được rồi. Cái gì, vậy mà lại có chuyện như vậy? Cả khuôn mặt Đường Dĩnh lập tức dâng lên sự phẫn nộ nồng đậm. Vừa rồi cô chính là đang cùng bạn trai mới quen Zere ở khách sạn phóng tụng một trận. Sau khi nhận được điện thoại của Đường Hạo, Dương Dĩnh liền dẫn theo bạn trai Zere nhanh chóng đến đây. Nghe nói Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu đã mua được một căn biệt thự tại khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh, Đường Dĩnh với chuyện này đánh chết cũng không tin. Khi vừa đến nơi liền nhìn thấy đám người Đường lão thái thái cùng Đường Hạo đang bị tống cổ ra ngoài, rõ ràng có thể nhận ra được căn biệt thự chính là của hai người Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết. Khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh chính là khu biệt thự xa hoa lộng lẫy nhất thành phố Trung Nguyên. Không lẽ cô chưa có suy nghĩ khao khát qua hay sao? Cô cùng Đường Mộc Tuyết đối đầu nhiều năm, Đường Dĩnh căn bản không thể chấp nhận được Đường Mộc Tuyết có chút điều tốt nào, hiện tại Đường Mộc Tuyết đã sống một căn biệt thự xa hoa, điều này khiến cho hai lỗ mũi của Đường Dĩnh tức đến mức muốn phun khói. Cả khuôn mặt căm giận nhìn Đường Mộc Tuyết, được lắm Đường Mộc Tuyết, vậy mà dám xui đuổi bà nội sao, không tròn đạo hiếu, cô có còn là người không? Nhằm khiến cho cả đám người bảo vệ nhận ra Đường Mộc Tuyết chính là loại người như thế nào, cô ta liền cố ý hét lớn, giọng nói vô cùng chói tai. Đáng tiếc chính là cả đám người bảo vệ đều khoanh tay đứng nhìn.